Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 676, một leo lên đỉnh, chỗ nào cũng có cạnh tranh. Thành phố Thiền Duyên ở vào phía tây bắc sông Tam Giang, vì gần thành phố Sơn Viên nên kinh tế phát triển rất tốt. Tuy thành phố Thiền Duyên chỉ có 4 huyện 3 quận nhưng tổng sản lượng kinh tế lại so ra không kém thành phố Tam Hồ bao nhiêu. Vương Tử Quân lần này đến khảo sát thì người thành phố Thiền Duyên cũng không quá nhiệt tình, vì khoảng cách từ thành phố Thiền Duyên đến Sơn Viên chỉ là 2 giờ đi xe, cho nên bọn họ cũng căn bản không quá nhiệt tình với đường cao tốc. Khi đoàn người Vương Tử Quân đến nội thành của thành phố Thiền Duyên thì người đến nghênh đón chính là Phó Bí Thư Thị ủy Trương Lượng Quân. Phó Bí Thư Trương Lượng Quân năm nay hơn 50 tuổi, hắn biểu hiện rất nhiệt tình, thế nhưng đám người Vương Tử Quân đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương có mang theo vài phần kiêu ngạo. Loại cảm giác kiêu ngạo này tuy được Trương Lượng Quân che giấu rất tốt, thế nhưng dù thế nào cũng lơ đãng lộ ra trong lời nói khi bày tỏ thái độ. Bí Thư Vương, Bí Thư Tề và Chủ tịch Long vốn muốn tự mình đến nghênh đón ngài, thế nhưng thật sự không trùng hợp, hôm nay có một hạng mục quan trọng cần phải thương lượng. Xí nghiệp bọn họ đã chạy cả vài trăm km đến thành phố Thiền Duyên chúng tôi, các vị lãnh đạo cũng không thể nào không đến gặp mặt được. Trương Lượng Quân ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân cười nói. Bí Thư Trương quá khách khí rồi, chúng tôi đến quý thành phố chỉ là vì muốn học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, như vậy cũng xem như là đến quấy rầy. Nếu như còn làm ảnh hưởng đến công tác của các anh, như vậy xem như tội lớn lắm. Hai người nói chuyện đều nở nụ cười, xe của Trương Lượng Quân đi phía trước dẫn đường. Trên đường đi Trương Lượng Quân chỉ về phía một địa phương bị sương khói bao phủ nói. Bí Thư Vương, đó là khu công nghiệp của thành phố Thiền Duyên chúng tôi, lúc này đã có hơn 30 xí nghiệp nhập trú, giá trị sản lượng hàng năm là 500 triệu, có thể nói là một động cơ phát triển của thành phố Thiền Duyên. Vương Tử Quân nhìn làn khói phía bên kia mà hai chân mày khẽ nhíu lại, dù còn cách xa nhưng hắn vẫn thấy rõ khói đó là gì. Nhưng hắn vừa mới đến, tất nhiên không thể chưa xuống xe đã phê bình hoàn cảnh ô nhiễm của người ta được. Tốc độ phát triển kinh tế của quý thành phố luôn đi đầu trong tỉnh, trong những hội nghị phát triển kinh tế từ trước đến nay, Bí Thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch luôn cho ra lời khích lệ với sự phát triển kinh tế của thành phố Thiền Duyên. Vương Tử Quân nói càng làm cho Trương Lượng Quân cảm thấy hưởng thụ. Tuy hắn chỉ là phó bí thư thị ủy, thế nhưng hắn đứng trước mặt những cán bộ thành phố La Nam như Vương Tử Quân lại sinh ra cảm giác ưu việt. Dù sao ở phương diện phát triển kinh tế, nếu cộng hai thành phố La Nam lại cũng chưa là đối thủ của thành phố Thiền Duyên. Khi Trương Lượng Quân chuẩn bị nói khiêm tốn hai câu, một ý nghĩ chợt bùng lên trong lòng hắn. Đó là vị bí thư ngồi trước mặt mình không những trẻ tuổi, còn có cấp bậc cao hơn mình, càng là vị chủ tịch đã thúc đẩy thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Thế cho nên mình căn bản không có gì để kiêu ngạo trước mặt hắn. Trương Lượng Quân chợt cảm thấy mất hào hứng, hắn nói vài câu ứng phó, sau đó xe đi đến khách sạn Thiền Duyên. Sau khi sắp xếp một chút, nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị tham gia buổi tiệc trưa của thành phố Thiền Duyên. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị khởi hành thì Hà Khởi Duệ gõ cửa đi đến, hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Bí Thư Vương, căn cứ vào thái độ của thành phố Thiền Duyên, chúng ta muốn đạt được mục đích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương Tử Quân cũng cảm nhận được thái độ của thành phố Thiền Duyên, thế nhưng đường cao tốc đến thành phố Sơn Viên phải đi qua Thiền Duyên, nếu đi qua thành phố Triệu Lô bên cạnh Thiền Duyên, ít nhất phải làm thêm vài chục km nữa. Thêm một km chính là thêm một khoản tiền lớn, số tiền này cũng không nhỏ, có thể là cả trăm triệu. Việc do người làm, chúng ta cứ trao đổi thật tốt với thành phố Thiền Duyên. Như vậy bọn họ sẽ nhận thức được lợi ích do con đường này đem lại. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Hà Khởi Duệ cũng chủ yếu là muốn đến nhắc nhở Vương Tử Quân, bây giờ còn chưa cùng đàm phán với thành phố Thiền Duyên, nếu mình có cho ra kết luận thì rõ ràng là quá sớm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị xuống lầu, có hai người đàn ông trung niên ở trong một căn nhà cách khách sạn Thiền Duyên 1 km. Hai người này một béo một gầy, một cao một thấp, đi cùng với nhau thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Thế nhưng những người đi bên cạnh hai người này căn bản đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, không dám có bất kỳ biểu hiện nào khác. Chủ tịch Long, anh ngồi xe của tôi, hai chúng ta cùng trò chuyện. Người đàn ông mập mạp đi phía trước nói với người đàn ông cao gầy ở phía sau. Người đàn ông cao gầy khẽ gật đầu, sau đó leo lên xe của người đàn ông mập mạp. Khi hai người này lên xe, những người khác cũng lục tục lên xe của mình.
Chủ tịch Long, anh có ý kiến gì với lời đề nghị làm đường của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam không? Người đàn ông mập mạp ngồi phía bên trái, hắn sờ lên đầu, sau đó khẽ nói với người đàn ông cao gầy. Người đàn ông cao gầy chính là Phó Bí Thư, Chủ tịch Long Triều Hải của thành phố Thiền Duyên. Người vừa lên tiếng với hắn chính là Bí Thư Thị ủy Tề Tự Tuyển. Hai người này một béo một gầy, thế nhưng lại phối hợp với nhau rất tốt ở thành phố Thiền Duyên. Long Triều Hải cũng không phải không nghĩ đến vấn đề của Tề Tự Tuyển, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Bí Thư Tề, làm đường cao tốc là chuyện tốt, thế nhưng con đường này phải xuất phát từ tình huống thực tế của thành phố Thiền Duyên. Trên gương mặt mập mạp của Tề Tự Tuyển lộ ra nụ cười, hắn khẽ cười cười nói với Long Triều Hải. Anh Long, hai người chúng ta đã cùng cộng tác nhiều năm, đều biết rõ về nhau, nói chuyện cũng không cần quá cố kỵ, mong anh sảng khoái một chút, nói rõ ý nghĩ của mình. Bí Thư Tề, con đường cao tốc này dù lãnh đạo tỉnh có thông qua hay không, thế nhưng tác dụng với thành phố Thiền Duyên căn bản không bằng La Nam và Tam Hồ. Long Triều Hải nói đến đây thì cũng không nói gì thêm. Tề Tự Tuyển khẽ dựa lưng lên ghế, tuy Long Triều Hải cũng không nói gì thêm, thế nhưng hắn hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hai người bọn họ cũng không phải mới hợp tác 1-2 năm ở thành phố Thiền Duyên, tuy bọn họ có chút va chạm nhưng luôn tạo thành ăn ý ở những sự việc chung. Lúc này nắm chắc phát triển kinh tế chính là một trong những đặc điểm chủ quan để cán bộ được đề bạt lên chức vụ cao hơn, sau khi Hào Nhất Phong tiến lên làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam thì cuộc cạnh tranh ngày càng thêm khốc liệt. Chương 676-2, leo lên đỉnh, chỗ nào cũng có cạnh tranh. Hai năm sau chính là nhiệm kỳ mới, trong thời gian đó sẽ có một nhóm lớn cán bộ ở tỉnh Sơn Nam được điều chỉnh. Tuy còn những hai năm nhưng Tề Tự Tuyển đã nhắm vào đó từ bây giờ. Hắn muốn tìm cho mình một vị trí cho mình trong lúc điều chỉnh. Long Triều Hải cũng có tính toán riêng, hắn muốn tiếp nhận vị trí bí thư của Tề Tự Tuyển. Tuy hai người đều không nói gì ở trên sự kiện này, thế nhưng hiểu rõ tâm tư của nhau. Cũng vì nguyên nhân này mà hai người dạo này ít va chạm với nhau, ngược lại càng hợp tác thêm mạnh mẽ hơn. Thành phố La Nam phát triển kinh tế rất kém, Vương Tử Quân cũng là một vị bí thư trẻ tuổi với lý lịch mỏng, Tề Tự Tuyển không xem đó là đối thủ của mình. Đối thủ trong lòng hắn vào lúc này chính là người thành phố Tam Hồ. Tuy Lâm Trường Công về hưu đã là chuyện như ván đóng thuyền nhưng Triệu Bảo Lâm đã là chủ tịch thành phố Tam Hồ được 7 năm, nếu như đối phương có thể cho ra thành tích lớn vào thời gian này, chỉ sợ sẽ là một đối thủ lớn cho bất kỳ một ai. Đối thủ cần phải được xử lý ngay từ đầu, mà thành phố Thiền Duyên có hoàn cảnh giao thông tốt hơn thành phố Tam Hồ, dù không có đường cao tốc nhưng ưu thế địa lý ở ngay bên cạnh thành phố Sơn Viên. Thế cho nên được hưởng thụ nhiều ưu đãi khi ở bên cạnh trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Sơn Nam. Lúc này nếu hoàn thành đường cao tốc, chỉ sợ thành phố Tam Hồ sẽ có lợi hơn Thiền Duyên, nếu bọn họ có thể làm ra thành tích gì đó trong thời gian 2 năm tới, như vậy sẽ cực kỳ không có lợi cho đám người thành phố Thiền Duyên bọn họ. Chỉ sợ rằng khi đó Tề Tự Tuyển và Long Triều Hải sẽ không ai có thể nhúc nhích, hai người bọn họ sẽ phải tiếp tục phấn đấu ở thành phố Thiền Duyên thêm vài năm, thậm chí là mãi cho đến khi về hưu. Tề Tự Tuyển chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thật ra hắn cũng đã hạ quyết tâm, vừa rồi hỏi Chủ tịch Long Triều Hải cũng chỉ muốn xem xét đối phương có cùng tâm cùng đức với mình hay không. Trước đó hắn chỉ sợ Long Triều Hải không nhìn thấy rõ tình thế, thế nhưng bây giờ tất cả lo nghĩ đã tan biến. Chủ tịch Long, lúc này hạng mục ở thành phố chúng ta thật sự là quá nhiều, không có thời gian vùi đầu vào quá trình làm đường cao tốc, thế nên tốt nhất chúng ta nên làm tốt công tác của chính mình thì hay hơn. Tề Tự Tuyển cuối cùng cũng cho ra một định tính, Long Triều Hải ở bên cạnh cũng nhanh chóng nở nụ cười. Trong phòng lớn nhất của khách sạn Thiền Duyên, Tề Tự Tuyển và Long Triều Hải nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân, hai người đều nở nụ cười sáng lạn. Khi bắt tay với Vương Tử Quân lại càng dùng sức khá mạnh. Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố cùng đến tiếp đãi khách, tất nhiên khách sạn Thiền Duyên sẽ phải cực lực ứng phó, chỉ sau 10 phút thì thức ăn đã được dọn lên đầy một bàn lớn. Vương Tử Quân bắt tay với Tề Tự Tuyển, hắn cảm thấy sự việc hôm nay chỉ sợ khó khăn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Chỉ là trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút biến đổi. Bí thư Vương, chào mừng anh đến với thành phố Thiền Duyên, anh đến thật sự làm vẻ vang cho nhóm kẻ hèn chúng tôi. Tề Tự Tuyển là bí thư thị ủy thành phố Thiền Duyên, hắn là người đầu tiên nâng ly lên cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng nâng ly rượu lên nói. Bí thư Tề, nếu nói thẳng ra thì chúng tôi là người mạo muội, nhưng thành phố Thiền Duyên là đầu tàu phát triển kinh tế của cả tỉnh,
lãnh đạo tỉnh lại luôn cường điệu về kinh nghiệm phát triển kinh tế của thành phố Thiền Duyên, thế cho nên lúc này chúng tôi mới đến để học tập. Chúng tôi đã làm phiền hai vị lãnh đạo, thế nhưng nếu không đến đây, thật sự không tìm ra nơi nào thích hợp hơn. Vương Tử Quân nói làm cho Tề Tự Tuyển cảm thấy rất vui vẻ. Hắn là bí thư thị ủy, mỗi ngày đều nghe không ít lời nịnh nọt, lời nói của Vương Tử Quân cũng không mạnh hơn những người kia được bao nhiêu, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, chủ yếu là vì thân phận của Vương Tử Quân. Tề Tự Tuyển là bí thư thị ủy, Vương Tử Quân cũng là bí thư thị ủy, tuy thành phố La Nam rất nghèo, thế nhưng cấp bậc bí thư của người ta cũng không kém hắn. Mở màn thuận lợi thế cho nên bầu không khí bữa tiệc càng thêm hài hòa, chẳng qua hai bên đều không nói đến chuyện hợp tác, chủ yếu nói ra những việc hay việc lạ trong tỉnh, thế là tiếng cười vang lên rất rộn rã. Bí thư Vương, cậu thật sự rất giỏi, ai cũng nhìn thấy thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ như thế nào. Tề Tự Tuyển uống vài ly rượu thì mặt mày có hơi đỏ lên. Vương Tử Quân không biết có phải Tề Tự Tuyển đã uống quá nhiều hay không, thế nhưng hắn biết Tề Tự Tuyển có thể trở thành một bí thư thị ủy trong tỉnh Sơn Nam, tuyệt đối không phải là một người vì uống vài ly rượu mà nói ra những lời từ tận trong lòng mình. Vương Tử Quân cười cười cùng ly với Tề Tự Tuyển rồi nói. Thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ đó là kết quả cùng chung cố gắng của bí thư Tiết và bí thư Đồng, anh nói như vậy thật sự làm cho tôi đỏ mặt xấu hổ. Hi hi, bí thư Vương, tôi lớn tuổi hơn cậu, lúc này coi như khách khí gọi cậu một tiếng em. Có câu quần chúng mắt sáng như tuyết, rốt cuộc là công lao của ai thì chúng ta đều hiểu rõ, nếu như không phải cậu tạo ra căn cơ thì kẻ chiếm tiện nghi bây giờ có thể thoải mái vui sướng như thế sao? Tề Tự Tuyển ôm cổ bá vai Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên nói. Anh Tề, chúng ta uống một ly, sự việc trước kia tôi cũng không muốn nhắc lại, lần này tôi đến đây chủ yếu là vì muốn thương lượng với anh một chuyện. Cậu cứ nói đi, chỉ cần anh có thể hoàn thành, sẽ tuyệt đối không làm kẻ hèn nhát. Tề Tự Tuyển nói rồi dùng tay vỗ mạnh lên ngực mình. Bí thư Tề, lúc này trong nước đang đẩy mạnh xây dựng đường cao tốc, có thể thấy được đường cao tốc chính là chìa khóa để cho các thành phố phát triển kinh tế và chắp cánh bay cao. Bây giờ ba thành phố phía tây của tỉnh Sơn Nam chúng ta còn chưa có đường cao tốc, nếu như chờ Sở Giao thông tỉnh Sơn Nam thống nhất quy hoạch thì còn không biết đến bao giờ. Long Triều Hải cũng không chờ Vương Tử Quân nói hết lời, hắn nâng ly lên nói. Bí thư Vương, hôm nay anh cần phải chịu phạt, vừa rồi uống rượu đã nói trước rồi, hôm nay chỉ nói những chuyện đề cao cảm tình, không nói đến chuyện công. Vương Tử Quân nhìn nụ cười sáng lạn của Long Triều Hải, hắn cũng nâng ly rượu lên, tuy hắn còn chưa nói hết lời nhưng lại nhận được đáp án quá rõ ràng. Bữa tiệc rượu ngoài chút âm thanh không hài hòa vừa rồi thì căn bản không có gì khác không phù hợp. Sau khi uống thêm vài ly rượu đế thì Vương Tử Quân cảm thấy đầu óc mình có vài phần men say. Thế nhưng gần đây tử lượng của hắn dần tăng tiến, thế cho nên cũng không quá mất mặt. Chương 676-3, leo lên đỉnh, chỗ nào cũng có cạnh tranh. Vương Tử Quân nghỉ ngơi trong phòng của mình ở khách sạn Thiền Duyên, hắn cảm thấy có hơi khát và giật mình tỉnh lại. Hắn uống hai ly nước sôi để nguội ở trong phòng khách sạn, cuối cùng mới xem như hoàn toàn tỉnh táo. Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon và bắt đầu hút thuốc, bắt đầu trầm ngâm. Dù bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng hành trình đến thành phố Thiền Duyên lần này, thế nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, chỉ sợ tất cả không lạc quan như mình mong muốn. Thành phố Thiền Duyên cũng không phải là không có tiền, nhưng nhìn vào thái độ của bọn họ, hắn thấy đối phương không phải không nhiệt tình với đường cao tốc, mà là bài xích. Vương Tử Quân nix đến tình huống mình nói chuyện với Tề Tự Tuyển mà Long Triều Hải đứng lên bày tỏ thái độ, thế là trong lòng có chút bức bối. Tề Tự Tuyển vì sao lại bài xích một hạng mục có lợi cho đôi bên như thế này? Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếng gõ cửa rất khẽ, nếu như Vương Tử Quân không ngồi trong phòng khách thì căn bản không nghe thấy được. Mời vào. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Người đẩy cửa đi vào chính là đồng chí Tân, phía sau hắn chính là thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Khi thấy Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon, Kim Điền Lạc chợt khẽ nói. Bí thư Vương, ngài nghỉ ngơi thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Điền Lạc, tỏ ý cho hai người ngồi xuống, sau đó mới trầm giọng nói. Thành phố Thiền Duyên bên kia có nói khi nào thì họp mặt trao đổi với chúng ta không? Còn không có, nhưng Chủ tịch Hà đã liên hệ với Bí thư Trương của bọn họ, có lẽ không phải là hôm nay thì là ngày mai. Kim Điền Lạc trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thoải mái báo cáo với Vương Tử Quân.
Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn quay sang nói với Kim Điền Lạc. Thư ký trưởng Kim, anh cảm thấy chúng ta có nhiều khả năng thuyết phục thành phố Thiền Duyên không? Kim Điền Lạc là người thông minh, hắn tất nhiên nhìn thấy rõ ràng sự việc đang tiến triển thế nào, dù Vương Tử Quân không hỏi thì hắn cũng chuẩn bị nói ra ý kiến của mình. Sau khi trầm ngâm một chút thì Kim Điền Lạc nói. Bí thư Vương, có lẽ khả năng không lớn. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ lặng lặng chờ Kim Điền Lạc tiếp tục lên tiếng. Sau đó Kim Điền Lạc nói. Bí thư Vương, nếu so sánh với thành phố Tam Hồ thì thành phố Thiền Duyên căn bản không quá nóng lòng bức thiết với đường cao tốc, dù sao bọn họ cũng chỉ cách thành phố Sơn Viên 2 giờ xe, nếu như trên đường ít xe, chỉ sợ chạy nửa giờ cũng đã đến thành phố Sơn Viên. Hơn nữa 2 năm tới tỉnh Sơn Nam sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới, Bí thư Tề thật sự có hy vọng đề bạt, dưới tình huống đại cục như vậy thì Bí thư Tề sẽ không hy vọng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không những hiểu ý của Kim Điền Lạc, hắn biết chắc lúc này Tề tự tuyển cũng không phải là chĩa vào mình. Thế nhưng dù Tề tự tuyển có ý gì, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến Vương Tử Quân vào giai đoạn hiện tại. Kim Điền Lạc nhìn Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn và đồng chí Tân cũng dần trở nên nghiêm túc. Hai người bọn họ luôn ở bên cạnh lãnh đạo, có thể nói đã hiểu rất rõ bố cục của Vương Tử Quân ở hạng mục làm đường cao tốc lần này, nếu đường cao tốc làm không xong, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Bí thư Vương ở thành phố La Nam. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân đang chần chừ thì điện thoại của đồng chí Tân vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến rồi nghe máy. Chào anh, tôi là đồng chí Tân. Đồng chí Tân bước nhanh ra cửa rồi bấm nút nghe. Chào trưởng phòng Đồng, tôi là Tiểu Triệu của thành phố Thiền Duyên, bí thư trương của chúng tôi hỏi xem lúc này Bí thư Vương có rảnh không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người cán bộ trẻ tuổi. Sau khi nghe được âm thanh này thì đồng chí Tân cũng không trả lời ngay, hắn nói chờ một tiếng, sau đó nhanh chóng thông báo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đồng chí Tân, lúc này đồng chí Tân mới nói với đầu dây bên kia. 3 phút sau có tiếng gõ cửa vang lên. Bí thư Vương, ngài nghỉ ngơi thế nào? Thành phố Thiền Duyên chúng tôi có chút đơn sơ, có gì không phải mong Bí thư Vương bỏ qua cho. Trương Lượng Quân với gương mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, hắn vừa vào cửa thì dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đứng lên bắt tay với Triệu Tứ Quân, sau đó nói. Bí thư Trương quá khách khí rồi, vừa nãy tôi vừa nói chuyện với thư ký trưởng Kim, chỉ điểm học tập thành phố Thiền Duyên, sau khi quay về cũng nên cải tạo khách sạn ở La Nam mới được. Hai người nói chuyện rồi ngồi xuống ghế salon, khi đồng chí Tân chuẩn bị rót trà cho hai người, giám đốc khách sạn ở bên cạnh đã nhanh chóng cầm lấy ấm. Trương Lượng Quân khách khí nói vài câu với Vương Tử Quân, lúc này mới thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Tề tự mình gọi điện thoại đến, nói là để tôi nói lời xin lỗi với ngài. Bí thư Tề vốn muốn tự mình đến, tự mình đưa Bí thư Vương đi xem xét những biến hóa ở thành phố Thiền Duyên, thế nhưng có câu kế hoạch không thể nào không thay đổi. Nửa giờ trước tỉnh ủy gọi điện thoại đến, nói lãnh đạo tỉnh ủy yêu cầu Bí thư Tề về tỉnh thành một chuyến. Bí thư Tề thật sự quá khách khí rồi, chúng tôi đến đây vốn đã đủ quấy rầy thành phố Thiền Duyên, nếu như làm trễ nãi công tác của Bí thư Tề, như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy không yên. Vương Tử Quân tuy không rõ những lời của Trương Lượng Quân là thật hay giả, thế nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ chân thành. Phản ứng của Vương Tử Quân thật sự nằm trong dự đoán của Trương Lượng Quân. Hai người bọn họ dùng giọng vui vẻ nói đến tình hữu nghị giữa hai thành phố, sau đó Trương Lượng Quân bắt đầu đưa Vương Tử Quân đi thăm vài hạng mục ở thành phố Thiền Duyên. Trong quá trình đi thăm thú thì Trương Lượng Quân tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng chỉ cần hỏi khi nào Bí thư Tề tự tuyển quay về hoặc khi nào Chủ tịch Long Triều Hải có thời gian rảnh, hắn luôn mở miệng nói lái sang chuyện khác, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Sau bữa cơm tối thì nhóm người Vương Tử Quân quay về phòng mình, hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại trong phòng đã vang lên. Trương Lượng Quân không chờ đồng chí Tân ra tay, hắn nhanh chóng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi khi ngài dùng cơm thì Bí thư Tề gọi điện thoại đến, nói là sau khi ngài về phòng sẽ gọi điện thoại, lúc này có lẽ là Bí thư Tề gọi đến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhấc điện thoại lên. Quả nhiên người gọi đến là Bí thư Tề, sau khi nối máy thì Tề tự tuyển cười nói. Chào Bí thư Vương, tôi là Tề tự tuyển. Thật sự xấu hổ quá. Vốn muốn uống vài ly với Bí thư Vương, thế nhưng sự việc biến hóa quá nhanh. Trưởng phòng Hứa gọi điện thoại đến nói tôi và Chủ tịch Long nhanh chóng về tỉnh báo cáo công tác, bây giờ mới báo cáo xong. Chương 676-4, leo lên đỉnh, chỗ nào cũng có cạnh tranh. Vương Tử Quân nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến,
hắn thầm cười lạnh, thế nhưng ngoài miệng lại lớn tiếng nói. Bí thư Tề nói như vậy thì tôi thật sự có hơi ngại ngùng, chúng ta làm cán bộ thì căn bản không có thời gian nào là của mình, hai ta còn nhiều thời gian, sau này sẽ còn nhiều cơ hội cùng uống vài ly. Hai người khách sáo một lượt thì cúp điện thoại, khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Trương Lượng Quân vẫn luôn nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn cảm thấy trên mặt bí thư Vương Tử Quân vẫn treo nụ cười nhàn nhạt giống như căn bản không biết tâm tư của đám người phía bên mình. Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Tề Tự Tuyển ở trong khu nhà dành cho thường ủy thị ủy thành phố Thiền Duyên cũng khẽ cúp điện thoại. Lúc này trên mặt hắn treo nụ cười vui vẻ, nếu như là Trương Lượng Quân đang ở bên cạnh Vương Tử Quân được nhìn thấy Tề Tự Tuyển vào lúc này, hắn sẽ thấy nụ cười của hai vị bí thư là khá giống nhau. Bố gọi điện thoại cho ai mà vui vẻ như vậy? Khi Tề Tự Tuyển đặt điện thoại xuống thì một cô gái trẻ tuổi sôi nổi đi từ trên lầu xuống. Tuy cô gái này không có gì là quá xuất sắc, thế nhưng cơ thể được quần áo bao bọc lại bừng bừng sức sống thanh xuân. Nói chuyện với một người đồng sự. Tề Tự Tuyển mỉm cười rồi sờ đầu con gái, sau đó cười nói. Tiểu tử, sao lại cắt tóc ngắn như vậy, không sợ mẹ giận không cho vào nhà sao? Không vào thì không vào, con còn phải sợ như vậy sao? Nếu mẹ không cho con vào nhà, con sẽ lập tức gả mình ra ngoài. Tề Mộng Huân lắc lắc đầu, nàng căn bản không hài lòng vì tình huống bố đưa tay sờ đầu mình như vậy. Tề Tự Tuyển nở nụ cười nịnh nọt nói. Nhà đầu con cũng không được làm sằng bậy, bố nói cho con biết, dù mẹ không cho vào nhà cũng phải đi tìm bố, cũng không vì mẹ giận mà nói ra những lời như vậy. Con phải nhớ cho kỹ, lúc này con chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Biết rồi, bố có phiền hay không vậy? Tề Mộng Huân ngồi xuống bên cạnh Tề Tự Tuyển, sau đó nàng chợt cười nói. Bố, vừa rồi bố gọi điện thoại cho ai vậy, còn nói mình đang ở tỉnh thành, đúng là nói dối không chớp mắt. Tề Mộng Huân nói đến đây thì chỉ vào điện thoại trong nhà, sau đó nàng cười nói. Bố xem mình đang dùng cái gì kìa, đó là điện thoại bàn ở nhà, bố dùng nó để nói mình đang ở thành phố Sơn Viên, bố cảm thấy người ta ngốc lắm sao? Tề Tự Tuyển thấy con gái chỉ vào điện thoại thì khẽ cười, sau đó cười lớn nói. Con thông minh như vậy, con cảm thấy bố là người ngốc sao? Bố cho con biết, không những bố không phải kẻ ngốc, người tiếp điện thoại cũng không phải là kẻ ngốc, ngược lại đối phương còn thông minh hơn người thường rất nhiều. Nếu không phải là người ngốc, sao bố lại gọi điện thoại như vậy? À, con hiểu rồi, bố muốn làm cho người ta biết khó mà lui đúng không? Tề Mộng Huân vỗ tay một cái. Nàng chợt dùng giọng đắc ý nói. Ha 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 ha, không hổ danh là con gái của Tề Tự Tuyển, không sai, bố đang cho hắn biết khó mà lui, như vậy sẽ không làm tổn thương hòa khí. Tề Tự Tuyển vừa cười vừa khẽ giải thích với con gái Tề Mộng Huân. Được bố khích lệ thì Tề Mộng Huân cảm thấy hào hứng vài phần, nàng nhìn bố mình vài lượt, sau đó trầm giọng nói. Bố, có phải người kia cực kỳ chán ghét, thế cho nên bố mới dùng biện pháp này để đuổi khéo không? Không, người kia không những không đáng ghét, còn là anh tài trẻ tuổi, nếu như không phải hắn ta đến không đúng lúc, bố nhất định phải uống với hắn ta vài ly. Tề Tự Tuyển nghĩ đến vị bí thư trẻ tuổi Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm khái. Cái gì là không phải lúc? Tề Mộng Huân nói đến đây thì ánh mắt chớp chớp. Bố, người kia là ai vậy? Tề Tự Tuyển lúc này cũng không muốn nói nhiều, hắn khoát tay áo nói. Con gái, đừng động vào việc của người lớn. Đúng rồi, bố nghe mẹ nói con có vài chuyện gì đó, mau nói cho bố xem là có chuyện gì vậy. Tề Mộng Huân chợt tỏ ra phẫn nộ, nàng hất tay lên nói. Mẹ chỉ thích nói mò mà thôi, không phải là con nói chuyện nhiều hơn với một người bạn sao, mẹ có lý do gì quấy nhiễu con nói chuyện với cậu ấy. Hừ, bố là bí thư thị ủy, những chuyện này lại nghe theo mẹ, con cũng không nói với mọi người nữa. Tề Tự Tuyển nhìn con gái bước đi mà không khỏi lắc đầu. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác bức bối. Nhưng hắn không phải bức bối vì con gái của mình, hắn thật sự không biết lựa chọn của mình với Vương Tử Quân là đúng hay sai. Hừ, đến không đúng lúc. Vương Tử Quân cũng căn bản không nghe được lời cảm khái của Tề Tự Tuyển, thế nhưng hắn căn cứ vào cú điện thoại mà hiểu được thái độ của bí thư Tề. Hắn tuy cảm thấy không thoải mái vì lựa chọn của Tề Tự Tuyển, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp gì hơn. Tề Tự Tuyển không muốn gia nhập. Mình dù quỳ lạy thì người ta cũng sẽ không gia nhập. Cùng lắm thì không đi qua thành phố Thiền Duyên, đi thêm chục km nữa là xong, dù sao thì thành phố Triệu Lộ cũng cần con đường này hơn thành phố Thiền Duyên. Vương Tử Quân cũng không nói nội dung cuộc điện thoại này với bất kỳ ai, những chuyện này anh biết tôi biết là được,
nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác. Nhưng Vương Tử Quân cũng không vội vàng bỏ đi, ngày hôm sau hắn cùng Trương Lượng Quân, Kim Điền Lạc, Hà Khởi Duệ đi thăm vài xí nghiệp và quy hoạch xây dựng ở thành phố Thiền Duyên. Nhóm người ăn một bữa cơm trưa, sau đó được nhóm người Long Triều Hải vui vẻ tiến chân, rời khỏi thành phố Thiền Duyên. Kim Điền Lạc dù có khá nhiều nghi vấn với tình huống Vương Tử Quân bỏ đi nhưng cũng không hỏi lời nào, người thông minh luôn biết che giấu ý nghĩ của mình. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi xe rời khỏi Hồng Trung Phát Thiền Duyên, Kim Điền Lạc khẽ hỏi. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn khẽ nói. Chúng ta đã đi được 2-3 ngày, ở nhà cũng có không ít việc cần xử lý, thôi thì về nhà trước vậy. Kim Điền Lạc gật đầu xưng vâng, sau đó nói một tiếng với lái xe, thế là xe chạy như bay về phía thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn phong cảnh liên tục xẹt như bên đường, trong đầu nghĩ về hành trình đi liên hệ với thành phố Tam Hồ và Thiền Duyên. Tuy biểu hiện của thành phố Thiền Duyên làm cho hắn thất vọng, thế nhưng lại làm cho hắn hiểu được một đạo lý mới. Quan trường càng lên cao càng khó đi, trên con đường đó anh sẽ gặp mặt nhiều người, dù hai bên chưa từng tiếp xúc với nhau, thế nhưng lại cùng một mục tiêu, thế nên biến thành đối thủ của nhau. Cạnh tranh cũng không phải ở trong nội bộ với nhau, còn cạnh tranh với bên ngoài, vì biết đâu có người đang nhằm vào anh mà không hay. Tình huống này yêu cầu anh phải đứng lên cao nhìn xa hơn. Chương 676, năm, leo lên đỉnh, chỗ nào cũng có cạnh tranh. Đám người trong xe cũng hiểu rõ tình huống của hành trình lần này, cũng không ai mở miệng nói lời nào. Dù sao thì Bí Thư Vương bây giờ cũng đang mất hứng, nếu anh mở miệng giống như sẽ châm dầu vào lửa, nhẹ thì lãnh đạo nói hai câu, nặng là Bí Thư đặt trong lòng, đây không phải sẽ ảnh hưởng đến đường tiến thân sau này của mình sao? Có người vui thì có người sầu, Hà Tiến Trung lúc này ngồi trong góc vẫn với gương mặt căng cứng. Thế nhưng trong lòng rất đắc ý. Hắn thật sự cảm thấy rất vui vì Vương Tử Quân bị ngăn trở trong hành trình đàm phán làm đường lần này. Tuy Vương Tử Quân bị ngăn trở cũng không có gì là tốt với hắn, thế nhưng hắn là người không tiến vào trong lòng Vương Tử Quân, thế cho nên bây giờ thấy Vương Tử Quân gặp chuyện không may thì vui vẻ nói không nên lời. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên xe, khi rất nhiều người nhìn về phía chiếc điện thoại của mình. Đúng lúc thấy Vương Tử Quân rút chiếc điện thoại thật sự rất ít khi sử dụng từ trong túi ra. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, hắn phát hiện đó là một dãy số lạ. Tuy là số lạ nhưng hắn chỉ trầm ngâm giây lát rồi bấm nút nghe. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nghe máy thì Vương Tử Quân trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Ha ha ha, chào Bí Thư Vương, tôi là Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô. Tiếng cười cởi mở vang lên từ đầu dây bên kia, một cảm giác nhiệt tình giống như truyền đến không quan tâm đến cách trở không gian thời gian. Vương Tử Quân chợt ngây người, hắn thầm nghĩ đây là chuyện gì? Hắn suy đoán khả năng Sở Cẩm Thu gọi điện thoại cho mình, sau đó cười nói. Chào Bí Thư Sở, anh là người không có việc gì không lên điện Tam Bảo, bây giờ anh gọi điện thoại cho tôi, có phải có gì cần căn dặn không? Bí Thư Vương, xem ngài nói gì kìa, tôi nào dám ra chỉ thị với ngài. Sở Cẩm Thu nói đến đây thì cười ha hả nói. Bí Thư Vương, tôi chính là xem dạo này ngài có rảnh không, thành phố Triệu Lô chúng tôi muốn đến thăm viếng học tập một chút. Chính mình còn chưa kết thúc hành trình thăm viếng, bây giờ đối phương lại mở miệng hẹn trước, hơn nữa Sở Cẩm Thu là hạ thấp tư thái như vậy, Vương Tử Quân cơ bản đã hiểu ý nghĩ của đối phương là gì. Hắn cười cười nói. Hoan nghênh, Bí Thư Sở, ngài khi nào thì đại giá quang lâm. Nhưng trước khi đến ngài nhất định phải thông báo với tôi một tiếng, như vậy thì tôi mới có thời gian tu sửa lại bộ mặt thành phố để chào đón ngài chứ. Vương Tử Quân nói làm cho đầu dây bên kia vang lên những tiếng cười rất lớn. Sở Cẩm Thu là một người giỏi ăn nói, sau khi nói thêm vài lời vui đùa với Vương Tử Quân, lúc này mới mở miệng quyết định thời gian, đó là tuần sau sẽ đến thành phố La Nam học tập kinh nghiệm. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà trên mặt có vài phần vui vẻ. Tuy làm đường cao tốc qua thành phố Triệu Lô phải bỏ thêm chút tiền, thế nhưng gia tăng con đường thì càng là có thêm tiền. Bí Thư Vương, người vừa gọi điện thoại chính là... Kim Điền Lạc nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Là Bí Thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô, tuần tới bọn họ sẽ đến thành phố chúng ta học tập kinh nghiệm. Thư ký trưởng Kim, sau khi quay về anh cho ra một kế hoạch tiếp đãi, nhất định phải tiếp đãi đoàn người Bí Thư Sở cho thật tốt. Vương Tử Quân nói làm cho đoàn người trong xe chợt vui mừng, cảm giác bức bối khi rời khỏi thành phố Thiền Duyên đã biến mất sạch sẽ. Bí Thư Vương,
Tôi cũng có chút quen biết bí thư Sở Cẩm Thu, anh ấy là người có ánh mắt tinh anh, tất nhiên sẽ dự đoán được lợi ích khi làm đường cao tốc. Bây giờ anh ấy biết rõ chúng ta rời khỏi thành phố Thiền Duyên, thế là nhanh chóng gọi điện thoại đến, xem như nắm rất chắc thời cơ. Hà Khởi Duệ nhìn Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó mới nói. Bí thư Sở có thể chủ động liên lạc với chúng ta, như vậy nói rõ con đường cao tốc này được nhiều người giúp đỡ, chỉ cần ba thành phố chúng ta liên hợp lại, tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh sẽ phê duyệt, sẽ không có vấn đề. Bí thư Vương, khi con đường này làm xong thì tôi cảm thấy nhất định sẽ có người không thoải mái. So với Kim Điền Lạc thì Hà Khởi Duệ có chút thẳng thắn, hắn chỉ về thành phố Thiền Duyên ở phía sau rồi cười hì hì nói. Nhưng đến lúc đó dù muốn khóc thì cũng không làm gì được. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý bảo Hà Khởi Duệ không nên tiếp tục lên tiếng, hắn cũng thừa nhận lời nói của Hà Khởi Duệ, thế nhưng có một số việc mình tự hiểu là được, nói ra sẽ ảnh hưởng đến cảm tình. Nhóm người Vương Tử Quân thuận lợi quay về thành phố La Nam đúng vào lúc tan tầm. Sau khi mọi người xuống xe, Vương Tử Quân cũng về phòng làm việc của mình. Phó Bí thư Trương Hợp Tuân là người đầu tiên đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn mở miệng hỏi han ân cần rồi cười nói. Bí thư Vương, ngài lần này càng vất vả thì công lao càng lớn, chỉ cần thành phố Tam Hồ đồng ý làm đường cao tốc, như vậy sự việc đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Vương Tử Quân cười cười, hắn trước nay luôn đề phòng Trương Hợp Tuân. Dù người này nhìn thì có vẻ giống như đang dựa vào mình, thế nhưng đối phương rốt cuộc có ý nghĩ gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ. Chủ tịch Lý đã đi kiểm tra khảo sát về chưa? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi khẽ nói với Trương Hợp Tuân. Còn chưa về, sáng nay tôi có liên hệ với Chủ tịch Lý, anh ấy nói kinh nghiệm ở huyện Dương Cương là rất tốt, rất đáng giá tổng kết mở rộng, anh ấy muốn ở lại huyện Dương Cương vài ngày để thu thập tư liệu trực tiếp. Trương Hợp Tuân nói rất chăm chú, thật sự không khác gì những báo cáo trước kia. Thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói này để thấy rõ ý nghĩa mỉa mai của Trương Hợp Tuân với Lý Quý Niên. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện với Trương Hợp Tuân thì Tống Ích Dân gõ cửa đi đến, hắn nhìn Vương Tử Quân, cũng không quan tâm đến Trương Hợp Tuân đang ở đây, hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, Mễ Hoa Lâm đã vỗ bàn với tổ điều tra. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp của Tống Ích Dân, hắn cũng không hỏi xem có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ nói. Anh Tống, anh đừng nóng vội, anh ngồi xuống uống miếng nước từ từ nói. Đồng chí Tân đi theo Tống Ích Dân vào phòng, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân phân phó mà nhanh chóng châm trà cho Tống Ích Dân. Lúc này Tống Ích Dân nhấp một ngụm trà, sau đó thở gấp ra một hơi nói. Bí thư Vương, hôm nay tổ điều tra yêu cầu Bí thư Mễ đến báo cáo công tác, khi đi thì không có vấn đề, nhưng vừa rồi Cục trưởng Triệu gọi điện thoại đến nói Mễ Hoa Lâm không phối hợp với công tác của tổ điều tra, dùng lời lẽ thô bạo. Hơn nữa còn trực tiếp vỗ bàn, thật sự phát sinh ảnh hưởng không tốt. Chương 677, vỗ bàn không bằng lời nói, thực lực quyết định tất cả. Trương Hợp Tuân nghe Tống Ích Dân báo cáo mà hai mắt không khỏi híp lại, hắn dù thế nào cũng không sợ sự việc lại diễn tiến như vậy. Mễ Hoa Lâm chính là một cây đinh của Vương Tử Quân ở hệ thống cục công an, nhưng bây giờ lại kéo căng với Triệu Quân Hạo, xem như đinh đâm vào tay. Vương Tử Quân cũng giật mình với tình huống này. Thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Bí thư Tống, chuyện này Mễ Hoa Lâm đã báo cáo với anh chưa? Bí thư Vương, vừa rồi Cục trưởng Triệu gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần trao đổi với anh. Tống Ích Dân còn chưa trả lời thì đồng chí Tân đã đi vào phòng và trầm giọng nói. Vương Tử Quân cũng không trả lời ngay, hắn phân tích yêu cầu gặp mặt của Triệu Quân Hạo. Nếu Triệu Quân Hạo đã muốn gặp mặt, như vậy nói rõ Triệu Quân Hạo biết hắn quay về. Anh gọi điện thoại thông báo cho Cục trưởng Triệu, nói hôm nay đã muộn, ngày mai tôi sẽ mời các đồng chí tổ điều tra dùng cơm. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Trương Hợp Tuân ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn có chút do dự, sau đó mới khẽ nói. Bí thư Vương, Cục trưởng Triệu dù sao cũng đại biểu cho Cục Công an tỉnh đến điều tra sự việc Diêm Học Hà, nếu lúc này ngài không gặp, liệu có sinh ra phiền toái không cần thiết hay không? Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Hợp Tuân rồi cười cười nói. Anh Trương, tôi hiểu ý của anh, nhưng lúc này nên để cho hai bên yên tĩnh một chút thì khá hơn. Trương Hợp Tuân khuyên Vương Tử Quân gặp Triệu Quân Hạo cũng không có quá nhiều thành ý, hắn chỉ là muốn biểu hiện mình muốn đứng về phía Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy cũng không nói gì thêm.
Sau khi báo cáo những gì xảy ra vài ngày gần đây ở thành phố La Nam, Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này bầu trời đã sầm tối, Vương Tử Quân nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, hắn trầm ngâm giây lát rồi cầm lấy điện thoại gọi cho đồng chí Tân. Chí Tân, anh biết Mễ Hoa Lâm bây giờ đang ở đâu không? Sau khi đồng chí Tân nói ý kiến của Vương Tử Quân với Triệu Quân Hạo, hắn có liên lạc với Mễ Hoa Lâm. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì không khỏi cảm thấy may mắn vì trước đó mình nhanh tay liên hệ với Mễ Hoa Lâm. Hắn tranh thủ thời gian nói. Vừa rồi tôi đã liên hệ với bí thư Mễ, anh ấy đang ở trong quán cơm đối diện với Cục Công an thành phố. Đồng chí Tân nói đến đây thì có chút do dự, hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị. Nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho bí thư Mễ, để anh ấy đi đến một chuyến nhé. Không cần, thế này đi, chúng ta còn chưa ăn cơm, dứt khoát đi đến đó dùng cơm, xem như nhất cử lưỡng tiện. Vương Tử Quân ở bên này vừa đặt điện thoại xuống thì đồng chí Tân nhanh chóng đi vào phòng thu dọn đồ đạc, hai người thu dọn xong thì đồng chí Tân nói. Bí thư Vương, tôi giám đốc cho Tiểu Cát. Không cần, hai người chúng ta lái xe đi. Vương Tử Quân vừa đi ra ngoài vừa trầm giọng nói. Hai người đi. Đồng chí Tân chợt cảm thấy vui mừng, trong lòng chợt mẫn cảm ý thức được vấn đề, bí thư cũng không hài lòng với viên lái xe của mình. 15 phút sau hai người Vương Tử Quân đi đến quán cơm Hồng Hồng đối diện với Cục Công an thành phố, đây là một nhà hàng không quá lớn, có 3 gian, bên trong ngồi đầy người. Không biết có phải là vì quán cơm này sát bên Cục Công an hay không, thế nhưng có rất nhiều cảnh sát đang ăn cơm trong đại sảnh. Bí thư Vương, nghe nói bà chủ quán có một người thân là cảnh sát đã hy sinh, thế cho nên cảnh sát đến đây ăn cơm rất nhiều. Đồng chí Tân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói. Chí Tân, nhìn vào nhà hàng phải xem đại sảnh, bây giờ anh dừng xe, chúng ta đến đại sảnh dùng cơm. Đồng chí Tân là một viên thư ký xứng đáng với chức vụ, hắn đồng ý một tiếng rồi mở cửa xe cho Vương Tử Quân, sau đó chạy xe vào bãi đậu xe. Ông chủ muốn ăn gì? Chúng tôi ở chỗ này có mì, có cơm, ngài thích gọi gì cũng được. Một nữ nhân viên phục vụ hơn 20 tuổi thấy Vương Tử Quân đi vào thì khẽ lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân cười cười với nữ nhân viên phục vụ, lúc này hắn đeo một chiếc kính đen, người không quá thân cận sẽ khó thể nhận ra hắn, huống hồ đây lại là một nữ nhân viên phục vụ liên tục bận rộn. Cho hai dĩa mì xào, hai phần cá. Vương Tử Quân nói rồi ngồi xuống ghế. Nữ nhân viên phục vụ đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy sang bàn khác. Vương Tử Quân nhìn nữ nhân viên phục vụ bận rộn như gió cuốn, thế là thầm nở nụ cười giễu cợt tâm tư lo lắng sợ người khác nhận ra mình khi chưa đến đây. Nữ nhân viên phục vụ kia bận rộn không chút giây phút rảnh rỗi, nào có tâm tư dò xét mình. Vương Tử Quân ngồi trong góc lẳng lặng chờ đồng chí Tân đi đến, lúc này trong quán cơm khá huyên náo, thế cho nên cũng căn bản không nghe rõ người chung quanh đang nói đến chuyện gì. Vương Tử Quân nhìn tình huống lộn xộn mà không khỏi có chút hối hận vì đến đây dùng cơm, thế nhưng hắn đã gọi món, đành phải vừa uống nước vừa nghĩ đến những biểu hiện của nhóm người Triệu Quân Hạo khi đến thành phố La Nam. Tuy những ngày này Vương Tử Quân ở bên ngoài nhưng tất cả hành động của nhóm người Triệu Quân Hạo ở thành phố La Nam không thể nào thoát khỏi mắt hắn. Tuy lần này Triệu Quân Hạo căn bản không điều tra được bất kỳ chứng cứ nào xác thực, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Thời sau hệ thống nhân sự của Cục Công an sẽ chậm rãi chuyển hướng lên trên, nhưng bây giờ quyền lợi chủ yếu của Cục Công an vẫn nằm ở địa phương. Giai đoạn này chính là đấu sức với Cục Công an tỉnh, nắm chặt Cục Công an trong tay chính là một khâu cực kỳ quan trọng của Vương Tử Quân vào lúc này. Bí thư Vương, chỗ này có phải quá rối loạn hay không? Chúng ta nên đổi chỗ khác dùng cơm không? Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì đồng chí Tân đi đến khẽ đề nghị. Đồng chí Tân biết rõ Vương Tử Quân là người thích yên tĩnh, bây giờ quán cơm rất ồn ào, điều này làm hắn cảm thấy khó nhịn được. Thôi khỏi, chúng ta cứ dùng cơm chỗ này, cũng không có vấn đề gì cả. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì nữ nhân viên phục vụ vừa rồi đã bưng hai tô mì và hai dĩa cá đi đến. Tuy hoàn cảnh dùng cơm chỗ này là không tốt thế nhưng hương vị thức ăn lại rất thơm ngon, đặc biệt là món cá làm cho đồng chí Tân cảm thấy còn ngon hơn cả khách sạn 5 sao. Vì không uống rượu nên ăn cơm cũng nhanh hơn, chỉ là 5 phút thì Vương Tử Quân đã dọn dẹp sạch sẽ. Khi hắn buông đũa thì chợt nghe thấy có người lớn tiếng mắng. Tổ điều tra chó má, con bà nó có nhiều chuyện cần làm thế nhưng cả ngày chỉ biết gây phiền toái cho ông, chỉ biết mới bóc trên người ông, con bà nó mặc kệ những thứ khác. Giọng nói kia rất cao, thế nên mọi người đều đưa mắt nhìn sang.
Vương Tử Quân cũng nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi, người kia với gương mặt vài phần men say chợt hùng hổ nói. Anh Cừu, anh nói gì vậy? Cũng không phải có ai trích điện vào người anh, ngay cả bí thư Mễ cũng không nói gì, anh chỉ là một trưởng khoa thì ồn ào làm gì? Một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ngồi cách Vương Tử Quân không quá xa chợt trầm giọng nói với tên cảnh sát đang uống rượu. Quân hàm của viên cảnh sát này xem ra không thấp hơn đám cảnh sát dùng cơm ở đây, nếu như là sự việc khác thì có thể áp chế được đám người nơi này, nhưng anh Cừu lúc này đang phát thiết bất mãn, sao có thể nhún nhường cho được. Hừ, tôi cứ nói, không phải muốn xử trí chúng ta sao? Ông xem như không may, nếu biết có ngày hôm nay thì cũng không thèm nhận công tác ở trại tạm giam. Tên cảnh sát phía bên kia thấy anh Cừu vẫn ngoan cố thì có chút mất hưng, nhưng hắn nhìn thấy gương mặt đầy men say của đối phương, hắn há miệng nhưng lại không nói gì thêm. Tên khốn kia nói cái gì là tự sát, cái quái gì là truy cứu trách nhiệm của tất cả mọi người, còn bà nó, rõ ràng là đám khốn kiếp kia xuống gây phiền toái cho chúng ta. Bọn họ cũng là cảnh sát có kinh nghiệm, nhìn qua là biết có phải tự sát hay không, thế nhưng lại cứ xét nét mọi thứ, rõ ràng là làm khó lẫn nhau. Anh Cừu giống như phát tiết bất mãn của mình, hắn lại lớn tiếng nói, giống như tất cả được bùng phát ra ngoài. Anh Cừu, anh nên nói nhỏ một chút. Anh Cừu say rồi, uống vào chút súp giải rượu đi. Tiểu Lý kia, mau gọi điện thoại cho vợ anh Cừu, nói anh ấy uống say, chúng ta đưa anh ấy về nhà. Những âm thanh rối loạn vang lên, khi anh Cừu mở miệng nói những câu mất bình tĩnh thì đám cảnh sát hầu như đứng cả lên, bọn họ muốn nhanh chóng đưa anh Cừu đi nơi khác. Vương Tử Quân nhìn anh Cừu lớn tiếng hô hào và bị mọi người đưa đi, Vương Tử Quân chợt đứng lên khỏi ghế, hắn cũng không đi lên lầu như kế hoạch, hắn cất bước đi ra ngoài. Chúng ta về thôi. Vương Tử Quân không chờ đồng chí Tân mở miệng hỏi, hắn trầm giọng nói. Xe chạy từ cục công an thành phố về khu nhà dành cho thường ủy thị ủy, Vương Tử Quân phân phó đồng chí Tân về nhà nghỉ ngơi, sau đó hắn đi về phòng mình. Dù trước đó hắn đã có phán đoán về cái chết của Diêm Học Hà, thế nhưng lúc này lời nói từ trong miệng anh Cừu lại làm cho hắn cảm thấy quay cuồng. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ về nhiều vấn đề, trong phòng của Triệu Quân Hạo, cục trưởng Triệu đang bàn luận với Hà Tiến Trung. Lúc này Hà Tiến Trung ngồi bên cạnh Triệu Quân Hạo, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Hai người có quen biết với nhau, thế cho nên sau khi hàn huyên vài câu, Triệu Quân Hạo chợt trầm giọng nói. Anh Hà, gần đây xem như anh phải chịu uất ức, cục trưởng Viên rất mất hứng với chuyện này, gần đây anh ấy không tiện mở lời với anh. Nhưng anh yên tâm, cục trưởng Viên đã nói rồi, những đồng chí như anh rời khỏi hệ thống cục công an, rõ ràng là tổn thất lớn cho hệ thống công an tỉnh Sơn Nam, dù là làm gì cũng không bù lại được. Tôi tin tưởng không bao lâu nữa cục trưởng Viên sẽ đưa anh về cục công an tỉnh mà thôi. Không bao lâu nữa. Hà Tiến Trung thầm hiểu rõ lời nói của Triệu Quân Hạo, đừng nghĩ rằng Triệu Quân Hạo lớn tiếng như vậy mà tưởng bở, nhưng muốn thực hiện được cũng không phải chỉ là khó khăn bình thường. Hà Tiến Trung vốn không nghĩ đến điều này, thế nhưng Triệu Quân Hạo bên kia đã gọi điện thoại mời đến, hắn không thể không đến. Hắn thầm suy đoán ý nghĩ của Triệu Quân Hạo, thế là nở nụ cười nói. Cảm ơn cục trưởng Viên và cục trưởng Triệu đã quan tâm, nếu thật sự có thể quay về chiến tuyến công an, tôi nhất định sẽ chăm chỉ công tác, sẽ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của hai vị lãnh đạo. Triệu Quân Hạo nở nụ cười, hắn tuy thích nghe tán dương nhưng cũng biết những lời như vậy chẳng có tác dụng bao nhiêu. Sau khi cổ vũ Hà Tiến Trung hai câu thì hắn trầm giọng nói. Tiến Trung, trước kia cục công an thành phố La Nam là một trong những đơn vị công tác tốt nhất trong cục công an tỉnh, nhưng bây giờ thông qua điều tra xem xét, tôi phát hiện trong hệ thống cục công an thành phố La Nam thật sự tồn tại không ít vấn đề làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Hà Tiến Trung hiểu rõ vấn đề, hơn nữa bây giờ hắn cũng không còn là cục trưởng cục công an, thế cho nên chỉ nghe Triệu Quân Hạo nói mà không mở miệng. Cục công an thành phố La Nam có tính công tác độc lập, thế nhưng dù thế nào cũng là một bộ phận của cục công an tỉnh. Lần này xảy ra sự kiện Diêm Học Hà tự sát, dù muốn truy cứu trách nhiệm của thành phố La Nam, thế nhưng cục trưởng Viên và cục công an tỉnh cũng mất mặt. Triệu Quân Hạo nói đến đây thì bày ra bộ dạng ngưng trọng nói. Tuy cục trưởng Viên cũng không truyền đạt ý kiến gì, thế nhưng chúng ta là cấp dưới, sao có thể để cục trưởng Viên tiếp nhận áp lực cho được. Hà Tiến Trung thấy Triệu Quân Hạo mãi nói đến cục trưởng Viên, hắn biết mình căn bản không thể thờ ơ được. Nhưng hắn là kẻ xảo quyệt, hắn cũng nhanh chóng mở miệng. Cục trưởng Triệu, tuy tôi đã rời khỏi hệ thống cục công an, thế nhưng vẫn phải kiểm điểm với ngài và cục trưởng Viên, tôi công tác không đủ vững chắc, thế cho nên mới làm cho các vị lãnh đạo rơi vào thế bị động.
Triệu Quân Hạo dùng ánh mắt như cười như không nhìn Hà Tiến Trung, hắn biết rõ lúc này Hà Tiến Trung đang nghĩ gì, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho Hà Tiến Trung đi theo chiều hướng như vậy. Vì thế hắn vung tay chặn lời của Hà Tiến Trung rồi trầm giọng nói. Sự việc xảy ra ở thành phố La Nam không thể tiếp tục tiếp diễn, ngày mai tôi sẽ trao đổi với Bí Thư Vương, sẽ đề nghị anh ấy xử lý những tình huống đang diễn ra. Đồng thời cũng đưa vị trí lãnh đạo cho các vị đồng chí có cống hiến lâu dài, để bạt cả đồng chí có năng lực lên vị trí phù hợp. Hà Tiến Trung thầm nghĩ, đáng tiếc là vị đồng chí đó không phải là tôi, thế nhưng hắn lại cười nói. Cục trưởng Triệu, tôi cảm thấy Cục Công an thành phố La Nam chúng tôi nên sớm làm như vậy. Anh Hà, anh là Cục trưởng tiền nhiệm của Cục Công an thành phố La Nam, anh biết rõ tình huống của Cục Công an thành phố La Nam, có thể nói là người đức cao vọng trọng. Tuy bây giờ anh đã rời khỏi hệ thống Cục Công an, thế nhưng anh vẫn luôn được mọi người kính nể coi trọng. Triệu Quân Hạo nói đến đây thì dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Hà Tiến Trung, sau đó trầm giọng nói. Lúc anh cần lên tiếng thì cũng đừng nên khoanh tay đứng nhìn. Hà Tiến Trung có chút trầm ngâm, sau đó hắn dùng giọng đảm bảo nói. Cục trưởng Triệu cứ yên tâm, Hà Tiến Trung tôi sẽ không vì sợ đắc tội người khác mà sợ bóng sợ gió, nên nói như thế nào thì sẽ nói như vậy. Ha ha ha, tốt, Tiến Trung, tôi biết anh là hảo hán, sau sự kiện này tôi sẽ mời anh đến Sơn Viên uống vài ly. Triệu Quân Hạo đứng lên ghế vỗ vỗ vai Hà Tiến Trung, sau đó đột nhiên cười nói. Tiến Trung, tôi nghe nói Duy Duy sắp ra nước ngoài du học, đây là việc tốt. Tuy tôi không thích nước ngoài cho lắm, thế nhưng chất lượng giáo dục bên kia thật sự rất tốt. Hà Tiến Trung cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng, thế nhưng hắn không lau đi, trong lòng càng cảm thấy nóng bức. Hắn nhìn Triệu Quân Hạo đang cười tủm tỉm, vô tình cảm thấy đối phương giống như một con mãnh thú. Sự kiện con của Hà Tiến Trung ra nước ngoài du học cũng không có mấy người được biết, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Lúc này hắn trầm ngâm giây lát rồi mới cười nói. Ôi, chỉ là mò mẫm hồ đồ mà thôi, cho đứa bé ra nước ngoài kiếm chút kiến thức. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Anh Hà, anh cũng không phải là mò mẫm hồ đồ, anh muốn con cái mình được tiếp nhận hệ thống giáo dục tốt nhất. Tôi có hai người con trai, bọn chúng không nghe lời, suốt ngày chỉ biết làm loạn, thật sự làm cho người làm bố làm mẹ như chúng tôi lo lắng không yên. Triệu Quân Hạo đột nhiên từ một vị lãnh đạo biến thành một người cha, hắn nói ra chuyện phiền lòng trong nhà mình với Hà Tiến Trung. Nhưng lúc này Hà Tiến Trung có tâm tư nói những lời như vậy với Triệu Quân Hạo sao? Hắn nói qua loa vài câu, sau đó chợt cảm khái nói. Mọi nhà đều có khó khăn, anh Tác cũng rất sốt ruột vì chuyện con cái. Cục trưởng Triệu, tôi tin tưởng khi các cháu lớn thêm một chút nữa sẽ hiểu nổi khổ tâm của ngài. Vẻ mặt Triệu Quân Hạo không chút biến đổi, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Hà Tiến Trung lại có chút khác thường. Thế nhưng hắn lại càng tỏ ra chân thành dưới ánh mắt của Hà Tiến Trung. Hai người nói chuyện thêm nửa giờ, sau đó Hà Tiến Trung đứng lên cáo từ. Khi Hà Tiến Trung ra khỏi phòng không lâu thì Tác Lưu Duệ gõ cửa đi đến, hắn nhìn bộ dạng trầm ngâm của Triệu Quân Hạo, sau đó mới khẽ nói. Trưởng phòng Triệu, cục trưởng Hà anh ấy. Triệu Quân Hạo khoát tay áo tỏ ý để cho Tác Lưu Duệ không tiếp tục lên tiếng. Tác Lưu Duệ nhìn vẻ mặt của Triệu Quân Hạo, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Lúc này hắn thầm suy đoán về những gì mà Hà Tiến Trung nói với Triệu Quân Hạo, đột nhiên Triệu Quân Hạo cười nói. Cục trưởng Hà là lãnh đạo tiền nhiệm của Cục Công an, anh ấy biết nên nói cho ai. Tác Lưu Duệ lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, hắn cười hai tiếng với Triệu Quân Hạo. Sau đó nói, cục trưởng Triệu nói rất đúng, Hà Tiến Trung gần đây rất thức thời. Triệu Quân Hạo nhìn gương mặt tươi cười của Tác Lưu Duệ, hắn muốn nói vài lời gõ đầu đối phương, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Tác Lưu Duệ dù có vài phương diện không hay, thế nhưng những người như vậy càng dễ dàng khống chế. Anh Tác, anh quay về thì nên an phận một chút, ngày mai tôi sẽ gặp mặt Bí Thư Vương, sẽ nói ra ý kiến của Cục Công an tỉnh với anh ấy. Triệu Quân Hạo đã làm nhiều công tác tương tự, thế cho nên lúc này cũng nắm chắc 7-8 phần. Thế nhưng hắn có một thói quen không thấy thỏ không thả chim ưng, những gì chưa hoàn thành sẽ không thể nói quá rõ ràng. Tác Lưu Duệ hiểu thói quen của Triệu Quân Hạo, hắn thầm hiểu nên cũng không hỏi lại. Hắn khách khí nói vài lời với cục trưởng Triệu, sau đó mỉm cười rời khỏi phòng. 6 giờ sáng hôm sau Vương Tử Quân chạy quanh công viên nửa giờ, hắn cảm thấy thật sự rất thoải mái. Hắn sống một mình. Tất nhiên không có thói quen làm bữa sáng. Sau khi tắm xong thì hắn đi về phía khách sạn La Nam cách đó không quá xa.
Tuy thức ăn trong khách sạn cũng không quá tốt nhưng làm bữa sáng rất ngon, thế cho nên đây hầu như là địa điểm dùng bữa sáng cố định của Vương Tử Quân. Vì chuẩn bị tốt bữa sáng cho Vương Tử Quân mà đám giám đốc khách sạn đã nhiều lần họp bàn cho ra phương án phù hợp. Vương Tử Quân ăn một lồng bánh bao hấp, uống một chén cháo, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 45. Đồng chí Tân lúc này cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Chí Tân, đã ăn sáng chưa? Nếu như chưa thì cùng ăn luôn. Vương Tử Quân chỉ vào bữa sáng của mình rồi trầm giọng nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân cầm lấy chiếc cặp của Vương Tử Quân đặt trên bàn, sau đó cười nói. Bí thư Vương, tôi đã ăn rồi. Đồng chí Tân nói đến đây thì nhìn thoáng qua bốn phía. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên sắp xếp cho ngài một nhân viên phục vụ thì hay hơn, nếu mỗi ngày để ngài dùng cơm ở chỗ này thì cũng không tiện. Vương Tử Quân cười cười nói. Không cần đâu, 2 tháng nữa vợ con tôi sẽ đến, khi đó tất cả sẽ được giải quyết. Đồng chí Tân nghe nói vợ con của Vương Tử Quân sắp đến thì đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, leo lên chiếc xe số 1 thị ủy, sau đó chạy về phía ủy ban thành phố. Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, mỗi ngày lên lầu đều được nhiều người chào hỏi. Tuy những người này rất ít khi tiếp xúc, cũng rất ít cây ếch nhớ rõ tên, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám người kia. Chào Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, Bí thư Đảng ủy Cục Công an Mễ Hoa Lâm đi đến trước mặt hắn nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đầy khí thế hào hùng của Mễ Hoa Lâm, hắn cũng không nói lời nào mà trầm mặt đi vào phòng làm việc của mình. Mễ Hoa Lâm vốn cũng có chút không yên tâm, bây giờ càng cảm thấy không yên. Mễ Hoa Lâm ném ánh mắt thăm dò nhìn đồng chí Tân, chỉ nhận được cái lắc đầu của thư ký Đồng. Đây cũng không phải là đồng chí Tân không giúp Mễ Hoa Lâm, thật sự là hắn làm thư ký nhưng lần này căn bản không biết Bí thư Vương đang nghĩ gì cả. Sau khi đi vào phòng, việc đầu tiên Mễ Hoa Lâm làm chính là đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí thư, tôi đến để làm kiểm điểm. Vương Tử Quân khoát tay chặn lại, hắn không cho Mễ Hoa Lâm tiếp tục mà lên tiếng. Anh thấy cái bàn của tôi thế nào? Mễ Hoa Lâm đang nghĩ xem nên kiểm điểm như thế nào với Vương Tử Quân, thế cho nên hắn chợt không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn thuận miệng đáp. Bàn của ngài tất nhiên là rất tốt. Vậy anh vỗ vào thử xem nó có kêu không? Vương Tử Quân bình tĩnh chỉ về phía chiếc bàn làm việc của mình rồi nói với Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm chợt cảm thấy đầu óc căng cứng, lúc này không khỏi khẽ cúi người. Hắn nhìn mặt bàn sáng bóng, gương mặt nóng như lửa đốt. Tuy hắn tuyệt đối không hối hận vì hành vi vỗ bàn của mình ngày hôm qua, thế nhưng bây giờ bị Bí thư Vương nói ra, trong lòng không khỏi có chút quẫn bách. Bí thư Vương, tôi cũng không muốn vỗ bàn, nhưng đám người tổ điều tra. Vương Tử Quân không chờ Mễ Hoa Lâm nói xong, hắn khoát tay nói. Anh không cần phải nói với tôi những lời này, bây giờ tôi chỉ hỏi anh đã làm gì. Mễ Hoa Lâm nhìn vị bí thư trẻ tuổi trước mặt mình, hắn chợt cảm thấy mình rất uất ức. Hắn cắn răng rồi trầm giọng nói. Ngày hôm qua tôi vỗ bàn với Cục trưởng Triệu. Vỗ bàn trước mặt lãnh đạo là không đúng, lát nữa Cục trưởng Triệu đến, anh cần phải nói lời xin lỗi chân thành với anh ấy, có biết không? Vương Tử Quân ngồi xuống sau bàn làm việc rồi nghiêm mặt nói. Bí thư Vương, tôi không có gì sai, tôi cũng không thể nào nói như vậy được. Mễ Hoa Lâm có chút do dự, sau đó hắn lớn tiếng nói với Bí thư Vương. Vương Tử Quân nhìn Mễ Hoa Lâm đỏ mặt lên, trong lòng thầm gật đầu, thế nhưng hắn lại càng thêm âm trầm. Mễ Hoa Lâm, anh có thái độ gì vậy? Anh còn biết tổ chức kỷ luật không? Anh là một cán bộ lãnh đạo, anh phạm sai lầm thì phải biết sửa chữa, dù là bất kỳ nguyên nhân gì anh cũng không được vỗ bàn trước mặt Cục trưởng Triệu. Bây giờ anh đã sai, anh nên nhận kiểm điểm với Cục trưởng Triệu. Dưới lời dạy bảo của Vương Tử Quân, Mễ Hoa Lâm không khỏi cúi đầu, tuy không nói gì nhưng cực kỳ bực mình. Bí thư Vương, Cục trưởng Triệu đã đến rồi. Đồng chí Tân nhanh chóng gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đồng chí Tân, sau đó hắn nói với Mễ Hoa Lâm. Đi thôi, theo tôi nghênh đón Cục trưởng Triệu. Mễ Hoa Lâm thật sự không có chút hào hứng khi nghênh đón Triệu Quân Hạo, thế nhưng hắn đi theo dưới ánh mắt của Vương Tử Quân. Nhưng lúc này trong lòng hắn bùng lên một ý nghĩ. Đó chính là khi nào có cơ hội thì chính mình sẽ đổi sang một cương vị công tác mới. Chào Cục trưởng Chiêu, chào mừng anh đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. 2 ngày nay tôi quá bận rộn, chưa kịp mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, kính mong anh bao dung lượng thứ cho.
Vương Tử Quân thấy Triệu Quân Hạo đi lên cầu thang thì cười lớn, duỗi hai tay ra nói. Triệu Quân Hạo thấy Vương Tử Quân cười tươi hớn hở thì cũng cười nói. Bí thư Vương quá khách khí rồi, chúng ta cũng là vì công tác mà thôi, hơn nữa lần này tôi đến cũng gây ra không ít phiền toái cho các đồng chí thành phố La Nam. Hai người khách khí bắt tay với nhau, nụ cười sáng lạn trên gương mặt hai người càng làm cho người ta cảm thấy đây giống như hai người bạn cũng nhiều năm không gặp. Tống Ích Dân nhìn hai người Vương Tử Quân và Triệu Quân Hạo bắt tay với nhau mà có chút cảm khái, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng tất cả cũng không nằm ngoài tính toán của hắn, hắn biết rõ ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng, Vương Tử Quân khẽ chỉ về phía Mễ Hoa Lâm rồi nói. Cục trưởng Triệu, tôi đã nghe nói chuyện ngày hôm qua, vừa rồi đã mắng Mễ Hoa Lâm một chặp. Hành vi của anh ấy thật sự có chút quá khích. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói với Triệu Quân Hạo. Đây chính là cục trưởng Triệu đại nhân đại lượng không so đo, nếu không tôi đã sớm bắt anh ấy về làm kiểm điểm rồi. Triệu Quân Hạo nhìn bộ dạng thật sự muốn cho Mễ Hoa Lâm biết tay của Vương Tử Quân, hắn thầm mắng ai nói tôi là người đại nhân đại lượng. Ai nói tôi không so đo với anh ta, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã nói và bịt kín tất cả khe hở, hơn nữa sự việc của Mễ Hoa Lâm chỉ là chuyện nhỏ. Điều hắn cần làm chính là quyết định vị trí cục trưởng cục công an ngay vào ngày hôm nay. Bí thư Vương, chút tranh chấp giữa tôi và đồng chí Hoa Lâm căn bản không liên quan đến tình cảm tư nhân, tuy đồng chí Hoa Lâm có chút kích động, thế nhưng anh ấy cũng là vì công tác, tôi cảm thấy tất cả cũng là vì có nguyên nhân. Triệu Quân Hạo cũng không muốn dây dưa với Vương Tử Quân ở chuyện nhỏ nhặt này, hắn nhanh chóng lên tiếng. Vương Tử Quân chờ chính là những lời này của Triệu Quân Hạo, sau khi Triệu Quân Hạo nói xong thì hắn trầm giọng nói. Mễ Hoa Lâm, còn không mau cảm ơn lòng khoan hồng độ lượng của cục trưởng Triệu. Nếu không thì tôi nhất định sẽ nói bí thư Tống phê bình anh. Mễ Hoa Lâm tuy rất không phục nhưng lúc này ở trước mặt Vương Tử Quân, hắn không khỏi trầm giọng xin lỗi Triệu Quân Hạo. Mọi chuyện giống như tan thành mây khói sau lời xin lỗi của Mễ Hoa Lâm, Triệu Quân Hạo tuy cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn tiếp nhận lời xin lỗi của Mễ Hoa Lâm, sau đó lại nói vài câu yêu cầu chú tâm công tác. Bí thư Vương, lần này tôi nhận nhiệm vụ điều tra vụ Diêm Học Hà tự sát, tuy sự việc đã rõ ràng, thế nhưng vấn đề kiến thiết xây dựng đội ngũ của Cục Công an thành phố La Nam cần phải xem xét. Triệu Quân Hạo nói hai câu khách khí với Vương Tử Quân, sau đó thay đổi chủ đề nói ra mục đích của mình. Vương Tử Quân không nói gì, hắn nhìn Triệu Quân Hạo, chờ đối phương nói tiếp. Trong số đó có nhiều vấn đề nhỏ nhặt, nhưng nếu xử lý không tốt, tôi cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cục Công an tỉnh. Vì vậy phương diện xử lý vấn đề này đã quá cấp bách rồi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Cục trưởng Triệu là chuyên gia ở phương diện kiến thiết đội ngũ công an, sau này anh nên quan tâm nhiều hơn đến phương diện xây dựng đội ngũ công an ở thành phố La Nam. Triệu Quân Hạo lúc này đang liên tục suy nghĩ, hắn suy đoán xem rốt cuộc Vương Tử Quân nói như vậy là có mục đích gì. Hắn thấy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn sẽ tuyệt đối không ném một vị trí quan trọng như cục trưởng cục công an ra ngoài. Tuy Triệu Quân Hạo căn bản không suy đoán được ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục lên tiếng không nhường ai. Dù Cục Công an là một đơn vị thuộc thành phố La Nam, thế nhưng cũng là cấp dưới của Cục Công an tỉnh chúng tôi cũng không thể từ chối trách nhiệm ở phương diện xây dựng đội ngũ Cục Công an thành phố La Nam. Bí thư Vương, bây giờ đội ngũ Cục Công an thành phố La Nam sở dĩ xuất hiện hiện tượng vừa rồi, tôi cảm thấy có hai nguyên nhân. Một là bí thư Tống kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Công an. Tuy đó là coi trọng Cục Công an, thế nhưng thân phận của Bí Thư Tống quyết định anh ấy không thể có nhiều tinh lực quan tâm đến Cục Công an. Triệu Quân Hạo nói đến đây thì cười cười với Tống Ích Dân, tỏ ý tôi không phải chĩa vào anh. Tống Ích Dân tuy không có biểu hiện tốt đẹp gì với Triệu Quân Hạo, thế nhưng lúc này hắn cũng không nói gì, chỉ chờ đối phương tiếp tục lên tiếng. Thứ hai chính là chưa đủ trừng phạt đối với những hành vi không chịu trách nhiệm. Thông qua kiểm tra sự kiện Diêm Học Hà lần này mà chúng tôi phát hiện có nhiều người công tác tồn tại hành vi không chịu trách nhiệm, tuy những hành vi này có lớn có nhỏ, thế nhưng cũng vì những hành vi kia mà thúc đẩy sự việc phát sinh. Triệu Quân Hạo nói rất rõ ràng, Vương Tử Quân vốn chăm chú lắng nghe, cuối cùng hắn lấy bút ghi vào sổ. Triệu Quân Hạo thấy Vương Tử Quân ghi chép lại lời nói của mình thì tràn đầy hưng phấn, tuy trước kia không phải không có ai ghi lại lời nói của hắn. Thế nhưng lúc này được một vị bí thư thị ủy ghi lại lời nói của mình, đây cũng là điều làm hắn có thể kiêu ngạo. Triệu Quân Hạo nói xong hai điều này thì nâng ly trà lên nhấp một ngụm, chuẩn bị tiếp tục lên tiếng. Lúc này Triệu Quân Hạo rất vui vẻ, cục
cũng có người không cam lòng, đó chính là Mễ Hoa Lâm. Hắn biết rõ ý nghĩa hai nguyên nhân mà Triệu Quân Hạo vừa nói ra, nhưng càng như vậy thì hắn càng cảm thấy bi ai, dù sao nó cũng là thứ khó thể nào thay đổi được. Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn chuẩn bị mở miệng, dù không có tác dụng gì thì hắn cũng phải nói ra. Dù sao thì nói ra cũng tốt hơn so với để cho tên khốn Triệu Quân Hạo kia dắt mũi. Khi Mễ Hoa Lâm định mở miệng thì Vương Tử Quân trầm giọng nói. Cục trưởng Triệu tuy nói không nhiều nhưng lại chính là những điểm mấu chốt, càng vạch ra con đường cho Cục Công an thành phố La Nam. Cảm ơn Bí Thư Vương khen ngợi, tôi chẳng qua chỉ cho ra ý kiến của mình mà thôi. Triệu Quân Hạo phất tay lên dùng giọng khiêm tốn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Không là người trong nghề sẽ không biết rõ ràng, anh là cán bộ công an lão thành, những câu nói của anh thật sự làm tôi phải cân não. Vương Tử Quân nói đến đây thì cố ý nói với Tống Ích Dân. Bí thư Ích Dân, tuy vừa rồi Cục trưởng Triệu đã nói ra lý do anh không nên kiêm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an, nhưng bây giờ anh phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm và gánh nặng, đợi đến khi truy cứu hết những người cần chịu trách nhiệm, anh sẽ giao trọng trách cho người khác. Triệu Quân Hạo nghe thấy cách xử lý của Vương Tử Quân hợp theo ý mình thì cười đắc ý nói. Tôi chỉ là nói lung tung, vẫn là Bí thư Vương suy xét chu toàn. Vương Tử Quân chờ Triệu Quân Hạo nói xong thì trầm giọng nói với Mễ Hoa Lâm. Bí thư Mễ, anh quay về sẽ phụ trách Bí thư Tống kiểm tra cụ thể những người không chịu trách nhiệm, đặc biệt là một số người ở vị trí lãnh đạo, càng phải điều tra đến cùng. Có câu thượng bất chính hạ tất loạn, chỉ vì một số người không nắm tốt công tác. Thế cho nên mới xuất hiện vụ việc Diêm Học Hà tự sát. Vẻ mặt Triệu Quân Hạo chợt trở nên khó coi, tất cả vốn thực hiện theo sắp xếp của hắn, bây giờ Vương Tử Quân lại sắp xếp cho Mễ Hoa Lâm như vậy, rõ ràng làm hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Bí thư Ích Dân, tuy tôi không hiểu quá nhiều về Cục Công an, thế nhưng tôi thấy những gì Cục trưởng Triệu điều tra được là rất đúng. Vì tiến thêm một bước trong công tác nắm chặt Cục Công an, anh quay về nhanh chóng vạch ra phương án. Đem ba vị trí phó cục trưởng cục công an hiện tại đều đến một đơn vị khác. Vâng, Bí thư Vương. Tống Ích Dân khẽ đồng ý một tiếng, sau đó lại khẽ nói. Bí thư Vương, có phải động tác hơi lớn rồi không? Bệnh nặng thì cần thuốc mạnh, lúc này cục trưởng Triệu đã vẽ ra con đường cho chúng ta, nếu như chúng ta bây giờ còn kiêng kỵ, như vậy tình huống sau này sẽ càng không xong. Tất nhiên cũng không nên bạc đãi ba vị đồng chí phó cục trưởng kia, ngoài việc bảo trì cấp bậc. Phải bảo trì đãi ngộ cho bọn họ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này Triệu Quân Hạo hận không thể dùng mắt giết chết Vương Tử Quân. Hắn dù thế nào cũng không ngờ những lời mình nói ra lại được Vương Tử Quân thực hiện theo kiểu như vậy. Triệu Quân Hạo nhìn gương mặt với nụ cười tươi rói của Tống Ích Dân, hắn chợt cảm thấy mình quá ngốc. Dưới tình huống như thế này mình còn đứng ra thao thao bất tuyệt, căn bản chỉ là tôm tép nhãi nhép đứng ra cản đường mà thôi. Lúc này Triệu Quân Hạo rất muốn lên tiếng. Thế nhưng khi nhìn nụ cười của Vương Tử Quân thì hắn thật sự không nói nên lời. Lúc này trong lòng hắn ngoài hờn dỗi thì chỉ còn cảm giác lạnh lẽo, thế nên hắn mới hiểu rõ chỗ dựa lớn nhất của mình chẳng qua là vô ích trước mặt Vương Tử Quân. Chính mình vốn nghĩ rằng đối phương sẽ không dám xé nát thể diện với Cục Công an tỉnh, không ngờ đối phương lại không thèm nể mặt mình, mà những lời của mình căn bản không có tác dụng gì ở thành phố La Nam. Triệu Quân Hạo nghĩ đến tình huống đắc chí vừa lòng của mình khi đến thành phố La Nam kiểm tra công tác. Hắn nghĩ đến lời nói đầy tự tin của mình với Tác Lưu Duệ, hắn chợt cảm thấy căm hận chính mình. Nhưng tình huống thế này đã làm hắn căn bản không thể nào hối hận được nữa, thế cục không nằm trong bàn tay hắn. Không, phải nói là trước nay hắn căn bản chưa từng nắm qua thế cục. Triệu Quân Hạo nghĩ đến những lời đề nghị của mình với thị ủy La Nam mà không khỏi nở nụ cười khổ sở, tuy kết quả này làm hắn và cục trưởng Viên rất bất mãn, thế nhưng dù gì thì hai người bọn họ vẫn không thể nói nên lời. Anh nói Tống Ích Dân không thích hợp kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an, Vương Tử Quân người ta sẽ không cho Tống Ích Dân tiếp tục kiêm nhiệm. Anh nói muốn truy cứu trách nhiệm, tăng cường kiến thiết đội ngũ cục công an, người ta đã ra tay điều chỉnh ba vị phó cục trưởng, nếu nói người ta không phối hợp thì thế nào mới là phối hợp. Đừng nói những lời này đến tai lãnh đạo tỉnh, dù truyền vào tai cục trưởng Viên thì cũng sẽ phát sinh tình huống khó chịu. Thế nhưng sự việc này căn bản chỉ là chính mình nuốt răng vào bụng. Triệu Quân Hạo cũng không muốn tiếp tục giao thủ với Vương Tử Quân để rồi nhận lấy thất bại ê chề. Mễ Hoa Lâm cũng không phải người thường, hắn tất nhiên hiểu ý nghĩa những động tác của Bí Thư Vương. Hắn nghĩ đến những lời vừa rồi Vương Tử Quân nói với mình, càng nghĩ càng thấy đúng đắn. Vỗ bàn là một biểu hiện vô năng, tất cả đều có thể giải quyết bằng lời nói,
căn bản không cần vỗ bàn làm gì cho mệt. Mượn sự kiện vừa rồi mà nói, chính Mễ Hoa Lâm vỗ bàn cũng không làm ra trò trống gì. Bí thư Vương Tử Quân chỉ cần nó vài câu với Triệu Quân Hạo, đã làm cho cục trưởng Triệu ăn phải quả đắng, khổ sở không nói nên lời. Mễ Hoa Lâm thầm nghĩ về những gì Vương Tử Quân đang sắp xếp, trong lòng càng thêm nóng hôi hổi. Tuy hắn bây giờ là người chủ trì công tác ở Cục Công an, thế nhưng dù là Tác Lưu Duệ hay Chủng Trường Thiện cũng không tỏ ra tôn kính một vị bí thư như hắn. Lúc này thông qua lời nói của Vương Tử Quân, hắn có thể đẩy đám người chống đối gay gắt với mình ra khỏi Cục Công an, càng làm cho hệ thống công an thành phố La Nam nằm trong tay mình. Xem ra sau này mình nên học tập bí thư Vương nhiều hơn mới được. Chương 678, Người phi thường làm việc phi thường. Gần đây Quan Vĩnh Hạ luôn sinh ra cảm giác lao tâm lao lực, hắn làm thư ký trưởng quá mệt mỏi, hắn cảm thấy Hào Nhất Phong giống như có mắt ưng, ánh mắt lúc nào cũng chĩa lên người làm hắn ăn ngồi không yên. Dù không ở trước mặt Hào Nhất Phong thì hắn vẫn cố gắng suy nghĩ, vẫn cực kỳ cẩn thận. Trong quan trường hễ là kẹp đuôi làm người sẽ bị người ta coi là thái giám, những người quen thói thấy gió nói mưa lại càng được thế hơn. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phòng làm cho người ta sinh ra cảm giác chói mắt, rất nhiều người thích kéo màn ra nhưng phòng làm việc của Hào Nhất Phong thì luôn đóng. Lão có một quy củ bất thành ăn, một năm bốn mùa chưa từng kéo màn. Sáng sớm nghênh đón mặt trời mọc, buổi chiều nhìn mặt trời lặn, đây là sở thích của rất nhiều người, thế nhưng đối với Hào Nhất Phong thì chỉ thích mặt trời lên cao mà thôi. Sau khi đi vào phòng làm việc, việc đầu tiên Hào Nhất Phong làm không phải là xem văn kiện, lão cầm lấy thùng tưới cho những thân cây trong phòng. Hào Nhất Phong tưới rất chậm, mỗi ngày bỏ ra 10 phút tưới cây. 10 phút này rất quan trọng với lão, biểu hiện thì là bình tâm tưới hoa, thế nhưng trong quá trình đó lại suy xét đến công việc hàng ngày của mình. Thư ký biết rõ thói quen của bí thư Nhất Phong, thế cho nên nếu không có việc gì quan trọng sẽ chẳng đến quấy rầy vào lúc này. Bí thư Hào, chậu hoa tích thủy Quan Âm của ngài nơi đây tốt hơn trong phòng của tôi, xem ra hoa cũng thích những nơi có nhiều người. Thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ đi vào phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong rồi cười nói. Quan Vĩnh Hạ tính toán rất chuẩn khi đi vào phòng làm việc của bí thư Nhất Phong, mỗi ngày cứ 8 giờ 10 phút là đến phòng làm việc của bí thư ngay. Lúc này là Hào Nhất Phong chuẩn bị kết thúc công tác tưới hoa, tâm tình thoải mái mất, rất thích hợp báo cáo công tác. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu cười với Quan Vĩnh Hạ, sau đó lão cười nói. Anh Quan, hoa này cũng giống như người, anh không nên sủng ái nó quá mức, phải có chừng mực mới được. Ví dụ như tích thủy Quan Âm, nếu mỗi ngày anh đều đưa nó ra phơi nắng thì ngược lại sẽ có hại. Hai người nói chuyện vài câu, Hào Nhất Phong đột nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, sau đó vung tay cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống. Thư ký trưởng Quan, hai ngày này có sắp xếp gì không? Bí thư Nhất Phong. Ngày mai có tổ nghiệm thu của quốc gia đến tỉnh Sơn Nam, dẫn đầu chính là Bộ trưởng Triệu của Bộ Giáo dục. Quan Vĩnh Hạ giới thiệu từng công tác quan trọng của tỉnh Sơn Nam cho bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi nói. Hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ được chuẩn bị thế nào rồi? Thành phố Đông Bộ đã bỏ ra rất nhiều công sức cho hội nghị lần này, bây giờ hội trường đã chuẩn bị rất thỏa đáng. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Anh ấy đảm bảo sẽ làm xong tất cả công tác chuẩn bị trước hai ngày khi tổ chức hội nghị. Câu trả lời của Quan Vĩnh Hạ làm cho Hào Nhất Phong nở nụ cười vui vẻ, lão khẽ gật đầu nói với Quan Vĩnh Hạ. Hội nghị xúc tiến thương mại toàn quốc lần này không phải chỉ là công tác của thành phố Đông Bộ, nó còn liên quan đến thể diện của toàn tỉnh. Vì đảm bảo cho hội nghị được tổ chức thành công, tôi cho ra hai nguyên tắc, một là chỉ cần có thể thì Nguyễn Trấn Nhạc muốn gì sẽ được thông qua thứ đó. Hai là những yêu cầu của các đơn vị bộ và ủy ban trung ương, trong tỉnh sẽ toàn lực giúp đỡ cho thành phố Đông Bộ xung phong tiến lên, chỉ cần không làm trái với nguyên tắc tất cả đều bật đèn xanh cho thành phố Đông Bộ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quan Vĩnh Hạ nhớ thật kỹ chỉ thị của Hào Nhất Phong, trong lòng không ngừng hâm mộ Nguyễn Trấn Nhạc. Chỉ bằng vào những lời vừa rồi của Hào Nhất Phong, như vậy tất cả lực lượng của tỉnh sẽ dồn vào thành phố Đông Bộ, sẽ chống đỡ mặt mũi cho Nguyễn Trấn Nhạc. Quan Vĩnh Hạ nhạy cảm phát hiện Nguyễn Trấn Nhạc xuống làm bí thư thị ủy Đông Bộ nhất định sẽ là không tầm thường, sau này sẽ là một đối thủ chính trị mạnh mẽ cho bất kỳ ai. Quan Vĩnh Hạ làm việc tuy không có quá nhiều thành tích, thế nhưng hắn theo sát Hào Nhất Phong, đến bây giờ vẫn chưa bỏ sót điều gì. Lúc này thấy Hào Nhất Phong quá coi trọng thành phố Đông Bộ, thế là hắn cảm thấy mình nên tăng cường quan hệ với Nguyễn Trấn Nhạc thì hay hơn. Bí thư Hào, tôi sẽ đi liên lạc với thành phố Đông Bộ. Cũng truyền đạt ý chỉ của ngài với các đơn vị ban ngành trong tỉnh.
Khi Quan Vĩnh Hạ chuẩn bị bỏ đi thì Hào Nhất Phong chợt nói. Tôi nghe nói bây giờ ở thành phố Đông Bộ không được bình tĩnh thì phải. Suy đoán tâm tư của Hào Nhất Phong chính là một hạng mục công tác cực kỳ quan trọng của Quan Vĩnh Hạ, hắn cảm thấy càng tìm hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo thì càng dễ hốt thuốc đúng bệnh. Nhìn vào sự coi trọng của Bí thư Hào Nhất Phong với hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ, hắn có thể hiểu được Bí thư Nhất Phong đang nghĩ điều gì và có ý gì. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến đây thì dùng giọng không chút do dự nói. Tôi nghe nói Trúc Phu Bình của thành phố Đông Bộ gần đây hình như không tìm đúng vị trí của mình. Hào Nhất Phong trầm mặt xuống, sau đó nổi giận tái mặt nói. Lúc này toàn tỉnh đang chú ý phát triển kinh tế, tôi cũng không hy vọng được nhìn thấy những người không thấy rõ đại cục, không thấy rõ tình thế như vậy. Hào Nhất Phong nói đến đây thì có chút chần chờ, lại trầm giọng nói. Thư ký trưởng quan, anh và trưởng phòng Hứa đến thành phố Đông Bộ một chuyến để truyền đạt ý chỉ của tôi. Đồng thời anh cũng phải gõ đầu vài đồng chí, trước tiên đổi tư tưởng sau đó mới đổi người, không thể thay đổi tư tưởng thì sẽ thay người, tỉnh ủy đang có quyết tâm như vậy. Quan Vĩnh Hạ liên tục gật đầu xưng vâng, Hào Nhất Phong nói dù rất bình tĩnh nhưng lại là những lời giống như muốn cứa vào lòng Quan Vĩnh Hạ. Hắn tuyệt đối không ngờ Nguyễn Trấn Nhạc ương ngạnh như vậy, một hội nghị được tổ chức ở thành phố Đông Bộ có thể nhận được tất cả tinh lực của tỉnh Sơn Nam, như vậy các thành phố khác nhìn vào sẽ thế nào? Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người lòng dạ sâu sắc, dù trong lòng có không thoải mái thế nào cũng chỉ có thể dùng giọng nói trầm ổn không chút biểu cảm nói. Bí thư Hào, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với các đơn vị ban ngành. Thật ra đừng nói là ở tỉnh Sơn Nam, cho dù là ở địa phương khác, cũng có rất nhiều bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố không hòa hợp với nhau, lãnh đạo đứng đầu có vị trí cao hơn người thứ hai, thế nhưng trí thông minh của người thứ hai cũng không kém hơn người thứ nhất. Mỗi người đều có thể làm sinh động công tác của mình, cũng khó thể kết hợp để làm tốt công tác đại cục. Cũng may những kẻ leo lên đến vị trí này cũng không phải hạng tầm thường, tuy hai bên không vừa mắt nhau, cũng hiểu ngao cò tranh nhau chỉ có thể sinh ra kết quả hai bên lưỡng bại câu thương, thế cho nên biểu hiện ngoài mặt là rất tốt. Tuyến trên đối mặt với tình huống này phần lớn là mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, không ảnh hưởng đến quá trình triển khai mở rộng công tác, bình thường sẽ không can thiệp vào. Lúc này ở thành phố Đông Bộ xuất hiện tình huống như vậy, Hào Nhất Phong ra mặt nói lời cảnh cáo, điều này nói rõ thiên hướng của Bí thư Nhất Phong về Nguyễn Trấn Nhạc là như thế nào. Bí thư Hào, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định truyền đạt chỉ thị của ngài cho từng đồng chí ở thành phố Đông Bộ, tôi tin tưởng các đồng chí ở thành phố Đông Bộ cũng sẽ hiểu tâm tư của ngài, sẽ dốc tất cả tâm tư trên phương diện phát triển kinh tế. Chỉ hy vọng là như thế, thư ký trưởng quan, hôm trước tôi nghe nói thành phố La Nam, Tam Hồ và Triệu Lô đã đưa phương án xây dựng đường cao tốc đến Sở Giao thông tỉnh rồi phải không? Tâm tư của Hào Nhất Phong lại chuyển lên người thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ cũng thật sự chỉ biết được một hai phần về phương diện này, nhưng cũng không phải là người khác báo cáo cho hắn, mà nghe được từ trong những lời bàn luận của kẻ khác. Thật sự có chuyện như vậy, nghe nói ba thành phố bọn họ muốn liên hợp lại, thông qua phương thức kêu gọi đầu tư của bên ngoài để làm đường cao tốc, không cần tỉnh phải cho ra một xu nào. Quan Vĩnh Hạ trần trừ một chút rồi khẽ nói. Hào Nhất Phong cũng không lên tiếng, lão đưa mắt nhìn tấm bản đồ ở phía sau lưng, lúc này mới chậm rãi nói. Gần 2 năm, tiến độ xây dựng đường cao tốc ở tỉnh Sơn Nam chúng ta là không chậm, thế nhưng cũng làm cho tài chính của tỉnh chúng ta đến mức cực hạn. Nếu như ba thành phố bọn họ có thể kêu gọi đầu tư làm được đường cao tốc, như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Cũng không phải là chuyện xấu. Đây là một câu nói lập lờ nước đôi. Thế nhưng nếu cẩn thận suy xét thì sẽ thấy được thái độ của Hào Nhất Phong, chính là không ủng hộ cũng không can thiệp. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình huống Bí thư Nhất Phong vừa rồi tỏ thái độ với hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác băng giá với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Những chuyện này nếu thành công thì không có vấn đề, nếu như công trình trì trệ không thể hoàn công, như vậy cũng không phải ảnh hưởng đến Vương Tử Quân ở phương diện thể diện, chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ phải trả một cái giá lớn ở phương diện khác. Bí thư Hào, tôi nghe nói thành phố La Nam đã thành lập công ty xây dựng đường cao tốc, Vương Tử Quân chuẩn bị khởi hành xuống phương Nam để tiến hành kêu gọi đầu tư đường cao tốc. Hào Nhất Phong không nói gì thêm, lão cúi đầu phê duyệt văn kiện. Quan Vĩnh Hạ nhìn bí thư tỉnh ủy cúi đầu nhìn văn kiện, hắn cũng biết điều rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào. Sau khi xử lý vài sự việc đơn giản, Quan Vĩnh Hạ chuẩn bị đi tìm trưởng phòng Hứa Tiền Giang để truyền đạt ý kiến của bí thư Hào. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho phòng làm việc của Hứa Tiền Giang, xác định Hứa Tiền Giang có thời gian rảnh hay không,
sau đó mới đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng Hứa. Chào thư ký trưởng quan. Khi đi trên bậc thang khu văn phòng tỉnh ủy, thỉnh thoảng có người chào hỏi quan Vĩnh Hạ. Đối với những lời chào hỏi như thế này, dù là quen biết hay không thì quan Vĩnh Hạ vẫn tươi cười gật đầu một cái. Chào thư ký trưởng quan. Khi quan Vĩnh Hạ đi đến góc hành lang thì chợt nghe thấy có người mỉm cười chào hỏi mình. Hắn quay đầu lại nai, chợt thấy đó là phó thư ký trưởng Triệu Dũng Ký của văn phòng khối chính quyền tỉnh. Triệu Dũng Ký này hơn 40 tuổi, bây giờ là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ cho phó chủ tịch thường vụ tỉnh, là Trương Đông Viễn. Người này có vị trí khá cao trong số các phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, hơn nữa trước khi tiến lên làm phó thư ký trưởng thì đã từng là phó chủ tịch thường vụ thành phố Triệu Lô, bây giờ lại đang ở vào độ tuổi thăng tiến, không biết đến khi nào thì tiến lên thêm một bước. Quan Vĩnh Hạ gần đây rất tình nguyện tiếp cận những người sắp có dấu hiệu tiến lên, hắn cười nói với Triệu Dũng Ký. Thư ký trưởng Triệu, anh đang bận rộn gì vậy? Cũng không có gì bận rộn. Chỉ là vì đường cao tốc Sơn La, Sơn Viên và La Nam, sáng hôm nay tổ chức hội nghị khối chính quyền tỉnh, Chủ tịch Trương muốn đưa hạng mục này ra thảo luận trên hội nghị. Triệu Dũng Ký vung văn kiện trong tay lên, hắn vừa cười vừa nói. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Triệu Dũng Ký, hắn không nhịn được phải hỏi. Cậu Triệu, cậu cảm thấy đề nghị này có bao nhiêu khả năng được thông qua? Triệu Dũng Ký nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Quan Vĩnh Hạ, hắn cũng không trả lời trực tiếp mà suy xét tìm từ. Sau đó mới nói, những chuyện tốt mà căn bản không cần bỏ vào một xu nào như thế này, tôi cảm thấy sẽ không có quá nhiều người từ chối. Quan Vĩnh Hạ nhìn nụ cười nhàn nhạt của Triệu Dũng Ký, hắn khẽ gật đầu. Tuy không biết sự việc có thành công hay không, thế nhưng chuyện này căn bản không có chút tổn thất nào với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, ngược lại cũng có chỗ tốt. Nếu sự việc thành công, thành tích là của ba người Vương Tử Quân, thế nhưng ba thành phố kia dù thế nào cũng là cấp tỉnh. Khi báo cáo thành tích lên trên thì sẽ là danh nghĩa của tỉnh. Nếu có sai sót, dù tỉnh không bỏ ra xu nào, thế nhưng người đề xướng là Vương Tử Quân sẽ phải chịu đả kích không nhỏ. Đối với một bí thư như Hào Nhất Phong thì sẽ hy vọng kết quả nào xảy ra? Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt vừa rồi của bí thư Hào với mình, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy. Hắn dùng sức lắc đầu, muốn ném ý nghĩ này ra ngoài. Thư ký trưởng Dũng Ký, anh cảm thấy hạng mục của Vương Tử Quân liệu có thành công hay không? Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó hắn híp mắt lại hỏi, từ hai khóe mắt lóe lên ánh sáng bất định. Triệu Dũng Ký tuy không muốn trả lời vấn đề này, thế nhưng hắn không thể không trả lời. Hắn tuy là thư ký trưởng, thế nhưng thật sự có khoảng cách quá lớn với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Tương lai của hắn không trực tiếp nằm trong tay Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng đối phương lại nắm một phiếu có liên quan đến vận mệnh của mình. Nếu như đối phương dù chết cũng có ý nghĩa dạy bảo mình, như vậy sau này mình sẽ phí hoài nhiều năm phấn đấu. Thư ký trưởng quan, chuyện này trước kia căn bản chưa từng có tiền lệ, chỉ dựa vào một bản vẽ mà có thể thu hút đầu tư hơn cả tỷ, tôi cảm thấy sự việc này có hơi hão huyền. Triệu Dũng Ký nói đến đây thì cười cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm việc phi thường cần người phi thường, tôi hy vọng bọn họ có thể thành công. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Triệu Dũng Ký. Hắn cũng nở nụ cười. Tuy câu nói sau cùng của Triệu Dũng Ký rất ẩn giấu, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ vẫn có thể nghe ra khuynh hướng của đối phương, hơn nữa cũng thừa nhận khuynh hướng của đối phương. Tôi cũng tin Bí Thư Vương có thể thành công, có thể làm đường cao tốc cho ba thành phố La Nam, Tam Hồ và Triệu Lô. Quan Vĩnh Hạ nở nụ cười quỷ quyệt, hắn khẽ vỗ vai Triệu Dũng Ký rồi vừa cười vừa nói. Chương 679, tôi không thích mặc chế phục. Vương Tử Quân ngồi trên máy bay đến thành phố Nam Phương, trong lòng nghĩ đến cuộc điện thoại của Đảng Hằng trước khi máy bay cất cánh. Vương Tử Quân có thể thấy rõ tâm tình của Đảng Hằng là không tốt, cũng nghĩ về tình huống ngày hôm qua trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang và thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ xuống thành phố Đông Bộ kiểm tra tình huống chuẩn bị hội nghị xúc tiến thương mại. Nguồn TUNGHOANHCOM. Bí thư Vương, Chủ tịch Trúc gặp phải áp lực rất lớn. Đây là câu nói sau cùng của Đảng Hằng với Vương Tử Quân trước khi đi lên máy bay. Vương Tử Quân có thể căn cứ vào cuộc điện thoại của Đảng Hằng để cảm nhận được áp lực hiện tại của Trúc Phu Bình. Chính trị chú trọng quyền mưu và vòng quan hệ, Nguyễn Chấn Nhạc vốn là một người đầy quyền mưu, hơn nữa còn được lãnh đạo tỉnh giúp đỡ. Ai gây khó dễ cho Nguyễn Chấn Nhạc thì không khác nào đang khiêu chiến với quyền uy của lãnh đạo tỉnh. Giống như bây giờ những người không đoàn kết với Nguyễn Chấn Nhạc cũng phải tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo tỉnh,
nếu anh không bảo trì sự đồng bộ với một người được lãnh đạo bảo hộ, anh sao có ngày tốt lành cho được. Tiên sinh, xin hỏi ngài có muốn uống thứ gì không? Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ nhập thần, chợt có người nói bên tai. Cho một ly nước khoáng. Vương Tử Quân tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua người vừa nói chuyện với mình, hắn thấy đó là một nữ tiếp viên hàng không mặc trang phục màu xanh da trời đang yêu kiều duyên dáng đứng trước mặt mình. Cô tiếp viên hàng không nhìn rõ mặt Vương Tử Quân thì cũng tỏ ra sững sờ kinh ngạc, miệng há hốc, sau đó nuốt lời vừa định nói xuống bụng. Vương Tử Quân cũng không ngờ có thể gặp mặt cô gái nhâm nhạn đồng ở chỗ này, thế là hắn cười nhạt một tiếng rồi nói lời chào hỏi, sau đó lại suy tư về hành trình của mình xuống thành phố Nam Phương lần này. Tuy nói đây là ba thành phố hợp lực cùng nhau làm đường cao tốc, thế nhưng người thật sự quan tâm cho sự kiện này chính là Vương Tử Quân. Thành phố Tam Hồ và Triệu Lô đều tỏ ra cực kỳ hứng thú với hạng mục này, thế nhưng bọn họ căn bản chỉ phái đến các vị phó chủ tịch thường vụ tham gia mà thôi, chỉ cần nhìn vào điều này cũng thấy hai thành phố kia xem Vương Tử Quân là ngựa đầu đàn. Là một con ngựa đầu đàn, không những có quyền lợi, quan trọng hơn là phải có trách nhiệm. Hành trình xuống thành phố Nam Phương lần này tuy Vương Tử Quân không tuyên truyền ra bên ngoài, thế nhưng căn cứ vào tình huống Đảng Hằng gọi điện thoại chúc mình thuận buồm xuôi gió, hắn chợt cảm thấy có nhiều người ở cả trong tối và ngoài sáng chú ý đến mình. Nhâm Nhạn Đồng khẽ đặt ly nước ở bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó gương mặt nàng có hơi đỏ lên. Nước khoáng uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, chỗ này của tôi có nước trà, anh uống thử xem thế nào. Trong lòng Nhâm Nhạn Đồng thật sự rất cảm kích với Bí Thư Vương đã ra mặt dùm cho dì hai nhà mình, thế nhưng nàng tự đổi ly nước khoáng của Vương Tử Quân thành ly trà lại không vì lòng cảm kích. Vương Tử Quân nói một tiếng cảm ơn với Nhâm Nhạn Đồng, ánh mắt cũng vô tình rơi lên cơ thể thon dài của nàng. Tuy nàng mặc quần áo khác trông cũng xinh đẹp tràn đầy sức thanh xuân, thế nhưng khi mặc chế phục tiếp viên hàng không thì lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Chẳng lẽ mình cũng thích người mặc chế phục? Vương Tử Quân thầm tự giễu mình một câu, sau đó tỏ vẻ cảm ơn Nhâm Nhạn Đồng. Đột nhiên hắn cảm thấy ghế ngồi của mình có chút rung chuyển, Nhâm Nhạn Đồng đứng bên cạnh lại ngã về phía mình. Thật xin lỗi, ôm chặt lấy tôi. Hầu như là một loại bản năng, khi Nhâm Nhạn Đồng ngã về phía Vương Tử Quân, nàng lớn tiếng nói với hắn. Vương Tử Quân tuy bị sốc này làm mất tập trung, thế nhưng khoảnh khắc khi Nhâm Nhạn Đồng dựa vào người mình, hắn vẫn duỗi hai tay ra ôm chặt lấy cô gái tiếp viên vào lòng. Trong máy bay liên tục vang lên những tiếng hét sợ hãi, đúng lúc này trong loa vang lên một âm thanh. Mong hành khách đừng nên hoảng hốt, máy bay gặp dòng khí lưu, sẽ nhanh chóng khôi phục như thường. Tình huống rối loạn thì con người cũng không vì những âm thanh trên radio mà ổn định lại được, ngược lại còn có nhiều âm thanh chất vấn có chuyện gì xảy ra. Nhâm Nhạn Đồng đang ngồi trên đùi và ôm chặt lấy Vương Tử Quân cũng lớn tiếng nói. Các vị hành khách, mong mọi người đừng nên hoảng hốt, máy bay gặp dòng khí lưu là rất bình thường, mong mọi người tin tưởng chúng tôi. Vương Tử Quân nghe Nhâm Nhạn Đồng giải thích, cánh tay của hắn hơi co lại, thế nhưng lại cảm thấy cô gái trong lòng có chút không ổn, vậy là lại buông lỏng Nhâm Nhạn Đồng ra. Nhâm Nhạn Đồng mở miệng an ủi, đám người trong buồng máy bay bắt đầu khôi phục lại một chút, biên độ sóc nảy của máy bay cũng giảm dần. Hành khách dần bình tĩnh. Vương Tử Quân cảm thấy đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, thế là những cảm giác khác thường lại xuất hiện. Nhâm Nhạn Đồng tuy không mập nhưng cơ thể nàng ép lên đùi hắn, tất nhiên hắn vẫn cảm nhận được cảm giác co giãn kinh người. Hơn nữa hai tay Vương Tử Quân còn đang ôm lấy eo Nhâm Nhạn Đồng, chỉ cần hắn có chút bất cẩn thì sẽ có ma sát với phần ngực, dù hắn muốn chấn định nhưng bộ vị bên dưới vẫn căng lên theo bản năng. Lúc này Nhâm Nhạn Đồng cũng xem như tỉnh táo trở lại. Nàng hít vào một hơi thật sâu, chợt cảm thấy dưới mông nóng hôi hổi. Nàng thầm hiểu chuyện gì xảy ra, thế là gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, nhưng từ sâu trong lòng lại có chút không muốn. Nàng ước mơ có một tình yêu đẹp, nàng thầm nghĩ, chính mình xinh xắn như vậy thì ít ra cũng phải dành cho một người có địa vị, nếu như cho một người bình thường thì rõ ràng là chà đạp cái đẹp. Nhâm Nhạn Đồng cuối cùng cũng ngồi bình tĩnh trở lại, nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. Còn không buông em ra. Vương Tử Quân có chút lưu luyến, hắn buông tay ra rồi hít vào một hơi thật sâu, vô tình có cảm giác cứng họng. Nhưng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ với sự trùng hợp này, lần đầu tiên mình gặp Nhâm Nhạn Đồng trên máy bay cũng là tình huống như thế này, không ngờ bây giờ lại là quá khứ lặp lại. Trước khi mình lên máy bay có cầu mong tình huống sốc nảy này xảy ra không nhỉ? Cảm ơn! Sau khi vuốt gương mặt đỏ bừng của mình, Nhâm Nhạn Đồng chợt trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi cần làm. Vương Tử Quân tiếp nhận lời cảm tạ theo bản năng,
thế nhưng hắn nói ra những lời như vậy mà cảm thấy có hơi nóng bụng, giống như thế bên dưới đang cười nhạo chủ nhân của nó là mặt dày. Nhâm Nhạn Đồng lại bước đi, tuy Vương Tử Quân không muốn nhìn, thế nhưng cũng không thể không dùng ánh mắt lơ đãng nhìn qua bộ dạng xinh đẹp trong chế phục màu xanh, trong lòng lại nhộn nhạo. Chương 680, Phật thật hay Bồ Tát giả? Hơn một giờ trôi qua, Nhâm Nhạn Đồng giống như biến mất, nàng chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Điều này làm cho Vương Tử Quân vốn cảm thấy khá thoải mái lại sinh ra chút tiếc nuối. Máy bay đáp xuống sân bay, đoàn người Vương Tử Quân chậm rãi đi xuống máy bay. Khi hắn đi vào khu vực tiếp đón, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía chiếc máy bay mình vừa đi, chợt thấy Nhâm Nhạn Đồng với trang phục màu xanh đang đứng trên cầu thang nhìn mình. Gió khẽ thổi lên, mỹ nhân như ngọc. Nhưng Vương Tử Quân lúc này cũng không có tâm tư như vậy, khi đi ra máy bay thì bị đám nhân viên vây quanh. Khi địa vị chính trị của hắn đã được dựng lên ở thành phố La Nam, lúc này đi theo Vương Tử Quân đến thành phố Nam Phương hầu như đều là binh hùng tướng mạnh của thành phố La Nam. Thành phố Tam Hồ và Triệu Lô cũng cử đến hai vị phó chủ tịch thường vụ, trước khi đến cũng đã nhận được lời phân phó của lãnh đạo, lần này chủ yếu xem Vương Tử Quân là ngựa đầu đàn, thế cho nên xuống máy bay thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Bí thư Vương, phó tổng giám đốc của tập đoàn Thần Minh đã chờ chúng ta ở ngoài sân bay, trước tiên chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi, tối nay Triệu Thần Minh tiên sinh sẽ tổ chức tiệc tối, mời bí thư Vương ngài đến tham gia. Phó chủ tịch thường vụ Trì Kim Đồ của thành phố Triệu Lô mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Trì Kim Đồ năm nay hơn 40 tuổi, người này rất thích cười, thường không nói gì thì đã nở nụ cười, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Lần đầu tiên Vương Tử Quân nhìn thấy Trì Kim Đồ, hắn chợt sinh ra cảm giác bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô phái người này đến có lẽ vì bản năng thích cười như vậy. Vương Tử Quân mỉm cười với sắp xếp của Trì Kim Đồ. Có câu khách theo chủ, chủ tịch Trì, hôm nay anh làm chủ những sắp xếp này, tất cả chúng tôi đều nghe theo anh. Nếu so sánh với thành phố Thiền Duyên thì thái độ của thành phố Triệu Lô thật sự hoàn toàn trái ngược. Sau khi Vương Tử Quân quyết định đến thành phố Nam Phương kêu gọi đầu tư làm đường cao tốc, bí thư Sở Cẩm Thu tự mình gọi điện thoại đến giới thiệu ông chủ Triệu Thần Minh ở thành phố Nam Phương nhưng có quê quán ở thành phố Triệu Lô cho Vương Tử Quân. Khi hai người Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ đang nói chuyện với nhau thì bốn chiếc xe hơi cực kỳ khí phái dừng lại bên dưới máy bay. Có hai cô gái xinh đẹp đưa ra một tấm biểu ngữ, bên trên viết nhiệt liệt hoan nghênh kêu gọi đầu tư thành phố Triệu Lô. Trì Kim Đồ nhìn biểu ngữ kia mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, đây là thế nào? Trước khi đến hắn luôn cố gắng xem xét nên làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với Vương Tử Quân, lần này xuống máy bay gặp tấm biểu ngữ như vậy làm hắn thật sự không kịp trở tay. Cũng may hắn cũng không phải hạng người tâm thường, hắn lập tức cười nói. Bí thư Vương, Chủ tịch Hào, người của tập đoàn Thần Minh ở phía bên kia, chúng ta đến đó thôi. Trì Kim Đồ nói đến đây thì lại khẽ lên tiếng. Lần này không hiểu Thụy ủy liên hệ với bên kia như thế nào, sau khi quay về nhất định phải xem xét lại cho rõ ràng mới được. Vương Tử Quân hiểu những lời của Trì Kim Đồ là nói cho mình nghe, hắn cũng không quá quan tâm đến phương án nghênh đón của tập đoàn Thần Minh, dù sao lần này đoàn người đến để kêu gọi đầu tư, cũng không phải đến để tranh chấp với nhau những chuyện nhỏ nhặt. Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng Hào Tử Động ở bên kia lại không cho rằng như thế. Hắn là tâm phúc của Lâm Trường Công, hắn thật sự rất quan tâm đến công tác kêu gọi đầu tư lần này, thế cho nên trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn phân cao thấp với Trì Kim Đồ. Thật sự nên kiểm tra cho ra lẽ, nếu không sau này sẽ vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng chuyện lớn, chi tiết quyết định thành bại. Hào Tử Động tuy không nói quá lớn nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác quái dị. Hào Tử Động nói làm cho Trì Kim Đồ cảm thấy không mấy vui vẻ, thế nhưng hắn vẫn liên tục nở nụ cười, dù nụ cười có chút miễn cưỡng. Nhưng suy xét đến phương diện này thật sự là lỗi của thành phố Triệu Lô, thế cho nên dù có khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phó Tổng Giám đốc Triệu của tập đoàn Thần Minh là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, người này mặc một bộ tây trang nhìn có vẻ cực kỳ trầm ổn. Khi nhóm Vương Tử Quân đi đến gần, hắn tươi cười hớn hở vung tay chào đón. Bí thư Vương, đây là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thần Minh, là Triệu Tranh Giáp, cũng là truyền nhân của Tổng Giám đốc Triệu. Trì Kim Đồ cũng không xa lạ gì Triệu Tranh Giáp, khi đi đến gần thì nhanh chóng giới thiệu cho Vương Tử Quân. Triệu Tranh Giáp vốn duỗi tay về phía Trì Kim Đồ, lúc này nghe lời giới thiệu của Trì Kim Đồ, hắn mới phát hiện người đàn ông đứng ở vị trí chính giữa nhìn qua còn trẻ tuổi hơn cả mình lại có chức vụ và độ nặng cao hơn cả Trì Kim Đồ. Triệu Tranh Giáp là người kinh doanh. Hắn chú trọng câu nói mạnh vì gạo bạo vì tiền,
hơn nữa đã từng nghe nói về kinh nghiệm truyền kỳ của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy tai nghe mắt thấy mới là sự thật. Vì vậy mà hắn hạ quyết tâm, thử nghĩ chứng thực xem Vương Tử Quân là Phật thật hay là Bồ Tát giả. Hắn cố gắng quan sát, nhưng bước tiến lại không chút chần chờ, hắn cười lớn nói. Bí thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Tử Quân bắt tay với Triệu Tranh Giáp, sau đó dùng giọng đùa giỡn nói. Đã sớm nghe nói Tổng Giám Đốc Triệu lắm tiền nhiều của, bản lĩnh rất lớn, tôi còn không tin, hôm nay vừa gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Tử Quân nói làm cho Triệu Tranh Giáp cảm thấy không mấy hưởng thụ, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nịnh nọt nói. Bí thư Vương, tôi cũng nghe người ta nói Bí thư Vương là thanh niên tài cao, có mắt ưng Vương, tốc độ của báo, nói chuyện sắc bén như dao găm. Triệu Tranh Giáp mở miệng tâng bốc lại có tác dụng chọc cười mọi người, ai cũng cười ha hả, bầu không khí rất hòa hợp. Chỉ Kim Đồ thấy Vương Tử Quân cười ha hả thì cảm thấy dấu hiệu rất tốt, hắn vội vàng mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Mọi người cùng nhau leo lên xe của tập đoàn Thần Minh, sau đó bốn chiếc xe chạy ra khỏi sân bay. Trên đường đi Triệu Tranh Giáp cho thấy mình là người có tài ăn nói, hắn nói khá chậm rãi nhưng lại ẩn giấu khôi hài làm cho người trong xe cảm nhận được một cảm giác giống như ở nhà. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau thì Vương Tử Quân cũng đã tìm hiểu được vài phần về tập đoàn Thần Minh. Tập đoàn Thần Minh được bố của Triệu Tranh Giáp là Triệu Thần Minh khởi đầu, chủ yếu là kinh doanh gia công sản phẩm điện tử, tuy quy mô không lớn nhưng mỗi năm cũng có lợi nhuận trên chục triệu. Thành phố Nam Phương có rất nhiều xí nghiệp như tập đoàn Thần Minh, thế nhưng ở thành phố Triệu Lô thì lại là một ông chủ lớn, thật sự không dễ tìm đâu ra được. Vì là một xí nghiệp giàu có bậc nhất thành phố Triệu Lô, thế cho nên đám quan lại ở thành phố Triệu Lô rất nể mặt Triệu Thần Minh. Tuy Triệu Thần Minh không còn ở thành phố Triệu Lô, thế nhưng dù sao thì anh em bạn bè vẫn còn trong thành phố Triệu Lô, vì vậy bọn họ cũng tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với lãnh đạo thành phố Triệu Lô. Lần này Bí thư Thị ủy Sở Cẩm Thu thành phố Triệu Lô tự mình gọi điện thoại đến, vì vậy mà Triệu Thần Minh rất coi trọng, cho con trai của mình là Triệu Tranh Giáp đến tiếp đón đoàn người Vương Tử Quân. Sau khi xuống xe ở một khách sạn 4 sao, Chỉ Kim Đồ nhìn khách sạn lắp đặt rất xa hoa, thế là không khỏi cảm thấy rất có thể diện. Đoàn người vừa xuống máy bay, thế cho nên bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng về phòng của mình để rửa mặt nghỉ ngơi. Vương Tử Quân là lãnh đạo cấp bậc cao nhất, tất nhiên hắn sẽ được bố trí ở căn phòng rộng rãi xa hoa nhất. Sau khi rửa mặt đơn giản, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh vui mừng. Ngay sau đó Vương Tử Quân cười nói. Anh đã đến thành phố Nam Phương. Người ở đầu dây bên kia không nói gì, thế nhưng chỉ sau nháy mắt thì có tiếng trẻ con vang lên. Tuy tiếng khóc của trẻ con vang lên là có chút xấu hổ, thế nhưng Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà cảm thấy nó giống như tiếng trời, giống như âm thanh của tự nhiên. Tiểu Điềm Đậu nói nó nhớ anh. Giọng nói của Y Phong chợt vang lên, âm thanh rất dịu dàng, lại mang theo cảm giác chờ mong cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn có chút trầm ngâm nói. Anh sẽ đến gặp mặt mẹ con em. Ừ, hai bên cũng không nói nhiều, thế nhưng Vương Tử Quân chợt cảm thấy giống như hai bên có sợi dây liên lạc nối liền với nhau. Lúc này hắn cảm thấy cái quái gì là hạng mục, cái quái gì là công thành danh toại, cái gì là thẳng tiến lên mây cao, tất cả đều tan thành mây khói. Tiểu Điềm Đậu, cho anh nói chuyện với khuê nữ bảo bối xem nào. Vương Tử Quân nói bằng giọng chờ mong. Thật sự rất chờ mong. Hoa hoa hoa. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang chìm đắm trong cảm giác cực kỳ vui sướng thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, ngay sau đó có người lên tiếng. Bí thư Vương, tôi có thể tiến vào được không? Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Hà Khởi Duệ có chút hối hận, nhìn biểu hiện của Bí thư Vương thì rõ ràng là vừa gọi điện thoại cho con. Nhưng lúc này cũng không thể lui lại, hai người còn đang chần chờ thì Vương Tử Quân đã mở miệng nói. Chủ tịch Trì, mời anh vào phòng. Trì Kim Đồ và Hà Khởi Duệ cùng ngồi xuống ghế salon, sau đó Trì Kim Đồ hỏi xem Vương Tử Quân có yêu cầu gì khác với gian phòng này hay không, cuối cùng cười nói. Bí thư Vương, tập đoàn Thần Minh đã cho ra một bản kế hoạch với hành trình của chúng ta lần này, hai ngày qua bọn họ đã thay mặt mời đại biểu của hai công ty đầu tư Huyền Lục và Chính Ngân để trao đổi về chuyện làm đường cao tốc Sơn La. Ngày kia cũng là thứ năm sẽ chuẩn bị tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư. Sẽ mời các công ty xây dựng ở thành phố Nam Phương đến nghe giới thiệu về hạng mục của chúng ta. Vương Tử Quân cũng không có nghi vấn gì quá lớn với sắp xếp của tập đoàn Thần Minh, dù sao thì sắp xếp của bọn họ cũng rất quy củ. Hơn nữa Vương Tử Quân có chuẩn bị với công tác kêu gọi đầu tư đường cao tốc Sơn La, thế cho nên hắn cực kỳ có lòng tin.
Dù sao cũng có kinh nghiệm thành công của đời sau, hơn nữa khi công tác xây dựng đường cao tốc càng ngày càng nóng, thậm chí những công ty muốn tiến thân vào sự nghiệp xây dựng đường cao tốc này phải có quan hệ mới thành công được. Chủ tịch Trì, tập đoàn Thần Minh sắp xếp rất chu đáo, anh đại biểu ba thành phố nói lời cảm tạ với Tổng Giám đốc Triệu. Đồng thời anh cũng là người quen thuộc với tập đoàn Thần Minh, vì vậy anh nên bỏ nhiều tâm sức hơn ở phương diện liên hệ với tập đoàn Thần Minh. Chỉ Kim Đồ thấy Vương Tử Quân nói sự việc đã được sắp xếp đâu vào đấy thì lại nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng ở phương diện liên hệ với tập đoàn Thần Minh. Ba người nói thêm vài câu, đồng chí Tân đi đến, thì ra bữa tiệc tối của tập đoàn Thần Minh đã chuẩn bị xong, bọn họ đặc biệt mời Vương Tử Quân đến tham gia. Trong một nhà ăn nhỏ ở tầng 3 khách sạn, ba chiếc bàn lớn được ánh đèn chiếu xuống làm cho người ta sinh ra cảm giác rực rỡ tráng lệ, cũng chính nơi đây Vương Tử Quân gặp mặt Tổng Giám đốc Triệu Thần Minh của tập đoàn Thần Minh. Triệu Thần Minh hơn 60 tuổi, dáng người trung đẳng nhưng lại rất gầy, tuy bộ tây trang nhìn qua có vẻ cực kỳ cao cấp, thế nhưng mặc lên người Triệu Thần Minh lại làm cho người ta sinh ra cảm giác đó là một ông lão khô cứng. Nhưng hai mắt Triệu Thần Minh lại cực kỳ sắc bén, đưa mắt nhìn qua sẽ biết ngay đây là hạng người cơ trí lão luyện. Dù là bất kỳ người nào nhìn vào kinh nghiệm phát triển của Triệu Thần Minh cũng không dám tỏ ra khinh thường người đàn ông trung niên rời khỏi quê hương nghèo khó đến thành phố Nam Phương dốc sức kinh doanh và tạo ra một tài sản vài trăm triệu trong thời gian ngắn đang đứng ngay trước mặt mình. Bí thư Vương, chào mừng anh đến với thành phố Nam Phương. Triệu Thần Minh cũng biết con trai mình thất lễ ở phương diện nghênh đón, thế cho nên khi thấy được Vương Tử Quân thì tươi cười đón chào. Vương Tử Quân cũng rất khách khí với Triệu Thần Minh. Hắn nhiệt tình bắt tay với đối phương, không những tỏ ra cảm tạ thật lòng với tình huống chiêu đãi nhiệt tình của Triệu Thần Minh, còn tán thưởng tình cảm với quê hương của Tổng Giám đốc Triệu. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo thành phố Triệu Lô, thế nhưng hắn vẫn là ủy viên tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam, cũng có tư cách đại biểu cho tỉnh Sơn Nam để nói vài lời. Nếu so sánh với con trai Triệu Tranh Giáp thì Triệu Thần Minh thật sự có chút an phận, nhưng ở ngoài mặt lại là một người cực kỳ khéo đưa đẩy. Dưới sự tận tâm của Tổng Giám đốc Triệu, bữa tiệc chiêu đãi có thể nói là kết thúc trong vui vẻ. Sau khi cơm nước xong thì Triệu Tranh Giáp mời nhóm người Vương Tử Quân đi xem một chương trình ca kịch buổi tối ở thành phố Nam Phương. Vương Tử Quân từ chối lời mời của Triệu Tranh Giáp với lý do đi thăm người thân, lại để cho nhóm người Hà Khởi Duệ đi thả lỏng một chút. Đồng chí Tân là người rất có ánh mắt, hắn thấy Vương Tử Quân nói hai chữ thân thuộc thì cũng không đi theo, mà theo chân đám người Hà Khởi Duệ đi xem biểu diễn ca kịch. Triệu Thần Minh đặc biệt sắp xếp chiếc Mercedes-Benz cho Vương Tử Quân đi ra ngoài, tuy Vương Tử Quân luôn nói lời nhún nhường, thế nhưng Triệu Thần Minh nhất quyết không cho, bắt buộc Vương Tử Quân phải sử dụng chiếc xe của mình. Lái xe cho Triệu Thần Minh là một tên thanh niên hơn 20 tuổi, trên đường đi hắn rất nho nhã lễ độ, cũng không nói nhiều nhưng chạy xe vừa nhanh vừa ổn định. Vương Tử Quân không trực tiếp đến chỗ ở của Tần Hồng Cẩm, hắn dựa theo phương thức hẹn ước trước đó, đi đến khu nhà dành cán bộ thị ủy Nam Phương. Cậu đi về trước đi, thay tôi nói lời cảm ơn với Tổng Giám đốc Triệu. Vương Tử Quân xuống xe rồi khẽ nói với tên tài xế thanh niên một tiếng. Tên lái xe không biết thân phận của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn được ông chủ giao phó, nhất định phải phục vụ khách cho thật tốt. Hắn tranh thủ thời gian nói. Vương tiên sinh, ngài cứ bận rộn, tôi ở chỗ này chờ ngài. Không cần, tôi cũng không biết lúc nào mới về, lúc đó cũng có xe đưa về, cậu không cần phải chờ. Vương Tử Quân dù nói khách khí nhưng lại có vài phần khí phách, cực kỳ đáng tin. Vương Tử Quân nhìn lái xe bỏ đi mới đi vào khu nhà dành cho cán bộ thị ủy Nam Phương, khi đến gần một căn nhà thì một chiếc xe Santana chạy đến dừng ngay trước mặt. Lên xe đi. Cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nói êm tai vang lên trong tai Vương Tử Quân. Tần Hồng Cẩm ở trước mắt chinh chiến thương trường nhiều năm, nàng không chỉ có vẻ ngoài kiều diễm, hơn nữa còn có tiềm chất mà những người phụ nữ khác không có được. Thế cho nên càng thêm khí phách phi phàm. Khoảnh khắc này trong đầu Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, đó là bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng thì sẽ nhanh chóng bị quyến rũ. Tần Hồng Cẩm lái xe không quá nhanh, hai người bọn họ ngồi trong xe tuy có ngàn vạn lời muốn nói với nhau, thế nhưng lúc này bọn họ lại không nói gì. Bọn họ có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau, dù là ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng vào lúc này. Tiểu Điềm Đậu rất đáng yêu, còn chưa mọc răng đã thích cắn người. Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng mở miệng, nàng nở nụ cười, nhưng Vương Tử Quân lại thấy trong nụ cười của nàng có chút chua xót. Thật không, đây chính là... Khi tâm tình của Vương Tử Quân đang rất phức tạp, Tần Hồng Cẩm chợt giảm ga, nàng dùng giọng nức nở nói.
Tử Quân, em cũng muốn có con, em muốn có một đứa con trai. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm mãi luôn áp chế chợt bộc phát tâm tình, hai mắt ngập nước, hắn không khỏi trầm mặc giây lát rồi động tình nói. Hồng Cẩm, những năm nay em đã chịu khổ nhiều rồi, anh đồng ý với em, hai ta sẽ sinh một đứa con kháu khỉnh. Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng không để nước mắt phải trào ra, dù trong lòng nàng đang điên đảo. Nàng đã nhiều lần nằm mơ thấy tình huống như hôm nay, thế nhưng mãi đến ngày hôm nay thì giấc mộng mới thành sự thật. Chương 681, đầu tư có nguy hiểm cần phải cẩn thận. Yêu càng sâu thì lúc bị thương sẽ càng đau, những năm này tất nhiên Tần Hồng Cẩm được giới thiệu không ít đối tượng, chỉ là khi gặp mặt chỉ đều gật đầu khẽ nở nụ cười, cũng không làm gì hơn. Nàng đã gặp qua nhiều người, từ quan viên đến phú hào, chỉ là trong lòng nàng có một Vương Tử Quân, thế cho nên những người đàn ông muốn thân cận kia căn bản sao có thể lọt vào mắt nàng. Thành phố chìm trong màn đêm có một sức hút rất lớn, Tần Hồng Cẩm lái xe, nàng không lên tiếng, yên lặng tiếp nhận hạnh phúc của mình. Vương Tử Quân quay đầu nhìn Tần Hồng Cẩm, sau đó lại dùng tay vỗ vỗ lưng nàng, dùng ngôn ngữ tay chân để nói biểu đạt cảm giác đau lòng với nàng. Hắn và nàng đã quen biết nhau nhiều năm, tình cảm ngày càng mặn nồng như rượu lâu năm, càng để lâu càng tràn đầy hương thơm, càng ngày càng không bỏ được. Xe chạy vào một khu biệt thự nổi tiếng thành phố Nam Phương, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự rộng hơn 500 mét vuông. Tần Hồng Cẩm thắng xe, sau đó nàng gắt giọng với Vương Tử Quân. Đến đây thì anh là một người làm bố, không còn là bí thư đại nhân, nên cười tươi một chút, đừng dọa cho Tiểu Điềm Đậu sợ hãi. Em đã cho tất cả nhân viên trong biệt thự được nghỉ rồi, đi thôi. Tần Hồng Cẩm đẩy cửa xe, sau đó đi về phía biệt thự. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm đi như bay phía trước, thế là thầm hiểu ý nghĩ của nàng, người phụ nữ khéo hiểu lòng người này sợ y phong ghen. Hắn không khỏi cảm thấy cảm kích và bùng lên tình cảm ấm áp, hắn tiến lên vài bước, sau đó giữ lấy Tần Hồng Cẩm rồi nói. Chờ anh một chút, hai ta cùng đi. Tần Hồng Cẩm dùng gương mặt tràn đầy nụ cười nhìn Vương Tử Quân, tuy trong lòng rơi lệ đổ máu nhưng bộ dạng lại rất vui vẻ hạnh phúc. Nàng đi tới cửa thì khẽ nói. Này bí thư Vương, lúc này anh vào thăm con gái bảo bối đi, em đi mua sắm vài món đồ, sẽ không đi vào cùng anh. Vương Tử Quân nở nụ cười cảm kích, sau đó hắn đẩy cửa đi vào. Y Phong mặc một bộ trang phục vàng nhạt, ôm một tính mạng nho nhỏ trong lòng, đang liên tục đi lại trong phòng khách, giống như đang kiểm chân trông ngóng ai đó. Vương Tử Quân nhìn con gái trong lòng Y Phong, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng, thế là nhanh chóng tiến lên, hai tay dang rộng ôm cả hai người vào trong lòng mình. Tiểu công chúa, bố đến thăm con đây, mau cười cho bố xem một cái nào. Cô bé trong lòng Y Phong chỉ mở hai mắt to tròn nhìn Vương Tử Quân mà không nói một lời, bàn tay mập mạp khẽ vung vẫy, ánh mắt tràn đầy tò mò. Con gái, cười cho bố một cái nào, không nghe lời thì bố sẽ không chơi với con. Vương Tử Quân cầm lấy chiếc chuông nhỏ khẽ lắc vài cái, sau đó mở miệng nói đùa với cô con gái đáng yêu của mình. Nhưng đáng tiếc là một chiêu của bí thư Vương xem ra mất linh. Tiểu Điềm Đậu không những không bị chọc cười, khóe miệng lại kéo căng, sau đó chợt mở lớn ra rồi khóc hoa hoa. Y Phong dùng giọng hờn dỗi nói với Vương Tử Quân. Anh cho rằng con gái là cấp dưới sao? Muốn nói gì phải làm vậy à? Đồng hồ chỉ 8 giờ, Tiểu Điềm Đậu đã được mẹ Y Phong hát ru và ngủ ngon lành. Vương Tử Quân và Y Phong đưa con vào trong nôi, Y Phong chuẩn bị đóng cửa tắt đèn. Đúng lúc này Vương Tử Quân chợt xoay người lại ôm lấy cổ nàng, dùng chân đóng cửa lại. Một tiếng cạch vàng lên, thần kinh căng cứng của Y Phong chợt giãn ra, khi Vương Tử Quân hôn thì nàng cũng đưa đầu lưỡi ra nghênh đón, toàn thân như điện giật. Lúc đầu nàng thật sự cảm thấy căng cứng và hơi run, thế nhưng ngay sau đó đã bị sự nhiệt tình của Vương Tử Quân làm cho tan chảy. Hai người ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, Y Phong cảm thấy không thở nổi, giống như một người đang vùng vẫy dưới nước, dù không còn chút sức lực nào cũng không chịu buông tha. Hai người cũng không nhớ mình ngã xuống giường như thế nào. Chỉ nhớ sau đó là một trận cuồng phong điên cuồng. Sau khi cuồng phong tan biến, hai người ôm chặt lấy nhau, Y Phong khẽ nói bên tai Vương Tử Quân. Tối nay anh đi cùng chị Hồng Cẩm nhé, chị ấy cũng rất khổ sở. Vương Tử Quân ngồi dựng người lên, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi. Thế nào, muốn đuổi anh đi sao? Y Phong ngước mắt nhìn người đàn ông mày kiếm mắt sáng ở trước mặt, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Có người phụ nữ nào tình nguyện đẩy người đàn ông mình yêu vào trong lòng người khác? Nhưng Tần Hồng Cẩm đã làm rất nhiều cho nàng không thể quá ích kỷ. Y Phong mặc quần áo lại tử tế, càng mặc quần áo cho Vương Tử Quân, cũng không tự chủ được hôn lên cổ hắn một cái.
hai người lúc này gặp lại nhau, thế cho nên cũng không giữ lại những cử chỉ yêu thương cho mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đến thành phố Nam Phương, nếu Vương Tử Quân đi cả đêm không về thì chỉ sợ sẽ làm người ta suy nghĩ lung tung. Thế nên hắn quyết định để hôm sau liên lạc với Tần Hồng Cẩm, trực tiếp quay về khách sạn. Vương Tử Quân về khách sạn đúng lúc nhóm người Hà Khởi Duệ đi về, sau khi chào hỏi đám người Trì Kim Đồ, Vương Tử Quân rửa mặt rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Không biết có phải là vì vừa trải qua một cơn cuồng phong với Y Phong hay không, lúc này Vương Tử Quân nằm xuống giường thì ngủ ngay lập tức. Trong giấc ngủ hắn còn mơ hồ thấy được gương mặt tươi cười của Tiểu Điềm Đậu. Ngày hôm sau Vương Tử Quân tỉnh lại, hắn rửa mặt, sau đó cùng nhóm người đồng chí Tân chờ ngoài cửa đi xuống nhà hàng dùng điểm tâm. Bí thư Vương, bên này. Vương Tử Quân vừa tìm được vị trí thì Trì Kim Đồ ngồi trong góc đã lớn tiếng nói. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Trì Kim Đồ, hắn cầm lấy một cái bánh bao hấp rồi cười nói. Chủ tịch Trì, hôm qua anh nghỉ ngơi thế nào? Tuy khách sạn này rất tốt nhưng tôi thật sự có chút khó ngủ, chúng ta ở bên kia cũng là thành phố, thế nhưng nếu so với Nam Phương thì thật sự là khác biệt quá lớn. Trì Kim Đồ nuốt bánh bao xuống bụng rồi dùng giọng ngàn vạn lần cảm khái nói. Vương Tử Quân cũng đồng cảm với những lời cảm khái của Trì Kim Đồ. Biết hổ thẹn mới có thể tiến lên, sau này nên cố gắng ý thức được điểm này, chúng ta cần phải đề cao cảm giác gấp gáp và sứ mạng của mình, nhanh chóng tiến lên mạnh mẽ hơn. Bí thư Vương nói rất đúng. Trì Kim Đồ lại gắp một chiếc bánh bao bỏ vào miệng. Tụt hậu sẽ bị đánh, tôi cũng không muốn cờ lê đánh lên người mình. Ngay sau đó Trì Kim Đồ cười nói. Tối qua tôi đã hàn huyên cả đêm với Triệu Thần Minh, anh ấy nói trong giới đầu tư Nam Phương thì hai công ty Huyền Lục và Chính Ngân có uy vọng cực kỳ cao, đặc biệt thì công ty Huyền Lục chính là đứng đầu ở phương diện đầu tư trong thành phố Nam Phương. Chỉ cần chúng ta làm thông công tác, nguồn đầu tư của bọn họ sẽ nhanh chóng chuyển đến mà thôi. Vương Tử Quân thật sự có chút hiểu biết về công ty Huyền Lục, người sáng lập không những có ảnh hưởng rất lớn ở trong nước, thậm chí lực ảnh hưởng ở Hong Kong còn làm cho người ta lau mắt nhìn. Thứ được người ta chú ý nhất chính là nguồn tài sản khổng lồ, là đối tượng để nhiều người hâm mộ. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của công ty Huyền Lục, như vậy công tác đầu tư lần này xem như thành công hơn phân nửa. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến phương án đả động công ty Huyền Lục, ngoài miệng lại cười nói. Huyền Lục là tập đoàn đầu tư lớn trong nước, chỉ sợ cũng không dễ dàng liên hệ như vậy. Trì Kim Đồ cười cười nói. Có khó khăn thì tìm tổ chức, không phải lần này bí thư Vương tự mình lên ngựa sao? Khi hai người nói chuyện rất hào hứng thì Hào Tử Động đi từ trên lầu xuống, hắn thấy Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ nói chuyện rất vui, thế là cũng nâng ly trà đi đến. Trong ba người thì Vương Tử Quân tuy trẻ tuổi nhưng lại là cán bộ cấp giám đốc sở, là bí thư thị ủy, xét cấp bậc hay chức vụ hiện tại cũng vững vàng áp chế lên đầu Trì Kim Đồ và Hào Tử Động. Hơn nữa trước khi đến thì hai người Trì Kim Đồ và Hào Tử Động còn nhận được phân phó, tất cả phải xem Vương Tử Quân là đầu tàu, thế cho nên tất cả sự việc đều xoay quanh con đường cao tốc mà thôi. 7:30 sáng Triệu Tranh Giáp đi đến khách sạn, hắn hàn huyên với nhóm Vương Tử Quân mỗi lúc, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, lần này Tổng Giám Đốc Lữ của Tập đoàn Huyền Lục hẹn gặp mặt lúc 9 giờ, bây giờ chúng ta nên xuất phát hay chưa? Từ ngày hôm qua thì Triệu Tranh Giáp đã biết Vương Tử Quân là người đứng đầu nhóm người đến kêu gọi đầu tư, hắn đã làm phát sinh vấn đề trong lúc tiếp đón, sau khi quay về bị bố mắng cho một chặp. Lúc đó hắn không cho là đúng, thế nhưng sau khi tiếp xúc thì hắn không khỏi lau mắt nhìn Vương Tử Quân. Trước nay Vương Tử Quân ở phương diện này đều rất lắng nghe. Vì cuộc gặp lần này mà Vương Tử Quân chỉ đưa theo Trì Kim Đồ, Hào Tử Động và đồng chí Tân. Còn Hà Khởi Duệ bị Vương Tử Quân cho ở lại để xử lý công tác chuẩn bị cho hội nghị kêu gọi đầu tư vào ngày mai. Trì Kim Đồ và Hào Tử Động tất nhiên không có gì không hài lòng với Vương Tử Quân khi cho ra sắp xếp như vậy. Hà Khởi Duệ cũng hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế cho nên khi Vương Tử Quân cho ra sắp xếp thì nhanh chóng mở miệng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đám người cùng nhau lên xe xuất phát. 9 giờ sáng bọn họ đi đến một tòa nhà hơn 30 tầng, vì Triệu Tranh Giáp đã có hẹn trước, thế cho nên được một người thanh niên hơn 20 tuổi đưa vào trong một gian phòng khách. Chào Giám đốc Triệu, các anh đến thật sự không khéo, công ty vừa mở một hội nghị, Giám đốc Lữ đang họp. Khi nhóm người Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi tươi cười đi đến phòng khách dùng giọng lễ phép nói. Người kia tuy rất khách khí nhưng Triệu Tranh Giáp cũng không dám tự cao tự đại, hắn đứng lên nói. Giám đốc Đỗ, Tổng Giám đốc Lữ bề bộn chuyện nhân sự, điều này chúng tôi biết rất rõ, cũng không trách được Tổng Giám đốc Lữ.
không biết tổng giám đốc Lữ họp mất bao lâu. Giám đốc Đỗ trầm ngâm giây lát rồi mới cười nói. Có lẽ là cần một giờ. Triệu Tranh Giáp nghe được câu trả lời thì không nói lời nào, hắn ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Hắn đến đây chủ yếu là người môi giới trung gian, còn xử lý như thế nào thì phải nhìn vào người làm chủ là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói. Nếu Tổng Giám đốc Lữ đang họp thì chúng ta chờ một chút cũng không sao. Giám đốc Đỗ nói một tiếng sẽ chuyển cáo cho Tổng Giám đốc Lữ, sau đó rời khỏi phòng khách. Vương Tử Quân nhìn nhân viên phục vụ bưng nước đến, trong lòng bắt đầu nghĩ về những tư liệu về Tổng Giám đốc Lữ. Người này tên là Lữ Trinh Bình, là một nhân vật lớn trong đời thứ hai của Lữ gia, là phó Tổng Giám đốc công ty đầu tư, đã vận tắc tốt vài dự án, được không ít người coi là thiên tài trong giới đầu tư. Lữ Trinh Bình năm nay hơn 30 tuổi, đã trải qua nhiều năm công tác trong giới đầu tư, hắn rất nhạy cảm với công tác của mình, thường xuyên ra vào vòng xoáy, cũng có năng lực cực mạnh trong công tác giải tỏa phiền toái. Lúc này Lữ Trinh Bình đang ở vào độ tuổi phát triển sự nghiệp, không những được ông cụ trong gia tộc coi trọng, thậm chí còn nắm quyền lợi lớn trong tập đoàn, được rất nhiều người cho rằng hắn sẽ là người đứng đầu Lữ gia vào đời sau. Nếu muốn thành công làm đường cao tốc Sơn La, như vậy Lữ Trinh Bình là một khâu không thể thiếu. Lực ảnh hưởng của người này ở giới đầu tư là rất lớn, có thể nói nếu dùng lực ảnh hưởng của hắn và tập đoàn Huyền Lục, nhất định sẽ thu hút được nhiều người khác kéo đến. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc, sau đó bắt đầu mở miệng trò chuyện vui vẻ với nhóm người Triệu Tranh Giáp và Hào Tử Động. Tuy đám người này có chút buồn bực, thế nhưng nói chuyện với nhau thì thời gian trôi qua nhanh hơn. Một giờ có thể nói là trôi qua rất nhanh, khi thay trà lần hai thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ rưỡi. Lúc này căn bản không thấy bóng dáng của Tổng Giám đốc Lữ Trinh Bình, cũng không thấy vị Giám đốc Đỗ kia xuất hiện. Triệu Tranh Giáp là người tiến cử, lúc này hắn rõ ràng là người sốt ruột nhất, hắn nhìn ra ngoài cửa rồi dùng giọng do dự nói. Bí thư Vương, để tôi liên lạc với Giám đốc Đỗ xem thế nào. Triệu Tranh Giáp nhanh chóng bấm điện thoại, lúc đầu Triệu Tranh Giáp có chút khách khí, sau đó giọng điệu trở nên kinh ngạc. Tổng Giám đốc Lữ đi ra ngoài có việc sao? Tuy không biết đầu dây bên kia nói thế nào nhưng vẻ mặt Chí Kim Đồ và Hào Tử Động đều tỏ ra giận dữ, bọn họ không tính là lãnh đạo đứng đầu một thành phố trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng ít ra cũng là một nhân vật, người khác muốn gặp mặt bọn họ còn phải xếp hàng, như thế nào bây giờ chờ người ta một giờ mà căn bản là không có được cơ hội gặp mặt. Triệu Tranh Giáp nói hai câu thì cúp điện thoại, trong lòng hắn thật sự không chút thoải mái. Nhưng tập đoàn Huyền Lục cũng không phải là thế lực mà tập đoàn Thần Minh có thể đắc tội được. Thế cho nên hắn chỉ có thể áp chế lửa giận vào trong lòng. Triệu Tranh Giáp còn chưa lên tiếng thì Hào Tử Động đã trầm giọng nói. Bí thư Vương, người ta đã không có thành ý hợp tác, chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này. Chỉ Kim Đồ tuy có chút bực mình nhưng vẫn không cam lòng bỏ đi vào lúc này. Nhưng Hào Tử Động đã cho ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng không thể lên tiếng, vì hắn cùng cấp với Hào Tử Động, nếu bây giờ mở miệng chối bỏ ý kiến của đối phương. Tuyệt đối sẽ làm cho Hào Tử Động sinh ra khúc mắc trong lòng. Tuy hai người bọn họ không cùng một thành phố, thế nhưng có câu mây gió thay đổi không ngờ, sự việc chưa đến lúc cuối cùng thì căn bản khó thể nào nói trước được. Dựa theo quy tắc quan trường, nếu có thể không đắc tội người thì không nên đắc tội, nếu đã đắc tội thì phải đánh rắn dập đầu, đánh chết tươi, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Chương 682, anh là dầu, tôi là đèn, tôi đến để làm anh bị thiệt hại. Cuối cùng Chỉ Kim Đồ đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này người chủ sự là Vương Tử Quân, chỉ có bí thư thị ủy La Nam lúc này mới có quyền lên tiếng quyết định tất cả. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Hào Tử Động. Chủ tịch Hào, cũng không nên gấp. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Triệu Tranh Giáp. Giám đốc Triệu, sáng nay chúng ta còn sắp xếp nào khác không? Triệu Tranh Giáp lắc đầu nói. Bí thư Vương, hôm nay chủ yếu là gặp mặt tập đoàn Huyền Lục mà thôi. Vậy làm phiền anh gọi điện thoại hỏi xem đến khi nào thì Tổng Giám đốc Lữ sẽ quay về, nếu như nhanh chóng quay về thì chúng ta không ngại chờ thêm một chút. Tuy Vương Tử Quân nói rất ôn hòa nhưng Triệu Tranh Giáp lại cảm nhận được áp lực, tuy Vương Tử Quân ít nở nụ cười, thế nhưng dù gì hắn cũng là lãnh đạo lớn nhất trong nhóm người. Được, tôi sẽ liên lạc ngay. Triệu Tranh Giáp nói rồi bấm số điện thoại của Giám đốc Đỗ, sau khi nói vài câu thì hắn quay sang Vương Tử Quân lên tiếng. Bí thư Vương, phải một giờ nữa anh ấy mới đi về. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Chỉ Kim Đồ và Hào Tử Động, sau đó hắn khẽ hỏi. Hai vị hôm nay có gì cần xử lý không? Không có chuyện gì cả.
Chỉ Kim Đồ thấy ý kiến của Vương Tử Quân rất phù hợp với suy nghĩ của mình, thế là hắn tranh thủ thời gian nói. Hào Tử Động tuy không tình nguyện chờ thêm, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hắn cũng không được quá bướng bỉnh. Vì thế hắn nhanh chóng lên tiếng phụ họa. Tôi nghe theo Bí Thư Vương. Vương Tử Quân cười cười nói với hai người. Nếu người ta còn cần hơn một giờ nữa mới về, không bằng chúng ta lợi dụng thời gian tổ chức một cuộc họp. Lần này chúng ta đến thành phố Nam Phương với mục đích chủ yếu là kêu gọi nguồn tài chính làm đường cao tốc Sơn La. Triệu Tranh Giáp nhìn Vương Tử Quân hút thuốc rồi chậm rãi lên tiếng mà không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Tuy hắn không biết Bí Thư Vương có phải thật sự trấn tĩnh như vậy hay không, thế nhưng nhìn vào bộ dạng ung dung tự tại của đối phương, rõ ràng rất có tác dụng thu thập nhân tâm. Lời đề nghị tổ chức hội nghị của Vương Tử Quân thật sự rất không tồi, ít nhất cũng có thể hóa giải cảm giác cô quạnh khi phải ngồi đây chờ đợi. Ngay cả Triệu Tranh Giáp là người ngoài cuộc cũng cảm thấy rất có hương vị, thế là không nhịn được nói. Bí Thư Vương, ngài nói trong thời gian 10 năm có thể thu lại được tiền đầu tư làm đường cao tốc sao? 10 năm sẽ thu hồi được thành phẩm. Vương Tử Quân nghĩ đến những trạm thu phí trên đường cao tốc vào đời sau, hắn dùng giọng khẳng định gật đầu nói. Tuyệt đối là có thể. Khi Vương Tử Quân đang lên tiếng thì điện thoại của Triệu Tranh Giáp lại vang lên, Triệu Tranh Giáp nhìn thoáng qua dãy số điện thoại, sau đó nhanh chóng nghe máy. Giám đốc Đỗ, có phải Tổng Giám đốc Lữ đã quay về rồi không? Nhưng câu trả lời trong điện thoại lại làm cho vẻ mặt Triệu Tranh Giáp cực kỳ khó coi, hắn ấp úng hai câu, sau đó quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương Giám đốc Đỗ nói tạm thời có chút thay đổi, Tổng Giám đốc Lữ sẽ về muộn hơn nửa giờ. Tuy biểu hiện của Vương Tử Quân là rất lạnh nhạt nhưng lâu lâu vẫn không nhịn được phải nhìn lên đồng hồ trên tường. Bây giờ là 11 giờ 10, nếu như đợi thêm nửa giờ, như vậy sẽ là 11 giờ 40. Chúng ta cùng chờ. Lúc này Vương Tử Quân cũng không cho đám người Chỉ Kim Đồ cơ hội thương lượng, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Chỉ Kim Đồ và Hào Tử Động cũng hiểu, nếu như không chờ, cũng không biết đến bao giờ mới được gặp người ta. Nhưng dù là như vậy thì hai người bọn họ cũng càng thêm bức bối. Chờ đợi buồn tẻ có đôi khi có lực đả thương con người rất lớn, tuy đồng hồ luôn quay nhưng cảm thấy thời gian luôn trôi qua rất chậm. Ánh mắt Triệu Tranh Giáp thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ, thật sự rất sốt ruột. Tập đoàn Thần Minh bỏ sức ra giúp đỡ chủ yếu là vì muốn làm tốt quan hệ với thành phố Triệu Lô. Lúc này chính mình ra mặt không những làm cho lãnh đạo thành phố Triệu Lô phải chờ đợi, hơn nữa hai vị lãnh đạo hai thành phố khác cũng phải chờ cả buổi sáng, những chuyện này dù nói không phải là do mình, thế nhưng thật sự rất khó chịu. Tuy Triệu Tranh Giáp không dám đắc tội tập đoàn Huyền Lục, thế nhưng trong lòng cũng không quên mở miệng chào hỏi 18 đời nhà đối phương. Nguồn T, U, N, G, H, O, A, N, H, C, O, M. Tuy chờ đợi khổ sở, thế nhưng dưới sự kiên trì của mọi người, kim phút cuối cùng cũng đi đến đúng vị trí. Lúc này điện thoại của Triệu Tranh Giáp chợt vang lên. Alo, Giám đốc Đỗ, Tổng Giám đốc Lữ đã về chưa? Triệu Tranh Giáp bấm nút nghe, sau đó dùng giọng sốt ruột nói với bên kia. Đầu dây bên kia ấp úng nói hai câu, sau đó gương mặt Triệu Tranh Giáp vã đầy mồ hôi. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, vừa rồi người của tập đoàn Huyền Lục gọi điện thoại đến nói, Tổng Giám đốc Lữ Trinh Bình gặp một người quen. Hiện tại đang dùng cơm trưa với người kia. Triệu Tranh Giáp còn chưa nói hết câu dùng cơm trưa thì ngay cả Vương Tử Quân cũng cảm thấy bụng đói kêu rột rột. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, tuy hắn vẫn chẳng thể xác định hôm nay chờ một buổi sáng có phải là do tập đoàn Huyền Lục cố ý hay không, thế nhưng có một điều có thể khẳng định chính là người của tập đoàn Huyền Lục căn bản không coi trọng nhóm người phía mình, nếu không nãy giờ cũng đã có người đến pha trà rót nước rồi. Nhưng lúc này bỏ đi thì đến chiều phải nói thế nào? Hay là đến một công ty khác, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Triệu Tranh Giáp. Anh hỏi Giám đốc Đỗ xem, Tổng Giám đốc Lữ của bọn họ ăn cơm xong có quay về không? Triệu Tranh Giáp thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại trả lời như vậy, thế cho nên hắn ngây người giây lát, sau đó trầm giọng nói ra lời phân phó của Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, Giám đốc Đỗ nói trong thời gian một giờ tới Tổng Giám đốc Lữ sẽ quay về. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì giọng điệu có hơi run rẩy. Một giờ nữa chính là 12 giờ 40, tuy lúc này không phải là quá muộn, thế nhưng đối với nhóm người chờ cả buổi sáng như Vương Tử Quân thì thật sự là phải đàm phán với đối phương với cái bụng đói. Chờ thêm một chút, Vương Tử Quân nhìn kim đồng hồ đang liên tục di chuyển, cuối cùng hắn cho ra một đáp án như vậy.
Sau khi hắn nói xong cũng không trầm mặc ngồi nơi đó, hắn nói với đồng chí Tân. Chí Tân, anh đi xem khách sạn đặc sắc nhất của thành phố Nam Phương ở nơi nào, trưa nay tôi mời mọi người dùng cơm. Lúc này đồng chí Tân cũng thật sự rất tức giận, hắn đã hoàn toàn xem mình là người ở bên cạnh Vương Tử Quân, thế cho nên sẽ sinh ra cảm giác chủ nhục thần cũng nhục theo. Chẳng qua nơi này không phải là thành phố La Nam, bọn họ lại đến tìm người ta kêu gọi đầu tư, lúc này người có tiền là có tất cả, mà kẻ nào có lắm tiền chẳng có tính cách và cái giá cao vời như vậy. Hào Tử Động nghe Vương Tử Quân nói sẽ mời cơm thì trong lòng thầm không cho là đúng. Bọn họ đã đến vị trí hôm nay, căn bản không vì một bữa cơm mà tỏ ra nhiệt tình. Nhưng sự việc này dù sao cũng là ba thành phố liên thủ với nhau, nếu nhìn từ cấp bậc thì lúc này người khổ sở nhất chính là Bí thư Thị ủy Vương Tử Quân, vì đối phương có cấp giám đốc sở, Bí thư thành phố La Nam, là chư hầu một phương ở tỉnh Sơn Nam. Ngay cả Vương Tử Quân cũng vì đầu tư mà phải nén giận. Chính mình là một phó chủ tịch thường vụ thành phố thì tính là gì? Hơn nữa Vương Tử Quân đã nói hôm nay mời khách, đây là tỏ thái độ rõ ràng, bày ra sự tôn trọng với nhóm người bọn họ. Hơn nữa dù Vương Tử Quân không mời khách thì Hào Tử Động và Trì Kim Đồ có thể làm gì được? Đây rõ ràng là tình huống mà ai ai cũng mất mặt, bọn họ sao có thể tiếp tục làm loạn được? Ha ha, Bí thư Vương mời khách thì tôi sẽ mài dao thật sắc để cắt thịt, nhưng tôi phải nói trước. Cơm do Bí thư Vương quản lý, thế nhưng rượu lại là phần của tôi. Hào Tử Động có phản ứng rất nhanh, hắn không chờ Trì Kim Đồ mở miệng mà nhanh chóng ôm việc lên người mình. Trì Kim Đồ càng bức bối hơn cả Hào Tử Động, nhưng lúc này nghe thấy Hào Tử Động mở miệng ôm lấy phần rượu thì cũng khá hậm hực. Hắn cảm thấy uể oải vì mình ra tay quá chậm, thế là tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Tốt quá, sau khi cơm nước no nê, tôi mời các vị uống trà, chúng ta đi nếm thử trà đạo chính tông. Triệu Tranh Giáp thấy Vương Tử Quân chỉ cần nói một câu đã làm cho bầu không khí thêm nhiệt liệt, thế là càng cảm thấy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy không tầm thường. Thầm nghĩ hèn gì Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là bí thư thị ủy, là người làm chủ một phương, loại người như thế này chính là kẻ có tương lai vô hạn trong mắt bố mình. Tuy cơ nghiệp của Triệu Tranh Giáp chủ yếu ở thành phố Nam Phương, thế nhưng biết đâu được sẽ có cơ hội dựa lưng đại nhân vật như thế này. Triệu Tranh Giáp thầm hạ quyết tâm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm nóng bỏng. Hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương, các vị lãnh đạo, các vị cũng đừng cướp việc của tôi. Trước khi đến thì bố tôi đã căn dặn rồi, chúng tôi phải chiêu đãi các vị lãnh đạo cho thật tốt. Hơn nữa tôi đã hứa với bí thư sở, hành trình của các vị ở thành phố Nam Phương sẽ hoàn toàn do tập đoàn Thần Minh phụ trách. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Giám đốc Triệu, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Ai mời cơm mà chẳng như nhau. Đúng rồi, nếu so với chúng tôi thì giám đốc Triệu chính là rồng ở thành phố Nam Phương, anh nên giới thiệu cho chúng tôi những món ngon ở đây, tất nhiên, điều quan trọng nhất là... Vương Tử Quân nói đến đây thì có chút trầm ngâm. Ăn ngon nhưng không quá đắt, cũng đừng làm cho chúng tôi sạt nghiệp. Sau khi nghe câu nói đùa của Vương Tử Quân thì Trì Kim Đồ và Hào Tử Động đều nở nụ cười, bọn họ tất nhiên hiểu rõ không phải là Vương Tử Quân keo kiệt. Chẳng qua đó chỉ là những lời điều tiết bầu không khí mà thôi. Hào Tử Động nghĩ đến cảm giác tức giận của mình vừa rồi, hắn càng cảm thấy mình có chênh lệch lớn với Vương Tử Quân. Vì tìm được chủ đề nên giống như mọi người có hứng thú trò chuyện với nhau, đám người càng nói càng thêm vài phần hưng phấn. Đặc biệt là Hào Tử Động, sau khi bàn luận về những món ngon với Triệu Tranh Giáp, sau đó hắn quay sang nhìn Vương Tử Quân, giống như nhất định phải được ăn những món như vậy. Vương Tử Quân biết rõ đám người nơi đây đang nói lời mua vui với nhau, thế nhưng hắn là lãnh đạo đứng đầu, càng là đầu tàu ở sự kiện này, thế cho nên chỉ cười cười mà không mở miệng. Vì mọi người tỏ ra hào hứng nên thời gian qua mau hơn, khi gần đến 12 giờ thì giám đốc Đỗ đi vào phòng. Đầu tiên hắn bắt tay với Triệu Tranh Giáp, sau đó cười nói. Thật xin lỗi các vị, Tổng Giám đốc Lữ của chúng tôi tạm thời có việc đã làm cho mọi người chờ lâu, kính mong các vị lãnh đạo bao dung tha thứ cho. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười của Giám đốc Đỗ, hắn đứng lên nói. Không có gì, xin hỏi bây giờ Giám đốc Lữ có thời gian rảnh không? Tổng Giám đốc Lữ vừa về, mời các vị theo tôi. Giám đốc Đỗ dùng ánh mắt nặng nề nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Giám đốc Đỗ đi xuyên qua một hành lang gấp khúc, đưa nhóm người Vương Tử Quân đến trước một gian phòng làm việc. Hắn khẽ gõ cửa, sau đó mời nhóm Vương Tử Quân đi vào. Trong phòng làm việc lớn bằng hai gian phòng thường có một người đàn ông hơn 30 tuổi đang tự đắc uống trà, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì cười nói. Thật xin lỗi các vị,
tạm thời có chuyện nên để các vị phải chờ lâu. Nhóm Vương Tử Quân ngồi xuống, Triệu Tranh Giáp tranh thủ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vị này chính là Tổng Giám đốc Lữ Trinh Bình của Tập đoàn Huyền Lục. Triệu Tranh Giáp vốn định giới thiệu Vương Tử Quân cho Lữ Trinh Bình, thế nhưng không biết vì sao, khi hắn thấy Bí thư Vương bình tĩnh ngồi đó thì chợt giới thiệu chức danh theo bản năng. Lữ Trinh Bình tất nhiên hiểu rõ lễ tiết của người trong nước, hắn dù không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt rất có ẩn ý nhìn Triệu Tranh Giáp. Khi Triệu Tranh Giáp giới thiệu một lượt về nhóm người Vương Tử Quân, Lữ Trinh Bình nói. Bí thư Vương, thật sự xấu hổ quá, tôi hôm nay quá bận, vốn muốn hẹn ngài một thời điểm khác thích hợp hơn, không ngờ ngài lại chờ nửa ngày ở đây. Không có vấn đề gì, Tổng Giám đốc Lữ bận rộn chuyện nhân sự, chờ một chút không phải đã biểu hiện thành ý của chúng tôi sao? Vương Tử Quân nở nụ cười lạnh nhạt rồi dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh. Sau nhiều năm nghênh đón khó khăn và chinh chiến thương trường, Lữ Trinh Bình đã rèn cho mình một cặp mắt tinh anh, dù là bất kỳ quan viên nào, chỉ cần gặp mặt thì hắn có thể phỏng đoán được có chuyện gì. Hắn nhìn vị bí thư thị ủy trẻ tuổi trước mặt mình, trong đầu không khỏi lóe lên vài ý nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói. Cá nhân tôi thật sự tán thưởng với tinh thần không đạt mục đích không bỏ qua của bí thư Vương. Nhưng một chuyện với người này lại là chuyện khác với người khác, tập đoàn Huyền Lục chúng tôi xưa nay luôn tuân thủ quy củ nhìn việc đối đãi với người. Tôi rất tán thưởng với thái độ của quý công ty, là giám đốc một xí nghiệp vĩ đại thì tất nhiên sẽ hiểu phương pháp đẩy mạnh doanh nghiệp của mình phát triển, quan trọng nhất là kỹ thuật và nhân tài, sau đó là lý niệm kinh doanh, hoàn thiện chế độ quản lý. Là những thứ mà mọi người đều phải kiên trì cố gắng. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ tay giám đốc Đỗ rồi vừa cười vừa nói. Sau khi hai bên nói vài lời khiêm tốn, Vương Tử Quân lấy ra văn kiện tương quan đến hạng mục xây dựng và nguồn thu của đường cao tốc Sơn La, sau đó bắt đầu trầm giọng nói về hạng mục này. Lữ Trinh Bình lặng lặng lắng nghe lời giới thiệu của Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân giới thiệu xong thì hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, những gì anh giới thiệu thật sự rất tuyệt, tôi không thể không thừa nhận phương án kêu gọi đầu tư của anh làm cho tôi thật sự rất động lòng. Nhưng cũng giống như những gì anh đã nói. Đây chỉ là phương án trên giấy, lúc này chẳng qua chỉ là những lời nói suông. Nếu nói đến phương diện bỏ tiền đầu tư, dù là bản thân tôi hay là các vị lãnh đạo cao tầng của tập đoàn cũng sẽ không cho ra những quyết định hoang đường. Chương 683, trồng cây ngô đồng kéo phượng hoàng đến. Hai mắt lạnh nhạt của Vương Tử Quân chợt híp lại, hắn nhìn Lữ Trinh Bình đang ngồi sau bàn làm việc với bộ dạng chỉ điểm giang sơn, thế là thản nhiên nói. Tổng Giám đốc Lữ, anh cảm thấy hạng mục này rất hoang đường sao? Tôi cảm thấy đầu tư như vậy là rất hoang đường, thật sự chưa từng có tiền lệ trong nước. Loại đầu tư này còn chưa biết có được tiền lời hay không, hơn nữa vị trí của quý thành phố cũng không phải quá lý tưởng. Lữ Trinh Bình nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế. Bí thư Vương, tôi thật sự cảm động với thành ý của ngài, nhưng rất đáng tiếc, chỗ này của tôi cũng không thể giúp được ngài. Thái độ của Lữ Trinh Bình tuy rất khách khí, thế nhưng lời nói của hắn lại có vài phần hương vị muốn tiễn khách. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lữ Trinh Bình, sau đó nhàn nhạt cười nói. Thương lượng không thành cũng không có vấn đề, giám đốc Lữ cũng không cần phải xin lỗi. Khi bắt tay với Lữ Trinh Bình thì Vương Tử Quân dùng giọng kiên định nói. Tổng Giám đốc Lữ, tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại về hạng mục của chúng tôi. Ha ha, nhất định rồi. Lữ Trinh Bình cố ý cười lớn hai tiếng, liên tục đáp lời. Thế nhưng biểu hiện của hắn thật sự không chút thành ý, không lừa được Vương Tử Quân, càng không lừa được Hào Tử Động và Trì Kim Đồ. Hai người Hào Tử Động và Trì Kim Đồ là những nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố Tam Hồ và Triệu Lô, lần này bọn họ chờ đối phương cả nửa buổi, lại xem như dán mặt nóng lên mông lạnh, thật sự cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ở trong địa bàn của bọn họ, dù Lữ Trinh Bình có ba lá gan cũng không dám mở miệng nói lời cứng nhắc như thế. Thị trường kinh tế còn đang trong quá trình phát triển, khi mà thị trường kinh tế còn chưa kiện toàn, xã hội nhân trị dần chuyển về hướng pháp trị. Trong nước có câu thương nhân không đấu quan viên, thử hỏi xem trong bất kỳ thành phố nào có một doanh nghiệp dù là phát triển hàng đầu lại không nghe lời của chính quyền. Dám tùy ý làm bậy để chính quyền mất vui sao? Lữ Trinh Bình cũng không tiễn đám người Vương Tử Quân ra xa, sau khi bắt tay cáo biệt thì quay về phòng làm việc của mình. Người phụ trách tiễn khách là Giám đốc Đỗ. Thế nhưng Giám đốc Đỗ cũng chỉ tiễn bọn họ đến chân cầu thang, sau đó nói lời khách khí hẹn gặp lại rồi đi mất. Bí thư Vương, Lữ Trinh Bình này thật sự là vô lễ quá mức, nếu như anh ta. Hào Tử Động muốn nói hai câu mạnh miệng, thế nhưng nói được một nửa thì dừng lại.
Lúc này hắn chợt ý thức được mình có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề, quan trọng hơn là hắn còn đánh mất cả thân phận của mình. Vương Tử Quân lúc này cũng thu nạp tâm tư của mình, hắn cười nói. Chúng ta đang tìm người đầu tư, người ta tình nguyện đầu tư thì phải có lòng tin vào hạng mục của chúng ta, nếu bọn họ không muốn đầu tư, nói rõ chúng ta còn chưa làm tốt công tác kêu gọi đầu tư. Mọi người xuống lầu, chợt có hai cô gái cười vui vẻ đi đến. Hai cô gái này ăn mặc mát lạnh, hơn nữa lại bừng bừng sức thanh xuân, tuy chỉ có tư sắc hạng trung nhưng lại không khỏi cuốn hút ánh mắt người khác. Hai cô gái thấy nhóm người Vương Tử Quân thì nhìn thoáng qua, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện của mình. Một cô gái mặc váy tím nói. Tiểu Nhu, sáng hôm nay em làm gì vậy? Mình đã gọi anh đẹp trai phòng thiết kế đến, sao cả buổi sáng em không đi ra? Ôi, chị à, chị cũng không phải không biết công tác của em, hôm nay Tổng Giám Đốc Lữ luôn ở trong phòng làm việc, chị nói em làm sao có thể thoát thân được. Chị cũng biết rõ về sự kiện lần trước, cũng vì vài phút không có mặt ở trong phòng làm việc mà em bị tên quỷ họ Đỗ kia bắt được, hắn mắng mỏ rất hung hăng, hơn nữa còn giữ lại nửa tháng lương của em. Cô gái mặc trang phục công sở màu trắng là Tiểu Nhu, nàng vừa nói vừa biểu hiện vẻ mặt rất oán giận. Hi hi, thật sự là làm khổ em, tuy đãi ngộ tốt nhưng lại mất tự do. Cô gái váy tím nói rồi béo lên gương mặt Tiểu Nhu. Nhưng này Tiểu Nhu, chiều nay em nhất định phải cho ra chút thời gian, anh đẹp trai kia nói buổi chiều sẽ đến tìm em. Hi hi, ở đó mà tìm, nếu anh ấy có gan thì đến phòng tổng giám đốc mà tìm. Tiếng cười của hai cô gái cùng tiếng giày cao gót đập lên nền nhà dần đi xa, nhưng lúc này vẻ mặt đám người Vương Tử Quân càng thêm cứng nhắc. Đặc biệt là vẻ mặt Triệu Tranh Giáp càng thêm khó chịu, hắn thật sự không ngờ sự việc lại là như vậy, mình lại bị tên Lữ Trinh Bình kia đùa giỡn như khỉ. Triệu Tranh Giáp là một nhà giàu ở Nam Phương, hắn biết rõ trong tòa nhà này người được gọi là Tổng Giám Đốc Lữ chỉ có Lữ Trinh Bình, mà tên khốn Giám Đốc Đỗ vừa rồi luôn miệng nói Giám Đốc Lữ đã đi ra ngoài. Bây giờ bọn họ từ những lời của hai cô gái trẻ mà biết vừa rồi tất cả đều là người ta bày trò lừa gạt. Ép nhóm người Vương Tử Quân chờ một buổi sáng, bọn họ rốt cuộc có ý gì? Những chuyện này không những xảy ra, thậm chí còn bị nhóm Vương Tử Quân phát hiện được, thế cho nên bọn họ càng cảm thấy khó chịu. Bí thư Vương, tôi đi tìm bọn họ. Triệu Tranh Giáp suy nghĩ giây lát rồi định đi lên lầu. Nhưng Triệu Tranh Giáp đi được hai bước thì bị Vương Tử Quân giữ lại. Vương Tử Quân cũng rất nén giận ở sự kiện này, tập đoàn Huyền Lục các anh không đầu tư cũng không có vấn đề, thế nhưng thái độ của các anh như vậy thật sự làm tổn hại đến hình tượng của xí nghiệp. Vương Tử Quân nhanh chóng áp chế cơn giận của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi kéo tay Triệu Tranh Giáp nói. Tổng Giám Đốc Triệu, vì chuyện này và loại người này thì căn bản không đáng cho chúng ta tức giận, chúng ta đi ăn cơm thôi. Khoảnh khắc khi Triệu Tranh Giáp bị Vương Tử Quân giữ lại thì chợt giật mình bình tĩnh. Hắn không đắc tội được Lữ Trinh Bình, không chỉ là hắn mà cha hắn cũng không thể nào đắc tội Lữ Trinh Bình. Nếu chính mình gây náo loạn với Lữ Trinh Bình, chỉ sợ sau này sẽ chẳng có gì tốt đẹp với sự phát triển của tập đoàn nhà mình. Triệu Tranh Giáp nghĩ đến hậu quả mà chợt trở nên ảm đạm, hắn nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu có chút mềm yếu. Bí thư Vương, chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy sao? Người ta không thích hợp tác, chẳng lẽ còn ép bọn họ phải uống nước của chúng ta sao? Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên nói. Chúng ta trễ nãi một buổi sáng nhưng lại thấy rõ tập đoàn Huyền Lục là dạng gì, điều này thật sự còn quan trọng hơn cả tình huống chúng ta tranh thủ được tài chính từ trong tay bọn họ. Thật ra thì Vương Tử Quân cũng không bình tĩnh như những gì mình đang biểu hiện, hắn cũng không hề tức giận với tập đoàn Huyền Lục, hắn chỉ tức giận vì thái độ của Lữ Trinh Bình. Anh không hợp tác là chuyện của anh, thế nhưng phương thức của anh lại thật sự quá mức. Nhưng Vương Tử Quân chỉ có thể giấu cơn giận của mình trong lòng. Hắn là một lãnh đạo, càng như vậy hắn càng tỉnh táo, càng không thể làm loạn trận tuyến. Khi nhóm Vương Tử Quân lên xe, Lữ Trinh Bình đóng cửa sổ lại, hắn đứng bên cạnh cửa sổ thở dài một hơi, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình. Lữ Trinh Bình lật qua tư liệu mà Vương Tử Quân để lại, trong miệng thì thào. Thật sự là một hạng mục làm cho người ta động tâm. Lữ Trinh Bình thầm nói, sau đó ngón tay cũng không dừng lại, hắn nhấn một dãy số. Hành động cực kỳ nhanh gọn, nước chảy mây trôi. Chương 684, mùi rượu cũng sợ hẻm sâu. Lữ Trinh Bình đã chinh chiến nhiều năm, đã sớm trở thành một con người ẩn giấu, thế nhưng sau khi nhận được điện thoại của Tào Chân thì hắn không khỏi cảm thấy vui mừng sung sướng, thậm chí muốn nhảy dựng cả lên. Hắn nghĩ đến ánh mắt của đối phương ở đầu dây điện thoại bên kia,
thế là trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn cẩn thận hỏi thăm. Chào anh, tôi là Lữ Trinh Bình. Tổng giám đốc Lữ đã ăn cơm chưa? Giọng nói của Tào Chân rất dịu dàng, chỉ là một câu thăm hỏi ân cần lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Lữ Trinh Bình không khỏi suy nghĩ miên man, hắn tranh thủ thời gian nói. Cảm ơn Nguyễn phu nhân quan tâm, tôi đã ăn rồi. Hai người hàn huyên hai câu, Lữ Trinh Bình chợt trầm giọng nói. Nguyễn phu nhân, Vương Tử Quân thành phố La Nam đã đến, tôi đã từ chối bọn họ. À, tôi biết rồi. Tào Chân từ chối cho ý kiến, nàng trầm mặc một lúc rồi dùng giọng chân thật nói. Tôi cảm thấy hạng mục này rất tốt, tuy nhìn qua có vẻ nguy hiểm, thế nhưng thực tế lại là một vụ đầu tư sinh lợi. Tào Chân không nói thêm điều gì cũng không tắt điện thoại. Lữ Trinh Bình hiểu vì sao Tào Chân giữ im lặng, hắn chủ động mở miệng nói. Nguyễn phu nhân cứ yên tâm, dựa vào danh tiếng của tập đoàn Huyền Lục, nếu chúng tôi đã từ chối hạng mục này, bọn họ rất khó tìm được người nào khác để hợp tác. Tôi tin tưởng năng lượng của Tổng Giám đốc Triệu, ngoài thực lực đầu tư của tập đoàn Huyền Lục, tôi còn tin vào lực ảnh hưởng của cá nhân Tổng Giám đốc Lữ, ngài chính là một nhân tài của giới đầu tư. Tào Chân lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu dịu dàng vang lên bên tai Lữ Trinh Bình. Lữ Trinh Bình nghe được âm thanh này mà vẻ mặt có chút hoảng hốt, tâm tình chợt có chút buồn bực. Đây là một phu vật, có dung mạo xinh đẹp, hai mắt cực kỳ thông minh, dáng người quyến rũ, cá tính thẳng thắn, khí tức ung dung, hơn nữa lại trang nhã gạn đục khơi trong. Trong mắt Lữ Trinh Bình thì nàng là một công chúa kiêu ngạo, là một người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào gặp mặt cũng đem lòng yêu thương. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lữ Trinh Bình rồi chợt biến mất, hắn là nhân tài của giới đầu tư, hắn biết rõ lực lượng của đối phương, không phải là hắn có thể làm dung chuyển được. Lữ Trinh Bình sở dĩ từ chối hạng mục mê người của nhóm Vương Tử Quân không phải là vì người đứng sau lưng người phụ nữ này sao? Nếu hắn chọc giận nàng, như vậy những khoản đầu tư gần đây của hắn sẽ tan thành mây khói. Cảm ơn Nguyễn phu nhân đã khích lệ, cống hiến hết sức lực vì Nguyễn phu nhân chính là vinh hạnh lớn lao của bản thân tôi. Lữ Trinh Bình dùng giọng cực kỳ chân thành nói. Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, sau đó sẵn giọng. Lữ tiên sinh, anh làm như vậy cũng không phải cống hiến sức lực cho tôi, anh làm là vì Trấn Nhạc, vì mục tiêu chung của chúng ta. Tôi chưa từng căm thù Vương Tử Quân, ngược lại tôi còn rất tán thưởng anh ta, đây là một nhân tài có khả năng và có những ý nghĩ cực kỳ tân tiến. Lữ Trinh Bình thấy Tào Chân có thể nói ra những lời như vậy, hắn thật sự cảm thấy giật mình và có chút ghen ghét. Hắn thật sự ghen ghét Vương Tử Quân theo bản năng, lại sinh xúc động hận không thể ép chết đối phương. Chỉ là tỉnh Sơn Nam không lớn, không thể nào chứa hai hổ. Người phụ nữ kia nói đến đây thì căn bản không nói gì thêm. Vẻ mặt Lữ Trinh Bình trở nên cổ quái, hắn không ngờ người phụ nữ làm cho mình sùng bái lại nói ra những lời như vậy. Lữ Trinh Bình định nói thêm vài lời thì điện thoại cúp máy, khi nghe những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, hắn thật sự có chút hối hận. Hắn từng tiếp xúc qua với Nguyễn Trấn Nhạc, hắn biết rõ sự hùng mạnh của đối phương. Lúc này nghe giọng điệu của Tào Chân, giống như coi Vương Tử Quân là đối thủ chính trị của Nguyễn Trấn Nhạc. Lúc này hắn mới thật sự kinh hãi, lúc này hắn mới ý thức được Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh kia là tồn tại thế nào. Vương Tử Quân là một đối thủ hùng mạnh của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng Lữ Trinh Bình lại đắc tội với người như vậy. Sự việc đã đến nước này, chính Lữ Trinh Bình chỉ có một con đường để đi. Hắn chợt nhặt tư liệu trên bàn lên, sau đó lẩm bẩm. Phương diện khác tôi không bằng anh. Nhưng ở khối đầu tư, tôi không tin anh có thể hơn được tôi. Sau khi đi ra khỏi tập đoàn Huyền Lục, những người trước đó đã có hẹn chợt cho ra một kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán. Tập đoàn Chính Ngân thông báo hủy cuộc hẹn, chính Vương Tử Quân thông qua bố con Triệu ra để tìm vài công ty đầu tư nhỏ và chung cũng tỏ ra không quan tâm đến hạng mục của bọn họ. Bí thư Vương, Trần Tiến Đông của công ty Đạt Đông vốn hẹn hội đàm vào trưa hôm nay, nhưng anh ta vừa gọi điện thoại đến nói rằng mình bị cảm, phải nằm viện điều trị. Đồng chí Tân đứng bên cạnh khẽ lên tiếng với Vương Tử Quân. Hào Tử Động không chờ Vương Tử Quân trả lời mà dùng giọng kích động nói. Bí thư Vương, trước khi đến chúng tôi đã liên lạc tốt với công ty Chiếu Điền, giám đốc của bọn họ nói rất tốt, sẽ tự mình đến gặp chúng ta. Không ngờ lúc này lại phát sinh biến cố, nói là công ty có một nghiệp vụ lớn cần giải quyết, giám đốc công ty phải bay sang châu Âu, căn bản không đến đây hội đàm được. Hàng loạt tin tức chợt xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Những tin này phần lớn đều là xấu, không những đám người kia khước từ không đến hội đàm, dù là những người đi đến cũng căn bản là dễ thương lượng thông qua.
Vương Tử Quân nghe những lời báo cáo như vậy mà không khỏi chau mày, hắn không nói một lời. Đồng chí Tân biết rõ tình cảnh khó xử của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, đối với hắn thì Vương Tử Quân chính là một vua sư tử, hắn chưa từng thấy một vị vua như Vương Tử Quân lại trở nên trầm trọng như vậy. Đồng chí Tân nghĩ đến đây mà không khỏi đưa mắt nhìn Triệu Tranh Giáp, dù sao bọn họ chỉ là những người từ bên ngoài đến, nếu muốn biết được tin tức thì phải nghe Triệu Tranh Giáp. Triệu Tranh Giáp tỏ ra cực kỳ bi thương, hắn không ngờ sẽ có kết quả như vậy, sớm biết như thế hắn sẽ không làm cầu mối đưa Vương Tử Quân đến gặp người của tập đoàn Huyền Lục. Trước đó hắn rất mong chờ Vương Tử Quân và tập đoàn Huyền Lục có thể vui vẻ với nhau, không ngờ kết quả là hoàn toàn thất bại, thế là hắn không khỏi sinh ra cảm giác xin lỗi bạn bè của mình. Chẳng qua lúc này sự việc đã như ván đóng thuyền, tình hình trước mắt là như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Hai ngày nay Triệu Tranh Giáp thật sự rất sợ hãi khi gặp Vương Tử Quân, hơn nữa Vương Tử Quân càng tươi cười thì hắn càng cảm thấy hổ thẹn, hắn cảm thấy tập đoàn thần minh của mình căn bản không thể làm gì hơn trong sự kiện lần này. Tuy có lý do không thể trách được tập đoàn thần minh, thế nhưng dù sao thì Triệu Tranh Giáp cũng cảm thấy không thoải mái. Triệu Tranh Giáp nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói. Bí thư Vương, hôm qua tôi đã tìm được một người bạn cũ, anh ấy có nói ra một vài nguyên nhân. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì có chút chần chờ, sau đó hắn ngậm miệng lại. Hắn thật sự không muốn nói ra những nguyên nhân mà người bạn mình tiết lộ trước đó. Giám đốc Triệu, chúng ta đều là bạn bè, có gì thì anh cứ nói thẳng. Chỉ khi chúng ta nắm quyền chủ động, như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, mới thoát khỏi tình huống khó khăn vào lúc này. Vương Tử Quân nở nụ cười với Triệu Tranh Giáp rồi dùng giọng ôn hòa nói. Giọng nói trầm ổn của Vương Tử Quân giống như một liều thuốc an thần có thể ổn định cảm xúc của mọi người. Triệu Tranh Giáp có chút do dự, cuối cùng hắn cũng lấy dũng khí nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói hôm qua Lữ Trinh Bình đứng ở trường hợp công khai tuyên bố, nói rằng hạng mục đường cao tốc Sơn La chỉ là lấy danh nghĩa, chính là một hạng mục tay không bắt sói, chỉ dựa vào một vài tờ giấy mà muốn làm ra thành tích. Nếu như đầu tư vào chỉ sợ rằng sẽ chuốc lấy kết quả thảm hại, mất vốn quay về. Lữ Trinh Bình thật sự quá đáng, chúng ta bỏ ra nửa ngày chờ đợi, kết quả không giải quyết được gì. Loại người thế này thật sự không ra thể thống gì, chúng ta có lòng nhưng rõ ràng đối phương lại muốn chơi xỏ. Bí thư Vương, dứt khoát tố cáo hắn ta tội danh phỉ báng mới được. Hào Tử Động đã thật sự rất tức giận, hắn vỗ tay xuống bàn lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý cho Hào Tử Động ngồi xuống, sau đó hắn đưa mắt nhìn Triệu Tranh Giáp nói. Còn có gì khác nữa không? Cũng có nhiều phiên bản khác nhau, thế nhưng căn bản là nội dung như vậy. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì có chút do dự. Bí thư Vương, tôi còn có vài người bạn ở thành phố Ma Đô cũng làm đầu tư, nếu không chúng ta đến đó xem thế nào. Vương Tử Quân lắc đầu với phương án đổi địa phương, hắn biết rõ tuy thành phố Nam Phương cách Ma Đô vài trăm km. Thế nhưng đối với những công ty đầu tư thì khoảng cách không gian căn bản không là gì. Chỉ cần một cuộc điện thoại, thậm chí nhiều công ty còn có văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh thành, bọn họ có mối liên hệ với nhau rất rõ ràng, nếu như mình rời khỏi thành phố Nam Phương, như vậy sẽ càng làm cho lời đồn đoán của đối phương có thêm sức thuyết phục. Tôi hiểu rõ ý tốt của Giám đốc Triệu, nhưng tôi đã đến đây, cũng không đơn giản bỏ đi như vậy. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, sau đó hắn trầm giọng hỏi. Các vị cùng theo tôi đến đây, các vị có quan điểm gì với đường cao tốc Sơn La? Nói thật, các vị có thấy đầu tư thế này là thâm hụt hay không? Chỉ Kim Đồ híp mắt trầm ngâm giây lát, sau đó hắn là người đầu tiên mở miệng. Bí thư Vương, nếu đường cao tốc Sơn La đi vào sử dụng, dòng xe cộ sẽ không phải là nhỏ, tương đương với số tiền thu vào tăng tiến không ngừng, vì vậy đầu tư xây dựng sẽ không lỗ vốn. Hà Đông Kỳ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn đứng lên nói. Tôi cũng không quá tinh thông ở phương diện đầu tư, nhưng tôi thấy nó sẽ không lỗ vốn. Sau khi nghe câu trả lời của hai người Chí Kim Đồ và Hà Khởi Duệ, Vương Tử Quân cũng lộ ra nụ cười, hắn mở hợp đồng ra trên bàn rồi nói tiếp. Nếu tất cả mọi người cảm thấy hạng mục này có thể sinh lợi, vì sao công ty đầu tư lại quyết tâm làm con mãnh thú cản đường? Không những chẳng hợp tác còn cố ý cho ra những thông tin thất thiệt ép chúng ta phải lui binh. Có một số người muốn quấy rối. Đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi, tôi cảm thấy quan trọng nhất chính là những nhà đầu tư kia căn bản còn chưa biết về hạng mục của chúng ta. Trước mặt thương gia không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Tôi tin tưởng nếu như bọn họ hiểu về hạng mục này, tình huống sẽ tuyệt đối không phải là như vậy.
Vương Tử Quân dùng giọng son sắt nói. Bí thư Vương, bây giờ bọn họ căn bản không muốn gặp mặt chúng ta, như vậy chúng ta sao có thể tuyên truyền hạng mục đường cao tốc Sơn La ra ngoài bây giờ? Hào Tử Động có chút do dự, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, dưới tình huống không có đối sách nào phù hợp thì Bí thư Vương trở thành chỗ dựa duy nhất của mọi người. Nếu không thì tôi sẽ liên lạc với chính quyền thành phố Nam Phương, tôi có một người đồng hương làm phó thư ký trưởng ở thành phố Nam Phương, tôi cảm thấy nhờ anh ấy mở một hội nghị về hạng mục đường cao tốc Sơn La cũng không là vấn đề. Chỉ Kim Đồ trần trừ một chút, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Cầu viện thành phố Nam Phương cũng là một biện pháp, nhưng phương pháp dùng quyền ép người này chỉ sợ không cho ra kết quả tốt. Khi đó không những không thu được đầu tư, thậm chí còn làm cho không ít người sinh ra cảm giác đối lập. Khi chưa đến giai đoạn đập nồi bán sắt cuối cùng thì Vương Tử Quân sẽ vẫn tử chiến đến cùng. Bí thư Vương, nếu như không còn đối sách nào khác, cũng chỉ có thể thử như vậy một lần mà thôi. Hà Khởi Duệ có chút do dự, hắn lớn tiếng nói. Hà Khởi Duệ là người thân cận nhất với Vương Tử Quân trong đám người lần đến thành phố Nam Phương, lúc này hắn tiếp nhận lời đề nghị của Chí Kim Đồ, xem như giải vây cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý của Hà Khởi Duệ, những người khác cũng hiểu rõ ràng, thế nhưng không ai nói lời nào, tất cả chờ Vương Tử Quân tỏ thái độ. Vương Tử Quân suy nghĩ một lát rồi dùng giọng ôn hòa xin miễn. Dưa hái xanh không ngọt, nếu chúng ta dùng thủ đoạn cứng rắn thì chỉ sợ sẽ làm cho đối phương phản cảm. Vương Tử Quân nói làm cho bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng, đúng lúc này Triệu Tranh Giáp chợt nói. Bí thư Vương, ngày mai là lễ mừng sinh nhật lần thứ 20 của tiểu thư giám đốc Quan Lục Phát tập đoàn Chính Ngân, đến lúc đó phần lớn danh nhân giới đầu tư đều đến tham gia. Triệu Tranh Giáp nói đến đây thì cũng không nói tiếp, rõ ràng hắn cũng thấy lời đề nghị này của mình là căn bản không thực hiện được. Nhưng sau khi hắn mở miệng thì hai mắt Vương Tử Quân chợt phát sáng. Dù cơ hội này nhìn qua có vẻ hoang đường, thế nhưng nếu so sánh với tình huống nhờ chính quyền thành phố Nam Phương ra mặt thì có cách biệt rất lớn. Nếu như có thể mượn cơ hội này để đưa đường cao tốc Sơn La ra ngoài, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với phương án nào khác. Chẳng qua nguy hiểm và kỳ ngộ luôn tồn tại, thời cơ này không những rất nhỏ, lại yêu cầu người nắm bắt nó phải có tố chất cao, không những giới thiệu rõ ràng, càng phải là người có thể để lại ấn tượng khắc sâu với người khác. Dù có vẻ giống như cướp đi hào quang bữa tiệc sinh nhật của người ta, nhưng vì đường cao tốc của ba thành phố có thể nhanh chóng được xây dựng, chúng ta cũng không quan tâm đến những vấn đề này. Vương Tử Quân vỗ tay lên bàn rồi dùng giọng kiên định nói. Ánh mắt mặt trời trở nên dịu nhẹ vào buổi chiều chính là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Đối với đa số mọi người, chiều tà thường đại biểu cho thời điểm về nhà dùng cơm với vợ con, sau đó trải qua những cảm giác liên miên bất tận. Nhưng đối với một số người thì lúc này chỉ là bắt đầu. Tổng Giám đốc, Lý Mạc Chí dùng ánh mắt cung kính nhìn người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc đang được ánh mặt trời chiều tà chiếu lên người bùng ra những hào quang vô hạn. Hắn là một người học tập ở nước ngoài về nước làm việc, tất nhiên hắn sẽ là một kẻ có chí hướng cao xa. Tuy rất nhiều người rơi vào tình huống chí lớn tài mọn, thế nhưng Lý Mạc Chí không phải nằm trong số đó. Trong mắt mọi người thì hắn là một tiểu tử đẹp trai giỏi giang, có tư cách để kiêu ngạo. Thế nhưng sau khi đến công tác ở đây thì tất cả góc cạnh của hắn đã bị mài phẳng. Chương 685, một rút dao chém xuống nước, rút củi đáy nồi. Nếu bỏ qua thói quen độc hành, cậy tài khinh người của Lý Mạc Chí, chỉ cần nhìn vào năng lực công tác của hắn, có thể thấy người thanh niên điển trai này là như thế nào. Hắn có bằng tiến sĩ kinh tế học, tốt nghiệp đại học nước ngoài, phó tổng giám đốc một xí nghiệp, hào quang trên đầu thật sự là chói mắt. Lý Mạc Chí cố gắng đóng gói chính mình, cố gắng không quan tâm đến những gì mình trải qua trước kia. Dù thời đại học hắn từng có nhiều khổ sở, bán hàng vỉa hè, làm thêm ngoài giờ, thậm chí đã từng là người dọn vệ sinh ký túc xá, thế nhưng bây giờ tất cả đã qua rồi. Lý Mạc Chí không muốn nhớ lại những thứ làm cho mình khó khăn năm xưa, hắn thậm chí hận nhất câu nói cực khổ là tài phú khó có được của con người. Hắn cảm thấy đám người mở miệng nói như vậy phần lớn đều là dối trá, lại hèn hạ. Thử hỏi xem có ai không thích được hưởng thụ cuộc sống thoải mái an nhàn, có ai muốn chính bản thân mình khổ sở lăn lộn giữa dòng đời. Lý Mạc Chí hy vọng chính mình sống một cách thực chất, cũng không muốn để cho người ta nhìn thấu mình. Hắn là người lăn lộn trong giới kinh doanh, bất kỳ lúc nào hắn cũng ảo tưởng mình có thể phát tài, ảo tưởng một ngày mình có thể lọt vào bảng xếp hạng của Forbes. Hắn mong sao đối thủ nhìn qua thấy mình giống như trong sương mù,
thế nhưng chính hắn lại có thể nhìn thấu tất cả, dù là loại người nào cũng có thể nhìn thấu. Giám đốc Lý, hiệp nghị của chúng ta và tập đoàn Huyền Lục đã được bàn bạc thế nào rồi? Tần Hồng Cẩm cúi đầu lật sách rồi khẽ hỏi. Lý Mạc Chí tỏ ra đắc ý. Đã đàm phán rất tốt, bọn họ cần kỹ thuật của chúng ta, vì vậy cho ra không gian nhượng bộ rất lớn ở hạng mục này. Lý Mạc Chí còn định tiếp tục báo cáo thì Tần Hồng Cẩm trực tiếp khoát tay gọi ngừng. Ngừng nó lại. Ngừng lại, sao có thể được, đây chính là hạng mục mà mình trăm phương ngàn kế to gan lớn mật để thúc đẩy. Hơn nữa Lữ Trinh Bình là người đứng ra đàm phán cũng là bạn học năm xưa của mình ở nước ngoài. Tuy Lữ Trinh Bình không nói rõ, thế nhưng Lý Mạc Chí có thể nhìn rõ người này đang ở trong vòng xoáy tranh giành vị trí ở trong gia tộc, đối phương rất cần chuyện hợp tác lần này. Hạng mục thành công sẽ tạo ra ưu thế cho Lữ Trinh Bình có thể đứng vững, nếu hợp tác không thành, thật sự là tai họa ngập đầu đối với tên họ Lữ này. Tổng Giám đốc, nếu như hủy bỏ hiệp nghị này, hàng năm công ty chúng ta sẽ mất đi một nguồn thu. Lý Mạc Chí trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định khuyên Tần Hồng Cẩm, dù sao thì chuyện này cũng có tổn thất với công ty của mình. Những thứ này anh không cần quan tâm, chỉ cần chấp hành là được. Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Mạc Chí, sau đó lạnh giọng nói. Lý Mạc Chí nhìn vẻ mặt rét lạnh của Tần Hồng Cẩm, hắn không dám tiếp tục mở lời khuyên. Nếu như chọc giận Tổng Giám Đốc, chỉ sợ hậu quả là cực kỳ khó thể chịu đựng được. Những năm nay tập đoàn Quân Thành liên tục phát triển, đặc biệt sau khi phát triển hệ điều hành, trở thành một trong những công ty chế tác phần mềm lớn trên thế giới. Riêng phần tiền đến từ phương diện này cũng đã không biết là bao nhiêu, đừng nói là tập đoàn còn có một hệ thống bán lẻ được thúc đẩy bởi nguồn tài chính cực kỳ hùng mạnh. Lúc này tập đoàn Quân Thành rõ ràng đã là một hình mẫu làm ăn kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Vâng, Lý Mạc Chí tuy có chút giao tình với Lữ Trinh Bình, thế nhưng hắn cũng không vì nó mà chọc giận Tần Hồng Cẩm, càng không dám nói đùa vì công tác khó khăn mà mình đang nắm lúc hiện tại. Lý Mạc Chí báo cáo vài công tác cho Tần Hồng Cẩm, sau đó hắn chợt phát hiện Tần Hồng Cẩm có chút không tập trung. Hắn là người có chỉ số thông minh cao vời, nào không biết rõ hôm nay Tổng Giám Đốc của mình không có trạng thái tốt, rõ ràng không phải là thời gian thích hợp để báo cáo công tác. Giám đốc Lý, anh quay lại đây. Khi Lý Mạc Chí đang định rời đi thì chợt nghe thấy Tần Hồng Cẩm lên tiếng. Khi nghe thấy âm thanh của Tần Hồng Cẩm, hắn cho rằng Tần Hồng Cẩm đã thay đổi ý nghĩ, thế là nhanh chóng nói. Tổng Giám Đốc, ngài còn gì cần phân phó sao? Là thế này, anh xem chúng ta còn có hợp tác gì với tập đoàn Huyền Lục hay không? Nếu có thì nhanh chóng hủy bỏ, đồng thời bán đi tất cả cổ phiếu của tập đoàn Huyền Lục mà chúng ta đang nắm trong tay ra ngoài. Tần Hồng Cẩm đứng lên ghế rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Cái gì, đình chỉ toàn bộ hợp tác, bán tháo cổ phần. Lý Mạc Chí tất nhiên là người có ý chí mạnh mẽ, thế nhưng lúc này không khỏi cảm thấy rung động vì quyết định của Tần Hồng Cẩm. Nhưng hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì, rõ ràng là tập đoàn Quân Thành quyết định khiêu chiến với tập đoàn Huyền Lục. Nếu nói người khác cảm thấy lo lắng vì khiêu chiến với tập đoàn Huyền Lục thì tập đoàn Quân Thành lại chẳng có vấn đề. Tập đoàn Quân Thành đã là một công ty phần mềm máy tính của thế giới, những tài phú mà tập đoàn Quân Thành kiếm được trong những năm qua tuyệt đối khủng bố hơn rất nhiều so với tập đoàn Huyền Lục. Anh đi đi, cứ làm như vậy cho tôi. Tất cả nghi vấn của Lý Mạc Chí nhanh chóng tan biến sau khi Tần Hồng Cẩm nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không khỏi đổ mồ hôi cho bạn học cũ Lữ Trinh Bình. Thầm nghĩ, anh Lữ ơi là anh Lữ, đáng chết thì sẽ chết. Có thể tránh được kiếp này hay không phải xem vào vận mệnh của anh. Lý Mạc Chí tuy có kết giao tình cảm với Lữ Trinh Bình, thế nhưng công tác là công tác và tình cảm là tình cảm. Hắn là người gần đây phân biệt rạch ròi giữa công tác và tình cảm, thế cho nên cũng không vì chút kết giao với Lữ Trinh Bình mà đánh vỡ chén cơm của mình. Xem ra mình nên xử lý quan hệ với Lữ Trinh Bình. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lý Mạc Chí nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm nhìn mặt trời lặn mà hai mắt không ngừng chớp động, lúc này trong mắt nàng mặt trời lặn xuống không còn là mặt trời nữa, mà là hình bóng của một người đàn ông. Đối với nàng, mỗi khi nàng nghĩ đến người đàn ông mà mình yêu thương thì trong lòng thật sự mất đi bình tĩnh, không được tự nhiên. Anh đến kêu gọi đầu tư, sao không tìm em? Tuy trong miệng oán trách nhưng Tần Hồng Cẩm vẫn hiểu rõ, Vương Tử Quân sở dĩ không tìm mình, chính là vì cuộc sống sau này của bọn họ. Khi vị trí của Vương Tử Quân ngày càng cao thì càng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Mỗi lần vị trí của Vương Tử Quân thay đổi cũng làm cho rất nhiều thế lực chú ý,
vấn đề kinh tế lại càng là thứ mà người ta quan tâm xít sao nhất. Chương 685-2, rút dao chém xuống nước, rút củi đáy nồi. Tần Hồng Cẩm và Vương Tử Quân có quan hệ thân mật với nhau, bây giờ nếu lại có liên hệ ở phương diện kinh tế, sẽ bị người ta nắm lấy đằng chui, không thể không phát sinh vấn đề. Tần Hồng Cẩm tuy rất lý trí nhưng vẫn nhấc điện thoại lên, căn cứ vào những gì nàng biết, lúc này công tác kêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân căn bản đã bị Lữ Trinh Bình phá hoại sạch sẽ. Nàng cũng không muốn người đàn ông mình yêu phải ảm đạm rời khỏi nơi này, nàng quyết định trợ giúp hắn. Chào Giám đốc Triệu, tôi là Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm đặt điện thoại xuống, nàng thở dài một hơi, ngày mai những công ty mà nàng đã liên lạc sẽ đi về phía hạng mục của Vương Tử Quân. Khóe miệng Tần Hồng Cẩm lộ ra nụ cười, thế là nàng vô tình nhìn ra cửa sổ, chợt thấy màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường đã bừng sáng. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Trong đầu Tần Hồng Cẩm lóe lên ý nghĩ như vậy, nàng cầm lấy túi sách của mình, sau đó đi xuống bậc cầu thang. Tuy hôm nay người cho ra lời mời với nàng thật sự có độ nặng rất lớn, thế nhưng nàng không muốn đi, nếu lãng phí công sức và thời gian ở phương diện xã giao, không bằng nàng đến chơi với Tiểu Điềm Đậu. Khi đèn đường bừng sáng, Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ cũng đang cùng nhau đi đến khách sạn Nam Tường ở phía tây thành phố Nam Phương. Trì Kim Đồ nhìn tòa khách sạn 5 sao 5 tầng ở bên ngoài, hắn dùng giọng cảm khái nói. Bí thư Vương, không biết tỉnh Sơn Nam chúng ta bao giờ mới có được kiến trúc như vậy? Ánh mắt của Vương Tử Quân lại rơi vào hàng xe ở bên ngoài khách sạn, tuy vì ban đêm nên không thể nhìn quá xa, thế nhưng nhãn hiệu của những chiếc xe cũng làm cho người ta rất động tâm. Bí thư Vương, Chủ tịch Trì, mời hai người đi bên này. Triệu Tranh Giáp nhanh chóng từ trong bãi đỗ xe đi ra, lần này vì phục vụ tốt cho hai vị lãnh đạo, mà hắn chủ động làm lái xe. Vương Tử Quân cười cười nói với Triệu Tranh Giáp. Tổng Giám đốc Triệu, lúc này làm phiền anh rồi. Bí thư Vương, ngài nói như vậy là quá khách khí rồi, nói thật, có thể phục vụ Bí thư Vương là vinh hạnh của tôi. Triệu Tranh Giáp lấy từ trong túi áo ra một thiếp mời, sau đó khẽ đưa cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, một thiếp mời chỉ có thể đi vào hai người, tôi ở bên ngoài chờ tin tốt của hai người. Tốt, chờ chúng tôi chiến thắng quay về sẽ mời rượu anh. Vương Tử Quân vỗ vai Triệu Tranh Giáp, sau đó cười nói. Nhất định rồi. Triệu Tranh Giáp nhìn nụ cười của Triệu Tranh Giáp, hắn lớn tiếng nói. Triệu Tranh Giáp nhìn hai người Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ đi về phía khách sạn, hắn chợt tỏ ra cực kỳ căng thẳng, nếu nói ra thì việc này căn bản không chút liên quan đến hắn. Thế nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm đến sự thành bại của nó. Mình làm sao vậy? Triệu Tranh Giáp sờ lên mặt mình rồi thầm nói một tiếng, nhưng sau đó ánh mắt lại rời lên người Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ đang đi vào khách sạn. Nhất định phải thành công. Triệu Tranh Giáp tiếp tục thì thầm với chính mình, sau đó hắn chợt cảm thấy trái tim của mình gia tốc. Khách sạn 5 sao tất nhiên sẽ cực kỳ xa hoa không giống như bình thường, hơn nữa người tổ chức bữa tiệc hôm nay càng bỏ ra nhiều tâm trí sắp xếp. Thế cho nên khi Trì Kim Đồ nhìn thấy không gian bên trong giống như những gì trước kia mình chỉ được thấy trên TV, một người là phó chủ tịch thường vụ thành phố như hắn cũng thật sự cảm thấy bối rối tay chân. Trong khách sạn có từng nhóm nam nữ đang top 5 top 3 khẽ trò chuyện với nhau, số nam thanh nữ tú trong số đó lại càng cố gắng biểu hiện, càng có vẻ rực rỡ chói mắt. Khi Trì Kim Đồ đi vào cửa, một người đẹp chợt đi đến, hắn nhìn cô nàng mà chợt cảm thấy có chút quen mắt. Ai thế này? Khi đầu óc Trì Kim Đồ đang xoay chuyển, hắn chợt nhớ đến nữ nhân vật chính trong bộ phim mà những ngày qua vợ mình hay xem. Theo những lời mà vợ đã nói, đây là bộ phim truyền hình có rất nhiều người xem, hơn nữa con gái còn nói có nhiều người bạn học vì nữ diễn viên này mà điên đảo tâm thần. Đám người hâm mộ không biết vì sao biết được nữ nhân vật chính này đi qua tỉnh Sơn Nam, thế là có nhiều bạn học của con gái trộm nhà vài trăm đồng chạy đến sân bay, chỉ mong được thấy mặt một lần. Hôm nay không ngờ có thể gặp được nữ diễn viên này ở nơi đây, khi Trì Kim Đồ đang cảm thấy có chút kích động thì phát hiện lại có một bóng dáng quen thuộc đi đến. Ngôi sao, danh nhân, Trì Kim Đồ nhìn đám khách bên trong mà cảm thấy giống như có chút chết lặng, nhưng đám người nổi tiếng trên truyền hình kia đến tham gia bữa tiệc hôm nay chẳng qua chỉ là góp vui mà thôi. Đám nữ diễn viên xinh đẹp làm cho hai mắt Trì Kim Đồ tỏa sáng đều đứng bên cạnh một người đàn ông của riêng mình, mà tuổi thọ của đám người kia cũng có lớn có nhỏ. Thậm chí có người đáng tuổi cha của cô gái ở bên cạnh. Tuy Trì Kim Đồ không phải chưa từng trải qua những tình cảnh như thế này, thế nhưng nhìn vào những động tác mập mờ của bọn họ, hắn có thể suy đoán rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ là như thế nào. Chủ tịch Vương, không bằng để tôi đi vào lên tiếng cho.
Chỉ Kim Đồ nhìn vào trong đại sảnh, hắn nở nụ cười nhàn nhạt nói với Vương Tử Quân. Ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người Chỉ Kim Đồ, hắn tùy ý nói. Chủ tịch Chỉ, sao vậy? Người đông quá, hay là để tôi đi cho? Chỉ Kim Đồ nhìn lướt qua bốn phía rồi trầm giọng nói. Tuy bốn phía không có được vài người có bộ dạng quan viên chính quyền, thế nhưng những buổi tụ hội thế này chắc chắn sẽ có lãnh đạo thành phố Nam Phương đến tham gia. Nếu như hai người Vương Tử Quân đến một nơi thế này để kêu gọi đầu tư và không thành công, chỉ sợ sẽ mang đến cho bọn họ những đả kích khó thể nào đoán trước được. Trước khi đến nhóm người Hào Tử Động cũng biết có mối nguy, vì vậy Hào Tử Động không đến. Khi ngồi trên bàn tiệc thì Chỉ Kim Đồ còn có chút do dự, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ hạ quyết tâm. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của Chỉ Kim Đồ mà nở nụ cười, hai ngày này hắn đã khá hiểu tính tình của Chỉ Kim Đồ, thế nhưng lúc này hắn không ngờ Chỉ Kim Đồ là người dương buồm đón gió mạnh, lại muốn tự tay thực hiện vụ này. Theo kinh nghiệm quan trường của Vương Tử Quân, hắn biết rõ một hành vi của người nào đó có phải là xuất phát từ tận đáy lòng hay không. Hắn cũng có vài phần đề phòng với Chỉ Kim Đồ, nhưng không biết vì sao càng tiếp xúc với người này thì hắn càng cảm thấy đối phương có vài phần tương đồng với mình. Hắn xác nhận Chỉ Kim Đồ là người có thể đảm đương, thế cho nên lúc này Chỉ Kim Đồ tỏ thái độ, Vương Tử Quân chợt sinh ra lòng tin với tình huống để cho Chỉ Kim Đồ gia nhập vào liên minh của mình. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên khá nhiều ý nghĩ, hắn lại nói. Tôi cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta tiến lên. Chương 686, gặt hái thành công. Khi hai người Vương Tử Quân đang nói chuyện với nhau thì một đoàn người mặc trang phục trắng từ sân khấu đi xuống, khi nhóm người này đi xuống. Những người vốn top 5 top 3 nói chuyện với nhau ở bên dưới cũng đưa mắt nhìn đến. Đây không phải là Tổng Giám Đốc Quan sao? Không phải còn chưa đến giờ à? Thế sao lại xuống rồi? Một người đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt mở miệng hỏi đồng bạn của mình. Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là đón khách quý rồi. Đồng bạn của người kia là một người đàn ông hơn 40 tuổi, hắn chợt cười nói. Cũng không biết ai lại có thể diễn như vậy. Đáng để cho Tổng Giám Đốc Quan Lục Phát đi ra nghênh đón như vậy. Người đàn ông vừa rồi mở miệng chợt có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Là Bí Thư Trần hay Chủ tịch Lý sao? Sẽ không, những bữa tiệc sinh nhật thế này thì hai vị lãnh đạo kia sẽ không đến tham gia, tôi thấy có lẽ đây là một đối tác làm ăn cực kỳ quan trọng nào đó. Vương Tử Quân nghe những âm thanh như vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn ra cửa. Trong bữa tiệc mừng thế này thì Vương Tử Quân và Chỉ Kim Đồ chỉ là hai người khách bình thường, đám người nơi đây căn bản sẽ không biết hai người bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không có gì thú hú ánh mắt mọi người. Anh xem, ai đi bên cạnh quan đại tiểu thư vậy? À, đó chính là Tổng Giám Đốc Lữ Trinh Bình của tập đoàn Huyền Lục, hèn gì Tổng Giám Đốc Quan tự mình xuống nghênh đón. Tôi nghe nói hai nhà bọn họ cố ý liên hợp, Giám Đốc Quan càng muốn nhận Tổng Giám Đốc Lữ làm con rể của mình. Phải không vậy? Đây thật sự là một chuyện rất lớn đấy. Anh bạn, chúng ta có quan hệ thế nào, tôi còn lừa anh sao? Đi, theo tôi đi chào hỏi, trước kia tôi có hợp tác qua với tập đoàn Huyền Lục, cũng từng gặp mặt Tổng Giám Đốc Lữ, nếu không đến chào hỏi cũng không hay. Thôi đi, anh mà cũng gọi là hợp tác sao? Chỉ là nhận chút cặn bã bánh mì từ trong tay người ta mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Thế nhưng như vậy cũng tốt, mọi người tiếp xúc nhiều mới quen mặt. Như vậy sau này tập đoàn Huyền Lục có công trình gì tốt thì chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư vào một chút. Vương Tử Quân nghe hai người đàn ông ở bên cạnh mở miệng nghị luận, thế là ánh mắt không khỏi rơi lên người Lữ Trinh Bình ở phía bên kia. Lúc này Lữ Trinh Bình mặc tây trang màu trắng, hắn đi dưới ánh đèn sáng chói nhìn có vẻ cực kỳ chói lọi. Đám người chung quanh liên tục tiến lên chào hỏi, thế là Lữ Trinh Bình không thể không biến thành nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Lần này sao Lữ Công Tử không đưa bạn gái đến? Một cô gái trẻ mặc váy đỏ dùng giọng kinh ngạc hỏi người đàn ông trung niên đáng tuổi cha ở bên cạnh nàng. Người đàn ông trung niên bị cô gái kéo tay rất chặt, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ khẽ cười nói. Em trước nay luôn tự nhận mình là thông minh, ngay cả chút chuyện thế này cũng không nhìn ra sao. Lữ công tử người ta đến để làm bạn nam với quan tiểu thư, sao có thể đưa bạn gái đến được. Người đàn ông trung niên nói đến đây thì khẽ véo lên cánh tay trắng nõn của cô gái trẻ dưới ánh đèn. Đừng nghĩ đến những công tử vừa có tiền vừa đẹp trai như vậy, bọn họ căn bản không thuộc về em đâu. Chán ghét, người ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, anh đúng là. Cô gái trẻ căn bản là một người xảo quyệt trong tình trường, nàng liên tục mở miệng nhõng nhẽo. Bí thư Vương, xem ra sự việc hôm nay thật sự có chút khó khăn.
Khi thấy Lữ Trinh Bình càng lúc càng đến gần thì Chí Kim Đồ dùng giọng có chút do dự nói. Vương Tử Quân khẽ nheo mắt lại, hắn cười cười nói. Tới rất đúng lúc, tôi đang nghĩ xem nên lên đài thế nào, thật sự là cầu còn chưa được. Tuy Vương Tử Quân gần đây luôn yêu cầu mình phải là người lòng dạ khoáng đạt, có thể chứa cả tứ hải. Thế nhưng hắn cũng phát hiện mình là người có thể mang thù, khi nhìn thấp Lữ Trinh Bình thì trong lòng chợt có vài phần hưng phấn. Khi Vương Tử Quân cất bước đi về phía Lữ Trinh Bình, lúc này Lữ Trinh Bình và quan đại tiểu thư đang đi một trái một phải bên cạnh quan Lục Phát, bọn họ đang cùng nói chuyện với Tổng Giám Đốc Quan. Chú Quan, tiệc sinh nhật của Yến Mai lần này hầu như đã tụ tập tất cả danh nhân và những người có uy tín ở thành phố Nam Phương này rồi. Lữ Trinh Bình nói không quá lớn, trên mặt lại là nụ cười ôn hòa, càng làm cho hắn có thêm vài phần phong độ. Quan Lục Phát cười ha hả nói. Đây đều là bọn họ nể mặt tôi. Quan Lục Phát nói đến đây rồi chợt khẽ nói. Trinh Bình, tôi nghe nói hai ngày gần đây cậu rất bận rộn phải không? Lữ Trinh Bình chợt sững sờ, hắn thầm suy đoán ý nghĩa lời nói của Quan Lục Phát, sau đó lại cười nói. Hai ngày qua thật sự có nhiều việc, thế nhưng bây giờ đã xử lý tốt rồi. Tôi không phải nói về điều này, mà cậu hình như đang nói về một hạng mục ở tỉnh Sơn Nam thì phải. Chúng ta là người làm ăn. Chỉ nghĩ đến phương diện kiếm tiền, mua bán không thành vấn đề, thế nhưng nên cẩn thận đối với những chuyện đắc tội với người. Quan Lục Phát dù nói rất ẩn giấu, thế nhưng lời nói lại không khỏi làm cho Lữ Trinh Bình phải đỏ mặt. Quan tiểu thư đi bên cạnh Quan Lục Phát tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng, nàng lập tức nhếch miệng nói. Bố, cũng không phải chuyện gì lớn, bố nói đến ở đây làm gì. Quan Lục Phát nhìn bộ dạng làm nũng của con gái, lão đành phải thu lại những lời muốn nói vào bụng. Dù sao Lữ Trinh Bình còn chưa phải con rể của lão, thế cho nên những lời như vậy cũng không quá phù hợp. Lữ Trinh Bình thoát khỏi cửa ải này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn quan đại tiểu thư đang nhìn trộm mình, định nói lời cảm tạ thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Giám đốc Lữ, không ngờ trùng hợp như vậy. Những câu nói giả vờ giống như ngẫu nhiên gặp mặt thế này thì thật sự là Lữ Trinh Bình đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này nghe được câu nói của đối phương thì ánh mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Khi Lữ Trinh Bình đang cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, Vương Tử Quân với nụ cười tươi rói đã đi đến bên cạnh. Vương Tử Quân khẽ đưa tay ra bắt chặt tay của Lữ Trinh Bình, sau đó hắn cười nói. Thật không ngờ gặp mặt Tổng Giám Đốc Lữ ở chỗ này, thật sự là quá vinh hạnh. Lữ Trinh Bình thầm suy đoán nguyên nhân Vương Tử Quân xuất hiện ở chỗ này, trong miệng lại vừa cười vừa nói. Bí thư Vương, địa cầu thật sự không nhỏ, không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân nghe được câu nói mất vui của Lữ Trinh Bình, hắn cười cười nói. Giám đốc Lữ thật sự quá khách khí rồi. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn hai cha con Quan Lục Phát. Chào Tổng Giám đốc Quan, chúc mừng, tôi là Vương Tử Quân của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Chương 687, hoặc là tạo ra danh tiếng hoặc là xấu mặt. Quan Lục Phát đã suy đoán ra thân phận của Vương Tử Quân, tuy lão là người nổi tiếng ở phương diện kinh tế, thế nhưng lão đã đơn giản điều tra được thân phận của Vương Tử Quân, tên thanh niên này là cán bộ cấp giám đốc sở. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo thành phố Nam Phương, thế nhưng cấp bậc của Vương Tử Quân đặt ở chỗ nào cũng không cho phép Quan Lục Phát có chút chậm trễ. Trong lòng lão đang thầm suy đoán xem vì sao vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của con mình, vì mình nào có phát thiếp mời cho người này. Tuy phát thiếp mời cho bao nhiêu người thì Quan Lục Phát căn bản không biết rõ, nhưng Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, sẽ tuyệt đối không nhận được thiệp mời. Ngược lại thì lãnh đạo thành phố Nam Phương sẽ nhận được thiếp mời, thế nhưng là người ta và mình đều hiểu rõ, dù có phát thiếp mời cũng không đến. Nếu nói ra thì một vị bí thư thị ủy đến tham gia tiệc sinh nhật của con gái, đây rõ ràng là một chuyện rất đáng có thể diện. Tất nhiên vị bí thư thị ủy La Nam này cũng thật sự rất tốt. Nhưng không hiểu vì sao bí thư Vương của thành phố La Nam lại làm lão sinh ra cảm giác khó khăn. Lãnh đạo bận rộn nhiều việc, tuy Quan Lục Phát chưa từng đến thành phố La Nam, thế nhưng lão vẫn hiểu rõ tình hình trong nước. Bí thư Vương nếu là bí thư thị ủy La Nam, chỉ sợ sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Không phải là đối phương tìm mình để trao đổi về hạng mục đường cao tốc kia đấy chứ. Nếu như là thật, mình nên trả lời thế nào? Quan Lục Phát chợt suy nghĩ nhiều vấn đề. Ngay sau đó lại nghĩ đến bản thân mình. Tuy Quan Lục Phát suy xét đủ phương diện nhưng ngoài miệng vẫn cười tươi chào hỏi Vương Tử Quân, khi hai người nói xong vài lời khách khí thì đã đi đến sân khấu.
Giám đốc quan, hai ngày qua tôi đến thành phố Nam Phương, chợt phát hiện có rất nhiều người không biết đến hành trình kêu gọi đầu tư của chúng tôi. Vì vậy lúc này tôi mượn ngài 5 phút, tôi muốn giới thiệu hạng mục của mình, ngài sẽ không để tâm đấy chứ? Vương Tử Quân cười hỏi quan Lục Phát có để tâm hay không, thế nhưng lại đi lên đài từ thuở nào rồi? Khách dưới đài nâng ly cạn chén cùng cười nói chỉ điểm Giang Sơn, hành vi đột nhiên của Vương Tử Quân chợt làm cho mọi người phải chú ý, đám người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên đài, trong lòng không khỏi sinh ra nhiều suy đoán. Người đàn ông phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ đường hoàng, khí thế hiên ngang kia là ai? Vì sao lại chạy đến đây? Tất cả ánh mắt đều cực kỳ nghi hoặc, vào lúc này trong lòng mọi người hầu như đều đang chờ Vương Tử Quân mở miệng. Chỉ Kim Đồ vẫn đứng ở Vương Tử Quân không xa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vương Tử Quân đột nhiên đứng lên chỉ có hai khả năng, một là tìm ra danh tiếng, thu được nhiều sự ủng hộ, hoặc là sinh ra tình huống xấu mặt. Nếu một khi không thành công, như vậy tình huống đáng chê cười sẽ truyền về tỉnh Sơn Nam. Khi Vương Tử Quân lên đài thì Lữ Trinh Bình chợt cảm thấy có chút căng thẳng, thế nhưng ngay sau đó đã thả lỏng hơn. Lúc này hắn không tin Vương Tử Quân chỉ có 5 phút giới thiệu là có thể lôi kéo được tâm tư của người ta. Tự rước lấy nhục. Trong đầu chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, Lữ Trinh Bình nhận lấy một ly rượu từ trong tay bồi bàn, hắn thoải mái nói chuyện với quan tiểu thư. Nhưng dù hắn có biểu hiện thế nào, cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, thế nhưng không thể không thừa nhận tâm tư của hắn đều đặt lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy micro lên nói. Thưa các vị, tôi là Vương Tử Quân. Tôi đại biểu bản thân mình cho ra lời chúc phúc chân thành đối với ngày vui sinh nhật của quan tiểu thư. Vương Tử Quân lên tiếng đã làm cho nhiều người nở nụ cười thiện ý, có người còn ồn ào nói, anh không đại biểu cho anh, chẳng lẽ muốn đại biểu cho chủ tịch, thủ tướng, đại biểu cho kiều bào ngoài nước và nhân dân trong nước nữa sao? Khi mọi người cười vang thì chợt nghe Vương Tử Quân nói tiếp. Lúc này tôi cũng cần cảm tạ Tổng Giám Đốc Quan, anh ấy nói cho tôi mượn sâu khấu này trong thời gian 5 phút. Tất nhiên giám đốc quan tuy nói là 5 phút, thế nhưng tuyệt đối cũng không phải chỉ là gói gọn trong thời gian 5 phút. Quan Lục Phát nghe lời cảm tạ của Vương Tử Quân mà không khỏi nở nụ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ Bí Thư Vương ngài thật sự rất nể mặt tôi, thế nhưng trò này rất giống như Lưu Bị mượn Kinh Châu. Anh căn bản không cần quan tâm tôi có đồng ý hay không, cũng không phân trần mà trực tiếp mượn đi. Những lời nói sau đó của Vương Tử Quân càng làm cho giám đốc quan phải chết lặng. Hừ, tôi có nói như vậy bao giờ? Nhưng những lời như vậy không thể nào rời khỏi miệng, dù sao thì thân phận của Vương Tử Quân cũng đã quá rõ ràng, có người nào đắc tội được. Vì người thanh niên kia còn quá trẻ, chắc chắn sẽ còn có thể thừa thế xông lên trong quan trường. Mọi người thấy tôi lạ mặt là được rồi, nếu như giống như đã từng gặp mặt, rõ ràng là hai bên đã có tương tác ở đâu đó rồi. Vương Tử Quân mở miệng nói đùa làm cho đám đông chợt cười lớn. Nhưng tôi cũng muốn thanh minh một chút. Tôi và Lữ Tiên Sinh tuyệt đối không phải là có duyên từ kiếp trước, chúng tôi mới gặp nhau hôm qua mà thôi. Tôi là Vương Tử Quân, bây giờ đang công tác ở thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam, lần nay tôi đến thành phố Nam Phương, chỉ có một mục tiêu, chính là tìm kiếm những nhà đầu tư cùng nhau phát triển đường cao tốc Sơn La. Sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì đám người nơi đây đều ý thức được, rõ ràng Bí Thư Vương đến đây để quảng cáo hạng mục, thế là từng ánh mắt chợt nhìn về phía Lữ Trinh Bình. Cũng vì nguyên nhân Lữ Trinh Bình mà bọn họ mới từ chối gặp mặt Vương Tử Quân bàn về việc đầu tư đường cao tốc Sơn La, cũng xem như bỏ qua hạng mục này. Vị cán bộ tỉnh Sơn Nam kia sao có thể xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của quan tiểu thư? Hơn nữa Vương Tử Quân lại đứng lên đài thúc đẩy hạng mục của mình. Chẳng lẽ bọn họ đã tạo thành hiệp nghị gì, vì thế mà quan Lục Phát mới có thể giúp đỡ như vậy? Đủ mọi suy đoán chợt xuất hiện trong đầu mọi người. Lúc này tất cả ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân đều tràn đầy nghi vấn. Vương Tử Quân lại càng tiến vào đúng trạng thái dưới ánh mắt của mọi người, lúc này hắn đứng trên đài và tất cả nghi kỵ trước đó chợt tan biến sạch sẽ. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giới thiệu đường cao tốc Sơn La trong thời gian 5 phút. Có người nói đường cao tốc Sơn La chỉ là một công trình thành tích, nói thật, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng nếu một công trình có lợi cho dân, chúng tôi thực hiện để tìm thành tích cho mình thì có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ làm quan một phương nếu không tạo phúc cho người dân của mình, không làm vài việc đại sự cho gia hồn, như vậy có khác gì hạng vô năng? Bản thân tôi khinh thường làm quan Thái Bình, vì vậy tôi vì người dân thành phố La Nam mà lặn lội xa xôi đến thành phố Nam Phương gặp mặt các vị. Thật sự mà nói thì lần này tôi đến không chỉ mang theo thành ý, tôi còn mang đến cơ hội đầu tư.
Muốn làm giàu thì trước tiên phải làm đường, khi kinh tế trong nước liên tục phát triển thì đường cao tốc là cực kỳ cấp bách. Dù là chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế hay mọi người cùng nhau kinh doanh sinh lợi đều cần đẩy mạnh làm đường cao tốc. Vương Tử Quân đã sắp xếp sẵn tất cả những lời mình cần nói, sau đó lại còn bàn bạc với Chỉ Kim Đồ và Hào Tử Động, thế cho nên lúc này mở miệng cực kỳ có lực đánh động nhân tâm. Hơn nữa hắn có những kiến thức siêu việt vào kiếp trước, thế cho nên hắn càng nắm lấy thật chặt cơ hội lần này. Người nghèo không những không có tư bản, càng đáng buồn chính là không có ý thức vận tác tư bản. Tiền là gì? Tiền là nước, cần liên tục tuôn chảy, như vậy mới có thể sinh lợi, lợi sinh lợi. Nói thật ra thì anh không để ý đến tiền tài, như vậy tiền tài sẽ không chú ý đến anh, vì sao có thể thu hoạch được lợi ích ngày càng lớn. Chỉ có đầu tư mà thôi. Mọi người đang ngồi nơi đây đều là chuyên gia trong giới đầu tư, ở phương diện này. Có thể thấy được tương lai vài năm tới khi mà kinh tế phát triển mạnh mẽ, quần chúng chắc chắn sẽ càng thêm giàu có, xe hơi sẽ ngày càng nhiều. Khi mà trao đổi giữa các thành phố với nhau ngày càng được tăng cường, như vậy đường cao tốc sẽ càng ngày càng quan trọng, càng có lượng giao thông cực lớn. Dù là Đông Tây Nam Bắc thì đều phải đi qua miền Trung, tỉnh Sơn Nam ở trung tâm, là một vị trí giao thông cực kỳ quan trọng, nếu hoàn thành đường cao tốc thì sẽ trở thành một con đường nối liền bốn phương. Các vị cảm thấy thế nào? Có muốn vung tay đầu tư để được hưởng lợi cả đời không? Lúc này Vương Tử Quân đứng trên đài nói năng dõng dạc, cực kỳ có khí phách. Lúc này hắn giống như không phải chiếm dụng sân khấu của người ta, mà giống như sân khấu này sinh ra là vì hắn. Quan Lục Phát vốn đang có tâm tư rất bất đắc dĩ, lão nhìn Vương Tử Quân nói chuyện mà chốc chốc lại oán thầm một câu, thế nhưng lúc này lại tập trung tinh thần để lắng nghe lời Vương Tử Quân. Rất nhiều thương nhân giới đầu tư lúc này cũng không còn tâm tư suy xét thân phận của người đàn ông trẻ tuổi kia, lúc này ý nghĩ của bọn họ đặt lên thành phố La Nam, đặt lên phương diện đầu tư đường cao tốc Sơn La. Vì bọn họ không thể không quan tâm đến xu thế chung, chỉ khi nào chính mình đi theo xu thế, như vậy bọn họ mới có thể làm tốt công tác kinh doanh của mình, càng thêm thành công vang dội. Tuy Vương Tử Quân mở miệng chủ yếu giới thiệu về đường cao tốc Sơn La, thế nhưng lại không quên giới thiệu xen kẽ mọt vài xu thế sau này, làm cho đám người dưới đài nghe mà không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ. Đám người thầm bội phục Vương Tử Quân là người nhìn xa trông rộng, thầm nghĩ lời nói của người đàn ông trẻ tuổi kia thật sự mới mẻ và có quan điểm tân tiến. Trong đám người đang suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân có cả Lữ Trinh Bình. Hắn là người chủ quản tập đoàn Huyền Lục, hắn thật sự bỏ ra rất nhiều tâm tư để đầu tư tài chính, cũng tự nhận mình là người có ánh mắt sắc bén. Lúc này hắn nghe xong giới thiệu của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy quyết định của mình trước đó là quá ngu ngốc. Tiền đều là thứ hàng thật giá thật, mình là một người thương nhân thành công, sao lại hành động theo cảm tình như vậy? Vương Tử Quân nói càng làm cho Lữ Trinh Bình xúc động, đời người tươi đẹp. Kẻ trí luôn luôn biết suy xét đúng mực. Lúc này những lời nói quảng cáo của Vương Tử Quân về việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Sơn La lại càng lóe lên trong đầu Lữ Trinh Bình. Hắn nghĩ đến những lời mình nói trước kia, lại nhìn đám người đang lắng nghe say sưa ở bên cạnh, thế là chợt cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, gương mặt cũng nóng như lửa đốt. Đám người ở nơi này đều là hạng thông minh tuyệt đỉnh, bọn họ tất nhiên càng có tiêu chuẩn của riêng mình để phán đoán một sự việc đang diễn ra. Tuy Vương Tử Quân không nói quá nhiều, thế nhưng như vậy xem như là quá đủ rồi. Nếu những người ở đây cho ra phán đoán của mình, tất nhiên những lời của Lữ Trinh Bình trước đó sẽ là suy đoán vô căn cứ, hoặc có người nói mình đang có âm mưu muốn nuốt vào một mình, dù thế nào thì thanh danh của hắn cũng bị hao tổn. Đối với Lữ Trinh Bình vào lúc này thì thứ gì không thể cho người ta xâm phạm vào? Chẳng phải là danh dự sao? Dù sao thì một xí nghiệp mất đi danh dự của mình cũng sẽ khó thể nào có thể phát triển tốt đẹp được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng lại làm cho người ta nhìn thấy một vầng hào quang rộng lớn, danh dự của Lữ Trinh Bình cũng xem như bị luồng hào quang kia đánh nát. Hơn nữa bản thân hắn tuy hiểu rõ tất cả mọi thứ, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp nào để đối phó. Trên thế giới tình huống bất đắc dĩ nhất chính là mình biết rõ sự việc sắp phát sinh thế nhưng lại không có sức lực để ngăn cản. Cho đến nay Lữ Trinh Bình đều cho rằng vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy thế cục không còn nằm trong lòng bàn tay của mình. Đường cao tốc rất có tương lai phát triển, chắc chắn sẽ ngày càng bừng sáng, thậm chí qua thời kỳ ngày thì phương diện xây dựng đường cao tốc sẽ có biến đổi. Phương thức đầu tư BOT không những là kỳ ngộ của chúng tôi, càng là kỳ ngộ của các vị. Tôi tin tưởng chúng ta chỉ cần hợp tác chân thành với nhau là có thể nắm bắt kỳ ngộ này, xem như cùng chung thắng lợi vì một mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi và phát triển.
Vương Tử Quân lúc này có thể nói là bùng phát tài sáng tạo, lời nói cổ động càng lúc càng hấp dẫn. Hắn đứng trên đài và đưa mắt nhìn xuống, cảm thấy một cảm giác hào hùng xuất hiện trong đáy lòng. Hắn vốn chỉ nói về hạng mục đường cao tốc Sơn La, bây giờ không khỏi cảm thấy có chút kích động. Xí nghiệp thường được gọi là kẻ mạo hiểm, anh nghi ngờ cái này nghi ngại cái kia, như vậy đừng hòng làm được gì cả. Xí nghiệp chỉ dựa vào phương diện khôn khéo là không đủ, cần phải có lá gan và có dũng khí. Lúc này phương diện xây dựng đường giao thông rất cấp bách, Kỳ Ngộ phát triển căn bản không dừng lại chờ đợi, với hoàn cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ như bây giờ, tôi tin chắc tỉnh Sơn Nam sẽ phát triển quật khởi. Những lời nói cực kỳ có lực vang lên trong khách sạn, Vương Tử Quân dùng ánh mắt sáng ngời nhìn qua mọi người, một khí thế mạnh mẽ bùng ra, không gian cũng giống như có chút cô đọng. Chương 688, không phải tất cả anh đẹp trai đều quyến rũ. Vương Tử Quân nói 5 phút đồng hồ nhưng toàn bộ đại sảnh đều cực kỳ yên tĩnh. Tuy không phải tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng có đại đa số người chú ý đến lời nói của hắn cũng là quá đủ rồi. Đám người đứng đầu giới đầu tư ở thành phố Nam Phương đang suy xét lời nói của Vương Tử Quân, đám người đi cùng cũng không ồn ào, từng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Anh Trần, sao tôi cảm thấy Vương Tử Quân này nói rất có lý, nếu đầu tư vào hạng mục này, chỉ sợ sẽ tuyệt đối kiếm được tiền. Tôi cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa còn là lợi nhuận cực kỳ ổn định, căn bản còn tốt hơn đầu tư vào bất kỳ phương diện nào khác. Anh Trần có chút trầm ngâm, sau đó đột nhiên nói. Anh nói xem, một hạng mục đáng để đầu tư như vậy, vì sao Lữ Trinh Bình lại nói nó không chút giá trị? Anh Trần, ngay cả những điều này còn không biết thì chúng ta làm người đầu tư làm gì nữa? Đây không phải là đối phương muốn trả giá thật thấp, cố gắng tìm ra lợi ích lớn nhất sao? Lữ Trinh Bình hắn cũng không phải là nhà từ thiện, hắn nói như vậy chỉ vì không muốn chúng ta ra tay, quan trọng hơn là có thể ép giá với người ta. Anh Trần chợt tỏ ra không thể tin, hắn nhanh chóng nói. Sẽ không là như vậy, Lữ lão gia tử trước nay là người dẫn đường cho đám vãn bối chúng ta, Lữ Trinh Bình sao có thể làm như vậy được? Không phải như vậy thì anh cho rằng sẽ là thế nào? Hơn nữa dù là cha con thì cũng không có nghĩa là tính tình tâm tư giống hệt nhau. Lữ Trinh Bình là Lữ Trinh Bình, Lữ lão gia tử là Lữ lão gia tử, anh cảm thấy Lữ Trinh Bình sẽ nói ra những lời giống như Lữ lão gia tử sao? À, cũng đúng. Anh Trần trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu nói. Những lời nghị luận giống như thế này liên tục vang lên trong đại sảnh, tuy âm thanh nghị luận không cao, thế nhưng lại có không ít những lời như vậy truyền vào trong tai Lữ Trinh Bình. Lữ Trinh Bình siết chặt nắm đấm, ánh mắt của hắn mang theo một ngọn lửa nóng hừng hực nhìn tên đàn ông trẻ tuổi đứng trên đài. Hắn biết rõ thanh danh của mình chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay của tên kia. Nhưng hắn biết rõ mà căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để cứu vãn danh dự cho chính mình. Lúc này sân khấu vẫn rực rỡ dưới ánh đèn màu. Lữ Trinh Bình thật sự rất muốn tiến lên biện luận với những lời của Vương Tử Quân vừa rồi, thế nhưng hắn thật sự không có dũng khí như vậy. Lúc này đám người trong đại sảnh thật sự rất tán thưởng những lời nói của Vương Tử Quân, Lữ Trinh Bình biết dù mình có lên đài vào lúc này cũng thật sự là tìm khó cho mình. Có thể nói hắn đã trở thành một tảng đá kê chân rất lớn cho người ta trong bữa tiệc hôm nay. Bí thư Vương thật sự là rất giỏi ăn nói. Chỉ Kim Đồ lúc này thật sự yên tâm. Hắn ở bên dưới nghe những lời của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác kích động chứ đừng nói đến những người khác. Hắn thấy dù không ai đứng ra đầu tư cũng tuyệt đối không có người nào mở miệng nói này nọ với Vương Tử Quân. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, không biết bắt đầu tư người nào, nhưng có thể khẳng định tiếng vỗ tay này dành cho người đang đứng trên sân khấu. Không ít người cảm thấy bữa tiệc rượu sinh nhật hôm nay đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là tin tức về đường cao tốc Sơn La. Nếu như có thể nắm bắt được cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ kiếm về cho mình một khoản lợi lớn. Vốn có nhiều người không quá quan tâm đến sự việc này, thế nhưng bây giờ tâm tư của bọn họ không khỏi thay đổi. Rất nhiều người vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với nhau, bây giờ không khỏi tự động kéo giãn khoảng cách. Đồng hành tuyệt đối là oan gia. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, thế là không khỏi bình tĩnh trở lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Trong lòng thầm nghĩ những tính toán của mình vừa rồi xem như đã thành hiện thực. Hắn nhìn đám người vỗ tay bên dưới, thế là không khỏi xòe bàn tay ra, muốn áp chế âm thanh vỗ tay. 5 phút là được, Vương Tử Quân cũng không muốn chiếm dụng thời gian tổ chức sinh nhật của một cô gái, dù sao thì người ta cũng là nhân vật chính, thế nhưng tất cả hào quang lúc đầu của chủ nhân bữa tiệc lại bị mình làm cho ảm đạm. Hắn là một người có lương tâm,
hắn cũng không hy vọng công tác của mình làm cho cô gái kia bị tổn thương. Nhưng Vương Tử Quân càng vung tay lên thì tiếng vỗ tay càng mạnh hơn, mãi đến khi hắn thực hiện động tác tay đến lần thứ ba thì âm thanh mới dừng lại. Ha ha, tiếng vỗ tay của các vị thật sự làm tôi kích động, thế nhưng hôm nay là sinh nhật của Quan đại tiểu thư, tôi chỉ là khách lấn chủ trong thời gian 5 phút, cũng không thể tiếp tục kéo dài, vì vậy lúc này tôi mong mọi người có thể dùng tiếng vỗ tay của mình để chúc mừng sinh nhật của Quan tiểu thư. Vương Tử Quân đưa tay vỗ nhẹ vào micro, sau đó hắn khẽ lên tiếng. Tiếng cười lớn chợt vang lên trong đám người, tất cả giống như quay về thời điểm trước khi Vương Tử Quân lên đài phát biểu, thế nhưng dù là ai cũng biết thời gian căn bản không thể nào quay lại được, bây giờ là thời điểm sau khi Bí Thư Vương đứng lên phát biểu vài lời. Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị xuống đài, thế nhưng trước khi bước xuống thì hắn chợt dừng lại một chút rồi nói. Tôi đến chúc mừng sinh nhật mà lại chiếm một phần thời gian, đây cũng không phải là nói tôi không thành tín, thế nhưng tôi không nói ra những lời vừa rồi thì có chút khó chịu. Bây giờ có một lời cuối cùng càng cần phải nói, có gì kính mong mọi người bỏ qua cho. Lúc này Quan tiểu thư cũng bị quyến rũ bởi phong thái của Vương Tử Quân, vô tình chợt cảm thấy rung động. Thầm nghĩ nếu bây giờ hắn ta tiến lên tỏ tình với mình, như vậy mình sẽ trả lời thế nào? Trong lòng xuất hiện nhiều ý nghĩ mông lung, ánh mắt Quan tiểu thư không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, khi đó những hy vọng trong lòng nàng cũng không phải là quá mức mâu thuẫn. Chúng tôi kêu gọi đầu tư trong một khách sạn 6 tầng ở thành phố Nam Phương, nếu các vị có ý muốn đầu tư, có thể liên lạc với chúng tôi trong thời gian 3 ngày tới, số điện thoại của chúng tôi là... Vương Tử Quân nói xong câu cuối cùng thì tiêu sái đi xuống đài. Vương Tử Quân đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng hắn lại không biết chính mình làm cho trái tim của Quan tiểu thư xuất hiện vết rách, càng làm cho nàng hiểu ra vấn đề, không phải là đàn ông đẹp trai mới thật sự quyến rũ. Lúc này Vương Tử Quân đi xuống dưới đài. Hắn không bùng ra hào quang rực rỡ, thế nhưng Quan Lục Phát lại không thể tỏ ra thờ ơ. Lão nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mà có chút trầm ngâm, sau đó cất bước đi lên đài. Các vị, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì những lời nói của Bí Thư Vương vào ngày hôm nay. Bí Thư Vương là Bí Thư Thị ủy thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Lần này anh ấy đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Lúc này tôi yêu cầu mọi người dùng một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của Bí Thư Vương. Quan Lục Phát là chủ nhân, tất nhiên lão đứng lên phát biểu sẽ không phải là quá phận, cho nên được rất nhiều người ủng hộ. Chẳng qua lúc này lão lên tiếng thì âm thanh vỗ tay vang lên rất thưa thớt. Quan Lục Phát là một thương nhân dày dặn kinh nghiệm, có thể nói là gặp qua vô số tình huống, thế nhưng bây giờ lại không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu. Những lời nói vừa rồi của lão với mục đích tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân, cũng vì muốn tăng khả năng để hai bên hợp tác với nhau, lại không ngờ sinh ra kết quả như thế này. Chính mình sao lại xui xẻo như vậy? Căn bản không có mấy người vỗ tay sao? Khi Quan Lục Phát đang cảm thấy rất quái lạ, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, ngay sau đó tất cả ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Quan Lục Phát nhìn Vương Tử Quân đang đứng lẳng lặng bên dưới đài, lão chợt hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tuy mọi người chỉ nghe nói sơ qua về thành phố La Nam, thế nhưng bọn họ cũng hiểu thành phố có cấp bậc gì, lại càng hiểu rõ cấp bậc của Vương Tử Quân. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã là Bí Thư Thị ủy, hơn nữa vừa rồi Bí Thư Thị ủy lại đứng lên giảng giải cho bọn họ, đây không thể không làm cho người ta cảm thấy giật mình. Quan Lục Phát nghe thấy tiếng vỗ tay mà không khỏi không thầm nghĩ, sự kiện thế này nên xảy ra một lần thôi, nếu thật sự còn tiếp diễn như vậy, chỉ sợ mình sẽ cực kỳ mất mặt. Nếu so sánh với một người bừng bừng hào quang như Vương Tử Quân vào lúc này, tiếng vỗ tay vang lên giống như một cái tát thật mạnh lên mặt Lữ Trinh Bình. Hắn biết rõ tiếng vỗ tay lần này đại biểu cho đám người trong bữa tiệc thừa nhận sự hiện diện của Vương Tử Quân, mà những lời nói trước đó của hắn giống như biến thành một cái đế giày đập lên mặt mình. Tiếng vỗ tay vang lên, Lữ Trinh Bình cảm thấy mình căn bản không thể nào ở lại nơi này. Quan Lục Phát tuy không nói gì, thế nhưng những câu nói của lão vừa rồi đã chứng tỏ thái độ trên sự kiện lần này. Tuy Lữ Trinh Bình không có ý nghĩ gì với Quan tiểu thư, thế nhưng lúc này hắn bị tình huống Quan Lục Phát tỏ thái độ trước mặt bao người làm cho cực kỳ khó chịu. Tất nhiên Quan Lục Phát sẽ không dám nói thẳng mặt với hắn, thế nhưng điều này đã đại biểu cho tất cả mọi người nơi đây đều biết được vấn đề. Lữ Trinh Bình bị ném bỏ, chính mình bị ném bỏ. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng hắn cũng không hối hận. Bây giờ chỉ là thất bại nho nhỏ với hắn, khía cạnh đầu tư lớn mới chính là thứ hắn coi trọng. Ánh mắt Lữ Trinh Bình rơi lên người Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi nghĩ đến những đánh giá của Tào Chân về người này,
càng nhớ đến câu nói của Tào Chân mà hắn luôn ghi khắc trong lòng. Đó là tỉnh Sơn Nam chỉ cần một mặt trời mà thôi, nhưng Vương Tử Quân này thật sự là quá chói mắt. Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng có thắng được người này hay không? Nếu như là trước kia thì Lữ Trinh Bình có thể khẳng định điều này, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất dao động. Tôi đi ra ngoài một chút. Lữ Trinh Bình khẽ nói một tiếng với quan tiểu thư đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài cửa. Hắn cảm thấy mình căn bản không còn phù hợp với bầu không khí hiện tại, dù sao thì vỗ tay cho người ta cũng không phải là việc hắn cần làm. Nhưng khi Lữ Trinh Bình đi được một vài mét thì thật sự cảm thấy đi ra cũng không phải quá dễ dàng, chưa nói đến những thứ khác, âm thanh chào hỏi vang lên rất chói tai làm hắn khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt của nhiều người nhìn về phía mình, điều này càng làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy khó chịu. Nhưng ánh mắt kia giống như đang nhìn về phía một kẻ thất bại, hơn nữa lại giống như đang nhìn vào một tên trộm. Còn bà nó, ông cũng không trộm đồ của các người dám dùng ánh mắt đó nhìn ông sao? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, Lữ Trinh Bình không khỏi cảm thấy căm hận. Nhưng hắn cũng hiểu vì sao đám người kia dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, chính mình đã lừa gạt bọn họ. Đây không phải là trộm đồ trong túi của bọn họ sao? Nhưng dù đường xa thì cũng có điểm cuối, không biết trải qua bao lần căng mặt với lời chào hỏi và ánh mắt nhìn mình, cuối cùng Lữ Trinh Bình cũng đi đến cửa chính. Lữ Trinh Bình mở miệng hít vào vài hơi, hắn chợt cảm thấy có một hạnh phúc nho nhỏ, thì ra hít thở thoải mái cũng là một niềm hạnh phúc. Lữ Trinh Bình thầm tính toán về những gì vừa phát sinh, hắn cũng thật sự bắt đầu sinh ra ý nghĩ chịu phục với Bí Thư Vương. Tuy hắn cảm thấy mình ở vụ việc này căn bản là có chút oan ức, thế nhưng thất bại là thất bại. Hắn không phải là một người dễ dàng thua cuộc, dù thua thì hắn cũng phải cố gắng tìm được những gì thuộc về mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Lữ Trinh Bình cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hắn chậm rãi tươi cười. Alo, lúc này sao anh lại nhớ mà gọi điện thoại cho tôi, có phải là cảm thấy một mình khó ngủ hay không? Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ sắp xếp cho anh. Nhưng trả lời Lữ Trinh Bình không phải là một giọng nhiệt tình, đó là âm thanh lạnh nhạt của Lý Mạc Chí. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Lữ, bây giờ tôi không có tâm tình này. Ha ha ha, không phải anh đang thủ tiết cho vị Tổng Giám Đốc của mình đấy chứ. Tôi nói cho anh biết, anh nên buông tha đi, vị Tổng Giám Đốc của các anh cũng không phải là phàm phu tục tử. Ngày nay có rất nhiều mỹ nữ, anh nên tìm lại sự tự tin của mình ở những người mỹ nữ như thế này. Lữ Trinh Bình là người kiêu ngạo. Hắn nói lời vui vẻ với Lý Mạc Chí, tất nhiên cũng có mục đích của mình. Nhưng lúc này lời nói của Lý Mạc Chí lại làm Lữ Trinh Bình sinh ra cảm giác không tốt, vì vậy tuy lời nói của hắn ngắn gọn và vui vẻ, thế nhưng trong lòng căn bản không quá dễ chịu. Lý Mạc Chí trầm ngâm giây lát rồi mới chợt nói. Tổng Giám Đốc Lữ, tôi thật sự cũng chỉ có thể cảm ơn lời quan tâm của anh. Lý Mạc Chí dừng lại một chút rồi nói. Nhưng hôm nay tôi gọi điện thoại báo cho anh một tin không tốt. Công ty của tôi đã quyết định dừng tất cả hợp tác với công ty của anh. Lý Mạc Chí tuy nói không quá lớn nhưng âm thanh vang vào trong tay Lữ Trinh Bình lại giống như sấm sét. Lữ Trinh Bình đã bỏ ra rất nhiều tâm tư vì hợp tác với tập đoàn Quân Thành, thậm chí kết giao với Lý Mạc Chí cũng là vì đặt nền móng cho sự việc này. Nhưng bây giờ những hợp tác với tập đoàn Quân Thành làm cho người ta phải ngưỡng mộ lại bị hủy, thế cho nên tình huống ngưỡng mộ lại biến thành cực kỳ sợ hãi. Dù sao những hợp tác hiện tại cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, hợp tác ở các phương diện khác mới là trọng điểm của tập đoàn Huyền Lục, nhưng bây giờ tập đoàn Quân Thành lại bỏ qua tất cả. Vì sao? Lữ Trinh Bình áp chế cảm giác sợ hãi của mình, hắn mở miệng hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.